Vạn cổ đệ nhất thần, Lý Thiên Mệnh. Tập 31. Linh Nhi vì sao lại tại cái này thần táng bên trong? Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng, vấn đề này, hư không không nghĩ sẽ có đáp án. Mà lại, tại cái này sinh tử vận tốc ở giữa, đáp án không có ý nghĩa. Hắn hiện tại chỉ có thể trông cậy vào, hồn ma có thể ngăn cản Khương Phi Linh thể nội người này. Nàng nếu để hồn ma bắt lấy, Lý Thiên Mệnh còn có cơ hội, nhưng nếu để cho nàng xông lên tế đàn, Lý Thiên Mệnh dám cam đoan, tuyệt đối không có cơ hội. Bởi vì tin tức không ngang nhau, tại thần táng bên trong kiêng kỵ nhất, cũng là để cho nàng nắm mũi dẫn đi. Hồn ma lập tức liền tiếp cận nàng. Nó bỗng nhiên mở ra ba cái miệng, ra sức khẽ hấp, có thể rõ ràng cảm giác được nàng tại hàng nhanh. Thậm chí, theo Thiên Chi Dực trở lại Khương Phi Linh dáng vẻ. Phanh phanh, hồn ma đuổi theo. Lý Thiên Mệnh bắt lấy cơ hội này, dựa vào điện ma cửu tiết liên hất lên, vậy mà vọt tới hồn ma trước mắt, trước một bước đâm vào Khương Phi Linh trên thân. Hai tay của hắn ôm một cái, đem Khương Phi Linh ôm ở trong ngực, bất quá, trong ngực người này, vẫn lấy nóng rực lạnh lẽo ánh mắt nhìn lấy hắn. Ngươi chớ làm loạn, để hồn ma bắt lấy, ta cùng nàng đều phải chết. Nàng cả giận nói. Vừa dứt lời dưới, hồn ma móng vuốt thì xé rách tới. Lý Thiên Mệnh trốn tránh ở giữa, phía sau Dạ Lăng Phong đuổi theo, khống chế được bạo tẩu hồn ma. Đi, Dạ Lăng Phong vội vàng nói. Rất hiển nhiên, hắn có chút khống chế không nổi nó, bởi vì, hồn ma hiện tại phía trước nhất đầu, biểu lộ là, giận. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, ôm lấy Khương Phi Linh thân thể, xoay người chạy, bất quá, trong ngực gia hỏa này căn bản không thành thật, tăng thêm hồn ma không nhận trưởng khống, thoát ly Dạ Lăng Phong khống chế, vọt thẳng đến Lý Thiên Mệnh trước mắt. Ngăn lại hồn ma. Huỳnh hỏa ba người bọn hắn vọt ra, nhất là Lam Hoang, đè vào phía trước nhất. Đáng tiếc là, cơ hồ tại giây phút đầu tiên, nó thần thông, sơn hải giới, vẫn là để cái kia hồn ma cho đập nát. Điều này nói rõ, hồn ma mặc dù không có mạnh hơn nhiều đáng sợ, nhưng ít ra Lý Thiên Mệnh bọn họ tầng thứ, muốn một chút cao một chút. Phanh phanh phanh, Lam Hoang cùng Miêu Miêu đều bị phá tan, lại càng không cần phải nói huỳnh hỏa, bất diệt kiếm khí đâm một cái. Vậy mà không có đâm vào cái kia hồn ma huyết nhục. Hiển nhiên, đây cũng là cái da dày thịt béo đồ vật. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần, đưa ta phía trên tế đàn, nếu không, ta cùng nàng, đều sẽ chết tại hồn trong ma thủ. Người kia, hung hãn nói. Im miệng đi ngươi, Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, làm nàng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, còn tại mang theo nàng đi ra ngoài thời điểm, lần nữa hóa thành vô hình thiên chi dực, xông ra Lý Thiên Mệnh trưởng khống. Còn muốn hướng thanh sắc tế đàn đi. Nhưng nói thật, nàng bây giờ cách tế đàn càng xa. Muốn không phải Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú cùng Dạ Lăng Phong cùng một chỗ ngăn đón hồn ma, nàng trên căn bản không đi. Chạy đâu, thiên chi dực tốc độ không tính nhanh, Lý Thiên Mệnh lần nữa ngăn ở trước mắt nàng. Đúng vào lúc này, thiên chi dực bỗng nhiên đâm vào đến Lý Thiên Mệnh trên thân, phụ linh trong đó. Ca ca, xuất ra thiên linh chi luyến. Đây là Khương Phi Linh thanh âm. Linh Nhi. Tuy nói đàn ông không dễ rơi lệ, nhưng giờ phút này, Lý Thiên Mệnh hốc mắt đều đỏ. Nàng có thể ngay tại lúc này, nói ra lời, rõ ràng trải qua một loại chống lại. Giờ khắc này, không chỉ là Lý Thiên Mệnh tại trên mũi đao liều mạng, tranh thủ hết thảy khả năng, nàng cũng là như thế. Lý Thiên Mệnh lập tức liền theo tu di giới chỉ bên trong, lấy ra thiên linh chi luyến. Thì sau đó một khắc. Trong cơ thể hắn phụ linh Khương Phi Linh, lập tức đi vào, nhiên linh, trạng thái. Kim sắc liệt hỏa, trong nháy mắt đốt cháy Lý Thiên Mệnh mệnh tuyền. Cảm giác kia vô cùng khó chịu, hắn thánh cung mệnh tuyền, tại lấy tốc độ khủng khiếp tiêu hao. Nhưng, Lý Thiên Mệnh biết, Khương Phi Linh rốt cuộc muốn làm gì. Nhiên linh về sau, nàng sẽ tiến vào một loại, ngủ đông, trạng thái, dưới loại trạng thái này, rất hiển nhiên, người kia cái gì đều không làm được. Kể từ khi biết, nàng, ở trong cơ thể mình về sau, Khương Phi Linh từ trước tới giờ không cùng Lý Thiên Mệnh nói nhiên linh sự tình, chính là vì vào lúc này, có thể đứng hàng công dụng. Có lẽ không giải quyết được căn bản, nhưng, luôn có thể vô hạn trì hoãn thời gian a. Ngươi muốn chết, ngươi bất quá là, hậu thiên thần thai, đản sinh phàm trần chi linh, ngươi có tư cách gì chiếm cứ thân thể của ta. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh nghe được, người kia căm giận ngút trời. Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta chính là chính ta, gặp lại. Khương Phi Linh thanh âm, nghe vô cùng dứt khoát,
Nàng trầm mặc thời gian rất lâu, lại tại thời khắc này bạo phát. Người nào không muốn tiếp tục sống a? Nàng tại kiên trì, Lý Thiên Mệnh cũng tại kiên trì. Theo Dạ Lăng Phong xuất hiện một khắc này bắt đầu, đến bây giờ mỗi một bước, đều là kinh tâm động phách. Mạo hiểm rất nhiều lần, thế nhưng là chỉ ít, bọn họ còn không có thua. Vù vù, nốt linh chi hỏa cháy hừng hực, lần này đốt là Lý Thiên Mệnh, hắn theo không nghĩ tới chính mình sẽ bị nhiên linh, có thể, đây là để hắn mừng rỡ nhất một lần. Thống khổ tính là gì? Làm hắn thánh nguyên bị điên cuồng suy yếu thời điểm, Khương Phi Linh hao hết lực lượng, hóa thành điểm sáng màu vàng óng, tan vào thiên linh chi luyến bên trong. Theo cái này bắt đầu, thì lại cũng không nghe thấy, người kia thanh âm. Thậm chí, hồn ma đều bình tĩnh lại. Nó ba cái đầu chuyển động cái này hỉ nộ buồn bã ba cái biểu lộ, thay phiên hoán đổi, sáu cánh tay tiêu nghỉu xuống, một động một chút. Rốt cục, tạm thời kết thúc. Huỳnh Hỏa bọn họ đều mệt đến ngã trên mặt đất, Dạ Lăng Phong cũng là như thế. Lý Thiên Mệnh đứng tại cái này địa cung bên trong, duỗi tay cầm thiên linh chi luyến, Khương Phi Linh đã ở trong đó. Nàng không chết, lần này nhiên linh, nói thế nào đều phải 2 tháng mới có thể tỉnh lại, người kia cũng sẽ không lại xuất hiện, thần táng sẽ không mở môn, ta còn có thời gian. Đây là Khương Phi Linh dùng nàng đấu tranh, vì Lý Thiên Mệnh tranh thủ thời gian. Linh Nhi, Lý Thiên Mệnh trong mắt quang mang phun trào. Hắn biết, cục diện này đã rất khá. Chí ít, không lại không hiểu ra sao, khiến người ta trưởng khống, khiến người ta bài bố. Thậm chí, còn nắm giữ nhất định quyền chủ động. Thiên Mệnh ca, Linh Nhi tỷ tỷ không có sao chứ? Dạ Lăng Phong tiến lên đây khẩn trương hỏi. Tạm thời không có chuyện làm, tương đương với chỉ hoãn 2 tháng. Vừa nói xong nơi này, Lý Thiên Mệnh nhớ đến Khương Phi Linh tại thiên linh chi luyến bên trong, đều có thể nghe được chính mình nói chuyện, đoán chừng, người kia cũng có thể nghe được. Sau đó, hắn trực tiếp đem thiên linh chi luyến, bỏ vào tu di giới chỉ bên trong. Tu di giới chỉ có không gian ngăn cách, lấy hư nhược trạng thái, khẳng định nghe không được. Nhất định có thể nghĩ đến biện pháp, Huỳnh Hỏa nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn đặt ở tế đàn phía trên. Hắn cố dám đi lên, lo lắng cho mình mang theo thiên linh chi luyến, tới gần cái kia quan tài thủy tinh, sẽ phát sinh không thể nào đoán trước sự tình. Thanh sắc tế đàn phía trên chỉ có một cái quan tài thủy tinh, có thể thấy rất rõ ràng. Bên trong nằm, cũng là Khương Phi Linh. Khả năng không phải bản thân nàng, nhưng tuyệt đối cùng nàng giống như đúc. Thiên Mệnh ca, hồn ma có một ít hỗn loạn trí nhớ, ta đoán chừng đối ngươi hữu dụng. Dạ Lăng Phong cùng hồn ma trao đổi một chút sau nói. Được, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lý Thiên Mệnh nhìn đến, đất này cũng là có thông đạo, tuy nhiên chỉ có một đầu, nhưng cần phải có thể rời đi nơi này. Dạ Lăng Phong ngồi ở hồn ma trên đỉnh đầu, bàn tay hắn đặt ở hồn ma trên ót, tựa hồ có thể cùng nó tiến hành một số giao lưu. Khương Phi Linh nhiên linh về sau, Lý Thiên Mệnh có nhiều thời gian, có thể cùng Dạ Lăng Phong muốn một cái biện pháp. Đây rốt cuộc là cái gì? Lý Thiên Mệnh chỉ hồn ma hỏi. Nó là bị giam giữ tại cái này, ma thành, bên trong hồn ma, giam giữ 5 tháng quá lâu, chính nó đều quên lai lịch, càng là tại đói khát bên trong, lui trở về tối nguyên thủy trạng thái. Hiện tại ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có một ít phá nát trí nhớ. Dạ Lăng Phong nói, nơi này không phải lên cổ thần táng, mà chính là một cái tên là ma thành, địa phương. Lý Thiên Mệnh nhớ đến, người kia cũng nâng lên ma thành 2 chữ. Hẳn là, Dạ Lăng Phong gật đầu, dừng một chút. Hắn nói tiếp, hồn ma muốn ăn linh hồn, sẽ từ từ mạnh lên, nó là một cái kỳ quái, nhục thân linh hồn song trọng biến hóa thể, có thể biến thành nhục thân, cũng có thể lột xác thành linh hồn. Còn có thể mô phỏng người dáng vẻ, biến thành các loại hình dáng. Dạ Lăng Phong vừa nói xong, cái kia hồn ma thì lắc mình biến hóa, thành một cái khác Dạ Lăng Phong. Bất quá, tuy nhiên bộ dáng một dạng, nhưng khí chất cũng không cùng. Thật đúng là cái quái vật, Lý Thiên Mệnh gật gật đầu, quả nhiên. Cái này, ma thành, bên trong đồ vật, không thể tính toán theo lẽ thường. Thiên Mệnh ca, kỳ thật nó rất cảm kích ngươi, là bởi vì ngươi phá tòa cung điện kia thiên văn kết giới, nó mới có thể mở ra cửa gỗ leo ra. Nó nói xin lỗi ngươi, bởi vì nó chỉ muốn gặp được Linh Nhi tỷ tỷ, thì khống chế không nổi chính mình, sinh ra cửu hận cùng sát niệm. Dạ Lăng Phong nói, ta thả ra, Lý Thiên Mệnh có chút ngạc nhiên. Hắn chỉ có thể nói thật khéo léo. Chính mình vô ý ở giữa thả ra đồ vật, tại thời khắc mấu chốt, giúp mình đại ân.
Muốn không phải Dạ Lăng Phong mang theo nó xuất hiện, Lý Thiên Mệnh còn tại để, người kia, nắm mũi dẫn đi. Bọn họ vị trí hiện tại, không tại tế đàn bên cạnh, nhưng cũng sẽ không quá xa. Muốn phá giải Khương Phi Linh tử vong kết quả, rất hiển nhiên, cái kia trong thủy tinh quan người, lại là quan trọng. Bọn họ tại lối đi này bên trong ngồi xuống. Tiểu Phong, hồn ma biết, Linh Nhi cùng quan tài thủy tinh người, còn có, người kia, đến cùng là quan hệ như thế nào sao? Ta trước đây nghe được nàng nói một câu, Linh Nhi là, hậu thiên thần thai, bên trong đản sinh, phàm trần chi linh. Lý Thiên Mệnh thanh âm thâm trầm hỏi. Hắn muốn từ hồn ma nơi này khai quật tin tức, đầu tiên phải biết, hồn ma, lai lịch. Vừa hỏi xong lai lịch, Lý Thiên Mệnh thì thẳng vào chủ đề. Cụ thể lời nói, hồn ma cũng không rõ ràng, nhưng là nó hỗn loạn, phá nát trong trí nhớ, có một ít đoạn ngắn, nó nói. Tiên thiên thần thai cùng hậu thiên thần thai dung hợp thời điểm, lấy linh hồn của ta chi lực, có thể thừa cơ xâm lấn tiên thiên thần thai, giết chết tiên thiên thần thai chi hồn. Bởi vì cái này thời điểm, nàng sẽ phi thường suy yếu. Đây là duy nhất làm cho hậu thiên thần thai thay thế tiên thiên thần thai, cơ hội sống sót. Dạ Lăng Phong nói. Đây là hồn ma nói. Lý Thiên Mệnh cả kinh nói. Xem như thế đi, ta tại trong đầu của nó tìm tới, chính nó không hiểu rõ, ta đọc lên tới. Dạ Lăng Phong nói. Người kia, đã sợ hồn ma hẳn là một cái nàng cùng tầng thứ tồn tại. Hồn ma trí nhớ, đã có cái này đoạn ngắn, vậy nói rõ nhất định là thật. Lý Thiên Mệnh kinh hỉ nói. Linh hồn là kỳ diệu đồ vật, cũng là người căn bản. Ở phương diện này, Dạ Lăng Phong so Lý Thiên Mệnh còn mạnh hơn nhiều. Hắn có thể cùng cái này hồn ma sinh ra liên hệ kỳ diệu, thậm chí thăm dò trí nhớ của nó, đã tính toán không thể tưởng tượng. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh rốt cục thấy được hy vọng. Tuy nhiên cao hứng, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn là rất tỉnh táo, rơi vào trong trầm tư. Ta giả thiết, cái gọi là tiên thiên thần thai, là trong thủy tinh quan người, tiên thiên thần thai chi hồn, thì là linh nhi thể nội, người kia, mà, hậu thiên thần thai, cũng là linh nhi thân thể, hậu thiên thần thai, phàm trần chi linh, cũng là linh nhi linh hồn. Nghe, tiên thiên thần thai cùng hậu thiên thần thai, cần dung hợp thành một cái thân thể mới. Mới có thể sinh ra một loại biến hóa, nói thí dụ như, người đã chết, phục sinh. Một cái thân thể mới, chỉ có thể có một cái linh hồn, như vậy, người kia, muốn trở thành cái này cái linh hồn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Dạ Lăng Phong, ánh mắt sáng ngời, nói. Tiểu Phong, ý của ngươi là, ngươi tại thần thai dung hợp thời điểm, giúp ta giết tiên thiên thần thai chi hồn, triệt để diệt tuyệt nàng, là để linh nhi duy nhất cơ hội sống sót. Ta cũng là dạng này đoán. Nhưng là đến lúc đó cụ thể muốn làm thế nào, ta không biết rõ. Hồn ma cũng không có nói cho ta biết, nó chỉ có thể đem hai cái linh hồn cùng một chỗ ăn. Dạ Lăng Phong có chút khổ não nói. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đã khi đó, là cái này, tiên thiên thần thai chi hồn, hư nhược thời khắc, ngươi tìm đúng nàng, trực tiếp xé nát. Lý Thiên Mệnh nói. Ta nhất định đem hết khả năng. Dạ Lăng Phong nói. Tiểu Phong, ta cảm ơn trước ngươi. Lý Thiên Mệnh nói, không nên nói như vậy, người đem ta mang ra nhiên hồn kết giới, chính là ta cả đời ân nhân, mệnh của ta liền là của ngươi. Làm cái gì ta đều nguyện ý, Dạ Lăng Phong nói. Làm Lý Thiên Mệnh tiểu thiếp đâu, Huỳnh Hỏa ló đầu ra đến, như tên trộm hỏi. Ngươi sao không đi chết đi à? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, cái này nghiêm túc như thế bầu không khí, nó còn xuất hiện nói đùa. Bình tĩnh, kê ra ta vì điều chỉnh bầu không khí mà sinh. Ngươi cũng đừng quá khẩn trương, hiện tại biện pháp này đều có, đến đón lấy làm chết cái này, lão yêu bà, chính là, không muốn sầu mi khổ kiểm, cho kê ra cười một cái. Huỳnh Hỏa hắc hắc nói. Ta cười cái đầu của ngươi, đi một bên, Lý Thiên Mệnh chừng nó liếc một chút. Hắn vẫn còn đang suy tư vấn đề khác. Nói thí dụ như, nhiên linh kết thúc, nàng lần nữa thức tỉnh, khẳng định phải tìm kiếm nghĩ cách, để hai cái thần thai dung hợp, đến lúc đó, chúng ta làm sao cam đoan theo tới. Nhất là ngươi, còn muốn khống ở hồn ma, Lý Thiên Mệnh hỏi Dạ Lăng Phong. Ta lấy linh hồn phương thức, linh hồn xuất khiếu tránh ở trên thân thể ngươi. Dạng này nàng nhìn không ra, Dạ Lăng Phong nói. Cái kia chỉ có một canh giờ thời gian, Dạ Lăng Phong có thể linh hồn xuất khiếu, nhưng là một khi rời đi, thân thể của hắn chỉ có thể sống phía trên một canh giờ. Đến lúc đó để hồn ma mang thân thể của ta, Dạ Lăng Phong nói. Được, ta cũng không biết. Cái này, tiên thiên thần thai linh hồn, đối ma thành trưởng khống đến cùng như thế nào?
vừa rồi nàng có thể đem ta trực tiếp đưa đến bên rìa tế đàn phía trên, còn có thể mở ra thần táng. Muốn là nàng có thể tùy ý biến động toàn bộ ma thành, vậy cũng khá là phiền toái. Lý Thiên Mệnh nói, cũng không khả năng, bằng không, nàng vừa mới liền có thể, tùy tiện ngăn cách hồn ma. Nói trắng ra là, nàng hiện tại, cũng là một cái trạng thái đặc thù cường đại linh hồn, thậm chí xưng là thần chi hồn, đều không kỳ quái. Nhưng, nàng không giống như là cái này ma thành chủ nhân chân chính. Dạ Lăng Phong nói, ngươi rất khẳng định điểm này. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Đúng, Thiên Mệnh ca, ngươi quên ta đưa cho ngươi nhắn lại nói, có một thanh âm tại chỉ dẫn ta tiến lên sao? Phát sinh cái gì rồi? Cái này ma thành trực tiếp mở đường cho ta, đem ta đưa đến một cái kỳ diệu địa phương đi, cái này chủng ma thành địa hình biến hóa, so hôm nay lần này phức tạp nhiều, ta cảm giác, khi đó toàn bộ ma thành, đều tại cho ta trải đường. Sau đó thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta được đến một cái truyền thừa, ngươi nhìn con mắt của ta. Dạ Lăng Phong cái kia thầm con mắt màu đỏ bỗng nhiên biến hóa, biến thành hai cái vòng xoáy màu đen, cái kia vòng xoáy màu đen rất sâu, tựa như là động không đáy, cơ hồ đem Lý Thiên Mệnh linh hồn, trong nháy mắt cho nuốt vào. Sau một khắc, cặp mắt của hắn mới khôi phục bình thường. Lợi hại, cái gì truyền thừa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Rất mơ hồ, tạm thời cũng không cho ta thứ gì, cũng là hai cái con ngươi con, bỗng nhiên tan vào trong ánh mắt của ta. Ta còn đang suy nghĩ cái này truyền thừa, trước mắt duy nhất biết đến, chính là cái này truyền thừa, đến từ một cái tên là, Nguyên Thủy Ma Tôn, người. Dạ Lăng Phong nói. Nguyên Thủy Ma Tôn, danh tự nghe rất nổ tung a, sẽ không phải là thủ để lừa gạt người đi, trên thực tế là cái tam lưu cao thủ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hẳn không phải là, Nguyên Thủy Ma Tôn, là hồn ma chủ nhân. Dạ Lăng Phong chân thành nói. Lý Thiên Mệnh câu nói trước là đùa giỡn. Theo cái này ma thành thần bí, còn có hồn ma cổ lão cùng quỷ dị, còn có phát sinh hết thảy đến xem, đều đủ để chứng minh, cái này gọi là, Nguyên Thủy Ma Tôn, tồn tại, không phải là người bình thường. Thậm chí, là chân chính thượng thần. Thiên Mệnh ca, ta còn có một cái suy đoán. Dạ Lăng Phong nói. Hắn là cái thông minh gia hỏa, tại kiến thức dần dần phong phú về sau, IQ cũng chậm chậm mở ra. Nói nghe một chút, Lý Thiên Mệnh nói. Trước kia người. Tiến đến thần táng, không có chút nào cảm giác kỳ quái. Mà lần này như thế khác biệt, nguyên nhân khả năng có hai cái. Đệ nhất, là bởi vì, người mang theo Linh Nhi tỷ tỷ tiến đến. Là tiên thiên thần thai chi hồn, dở trò quỷ. Thứ hai, cũng có thể là bởi vì, người dùng hắc ám cánh tay, phá ma thành thần táng kết giới, mới đưa đến chuyện quỷ dị, từng kiện phát sinh. Nói thí dụ như, hồn phó huyết cầu xuất hiện, có phải hay không ngay tại ngươi? Phá cái thứ nhất thần táng kết giới sau. Dạ Lăng Phong hỏi. Thật sự chính là, Lý Thiên Mệnh tỉ mỉ nghĩ lại. Hắn lần đầu tiên mặc qua thần táng kết giới, lập tức liền có một cái hắc ảnh vọt lên, chỉ là Lý Thiên Mệnh không thấy rõ ràng là ai. Sau đó, chuyện quỷ dị tiếp liền phát sinh, trước đã tới Đông Dương Phong Tiêu cùng Khương Phong Nguyệt, sau đó xuất hiện con kiến ăn thi. Lần thứ hai phá thần táng kết giới, trực tiếp đem cái này hồn ma cho phóng xuất. Tiên thiên thần thai chi hồn, trước đó nói qua, nàng hiếu kỳ chín cái hồn phó, sẽ mang cho ngươi đến cái gì tạo hóa. Điều này nói rõ huyết cầu xuất hiện, cùng nàng không có quan hệ. Như vậy, nàng hiện tại hai tháng đều ra không được, chúng ta muốn hay không đi thử một lần nhìn, cầm tới chín cái hồn phó, sẽ phát sinh biến hóa gì? Dạ Lăng Phong hỏi. Lý Thiên Mệnh lấy ra máu của mình bóng, hết thảy có 6 cái. Còn kém 3 cái. Nếu là tạo hóa. Đương nhiên muốn thử một chút, Lý Thiên Mệnh đứng lên, nhìn về phía cái này không có tận cùng lòng đất mê cung. Ma Thành, Nguyên Thủy Ma Tôn, nơi này, đến cùng có như thế nào bí mật? Dạ Lăng Phong đã tiếp nhận, Nguyên Thủy Ma Tôn, truyền thừa, chứng minh cái này một vị đã không có ở đây. Hắn hiện tại đối cái này truyền thừa, trên cơ bản không biết chút nào, có thể là bởi vì, tầng thứ quá thấp, tiếp xúc không đến. Nhớ kỹ con đường này, khắp nơi lắc lắc nhìn. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong cùng một chỗ sóng vai mà đi. Cái gọi là hồn phó, căn bản không dùng Lý Thiên Mệnh đi tìm, tự mình đều sẽ đưa tới cửa. Tỷ như một ngày này, Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong mới vừa đi tới một cái chữ thập chỗ ngã ba, tiền phương của bọn hắn, bên trái cùng phía bên phải ba cái phương vị, mỗi người đều có đồ, theo trong bóng dâm xuất hiện, vây quanh mà đến. Trong đó, ngay phía trước là một cái thiêu đốt lên liệt hỏa tiểu phượng hoàng. Nó hình thể không lớn,
nhưng là nhanh như huyễn ảnh, theo hắn trên thân, Lý Thiên Mệnh còn cảm thấy bất diệt kiếm khí tồn tại. Huỳnh hỏa, Lý Thiên Mệnh ngây dại. Đánh giám, giả mạo, huỳnh hỏa theo cộng sinh không gian bên trong xuất hiện, chẳng thèm ngó tới nói. Cùng lúc đó, bên trái thông đạo bên trong, tia chớp màu đen bắn ra, quấn quanh lấy thông đạo vách tường, như là đến hàng vạn mà tính tia chớp màu đen xà, du tẩu mà đến. Trong bóng tối, một đầu hình dáng như sư hổ báo màu đen mãnh thú, lôi đình bôn tẩu, trong nháy mắt vò tới bọn họ trước mắt. Phía bên phải trong thông đạo, còn có một đầu to lớn hai đầu thần long, hắn thân thể khôi ngô phía trên, gánh vác lấy chín tòa sắc bén đại sơn, bôn tẩu ở giữa, trùng kích lực 10 phần. Ầm ầm, cái này ba cái đều là hồn phó đi, duy nhất một lần đến. Lý Thiên Mệnh nói chuyện trong lúc đó, hắn ba đầu cộng sinh thú đều ở bên người, quả nhiên cùng ba cái hồn phó giống như đúc. Hồn phó không phải người thật, thiên biến vạn hóa, lần này biến thành ba cái cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh tạm thời không biết, bọn họ lại biến thành mấy cái huyết cầu. Bất quá, giết hết liền biết. Cái này ba cái hồn phó cùng huỳnh hỏa bọn họ đồng thời tồn tại, nói rõ Đông Dương Phong Tiêu cùng Bạch Tiểu Trúc bọn họ cũng chưa chết. Nói cách khác, ta không giết chết Trần Kinh Hồng sư huynh. Đây là một tin tức tốt, Lý Thiên Mệnh cuối cùng thở dài một hơi. Lý Thiên Mệnh, không dùng các ngươi động thủ, ba người chúng ta cùng bọn họ đơn đấu. Huỳnh hỏa chiến ý mãnh liệt, đầu tiên chạy như bay ra ngoài, đối mặt cái kia hồn phó Phượng Hoàng. Bọn họ đại khái là cảm thấy, cùng mình quyết đấu, rất có ý tứ. Miêu Miêu cùng Lam Hoang đều mỗi người đối mặt, chính mình, tại ba cái lối đi phía trên, chém giết ở cùng nhau. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua. Không thể tưởng tượng chính là, huỳnh hỏa bọn họ có thủ đoạn, hồn phó đều có, nhưng buồn bực là, đối phương rõ ràng lực lượng càng mạnh. Bằng không, làm sao cho Lý Thiên Mệnh bọn họ, mang đến khảo nghiệm. Huỳnh hỏa trang bức thất bại, quay đầu thét to, nhanh a, trợ giúp a, đứng đấy xem kịch đâu. Không phải nói không dùng chúng ta động thủ sao, Lý Thiên Mệnh cười nói. Làm, nhanh cho lão tử phía trên, huỳnh hỏa nổi giận. Ngoại trừ bọn họ ba cái bên ngoài, Lý Thiên Mệnh bên này còn có Dạ Lăng Phong cùng hồn ma, nhất là hồn ma, nó tuy nhiên thoái hóa đến tối nguyên thủy trạng thái, nhưng nó lực sát thương cũng không tệ lắm, ít nhất là bọn họ cái này đội ngũ nhỏ tối cường giả. Nó nắm giữ nhục thân cùng linh hồn song trọng lực sát thương, tạm thời tới nói, huỳnh hỏa bọn họ ba cái liên thủ, đều chịu không được cái này hồn ma. Vù vù, Lý Thiên Mệnh hướng huỳnh hỏa bên kia đi, Dạ Lăng Phong thì đi hỗ trợ Miêu Miêu, tại sắp xếp của hắn dưới, hồn ma thì đi trợ giúp Lam Hoang. Tới gần về sau, Lý Thiên Mệnh xác thực phát hiện, cái này hồn phó Phượng Hoàng chí ít nắm giữ thiên chi thánh cảnh nhị trọng lực lượng, nhất là luyện ngục hỏa ảnh cái này thần thông, Lý Thiên Mệnh động tất chi nhãn, đều rất khó tìm đến vị trí của nó. Hắn đem Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, cùng huỳnh hỏa cùng một chỗ vây công. Đinh đinh đinh. Trong thông đạo, tất cả đều là bất diệt kiếm khí điên cuồng đập vào. Dựa vào chí ít 500 bất diệt kiếm khí, Lý Thiên Mệnh mới xé rách đối phương luyện ngục thuẫn giáp. May mắn, hắn đối hồn phó Phượng Hoàng thủ đoạn rất quen thuộc, một phen dây dưa xuống tới, mặc dù không có cầm xuống đối phương, nhưng ít ra chống được. Ầm ầm. Lần này, vừa tốt có Dạ Lăng Phong bọn họ tại chỗ giúp đỡ, không phải vậy cái này ba cái hồn phó đồng thời xuất hiện, giống như khó đối phó. Hống hống hống. Thanh âm vang dội nhất vẫn là phía bên phải thông đạo, lúc này thời điểm, Lam Hoang cùng hồn ma cùng một chỗ, xinh xinh xé rách đầu kia hồn phó song đầu long. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là, nó lập tức huyết nhục gây dựng lại, an toàn đánh không chết. Hỗn chiến vẫn còn tiếp tục. Sau một lúc lâu, Lý Thiên Mệnh cùng huỳnh hỏa tinh bì lực tấn. Hắn cuối cùng lấy thiên kiếp kiếm, đem cái này hồn phó Phượng Hoàng đầu cho bổ xuống, kết quả người ta lập tức kết nối trở về, tiếp tục chém giết. Lão tử nổi giận, hắn meo, đồ giả mạo hung tàn như vậy. Huỳnh hỏa tức giận đến trên nhảy dưới tránh, kết quả là bị người ta đuổi theo đánh, thể diện đều mất hết. Lại là một phen khổ chiến. Một phút sau, Lý Thiên Mệnh rốt cục bắt lấy một cái cơ hội. Một kiếm đâm trúng cái này hồn phó Phượng Hoàng ở ngực, sau đó cùng huỳnh hỏa phối hợp, đem ra hỏa này tháo thành 8 khối. Huỳnh hỏa đem trong bụng luyện ngục hỏa đều cho phun ra, lúc này mới đem cái này hồn phó Phượng Hoàng, cho đốt thành một vũng nước. Dòng máu, hội tụ vì một con số, 3, lại biến hóa vì huyết cầu. Điều này nói rõ, cái này ba cái đối thủ, đều là đơn độc hồn phó, trách không được mạnh như vậy. Lý Thiên Mệnh cầm lấy cái này huyết cầu,
lập tức đi trước trợ giúp Dạ Lăng Phong cùng Miêu Miêu. Hắn hoàn toàn không để ý tới nghỉ ngơi, thật vất vả bắt được cái này hồn phó, khẳng định không thể để cho bọn họ chạy. Lão tử cũng đến, run rẩy đi. Huỳnh Hỏa hô một tiếng, vừa dứt lời, liền bị hồn phó Miêu Miêu, hỗn độn thiên kiếp bổ chúng, trong nháy mắt thành tia chớp gà. Cẩn thận vạn ma độc nha. Hồn phó cùng thật Miêu Miêu không có gì khác biệt, nếu là bị vạn ma độc nha cắn trúng độc, vậy liền khó chịu. May mắn, bọn họ bốn đánh một, dễ dàng rất nhiều, trên cơ bản án lấy, hồn phó Miêu Miêu, bao vây, cuối cùng đem cái này hồn phó xé rách vỡ nát, lại cho thiêu thành cho tàn. Lý Thiên Mệnh lấy được thứ hai đếm ngược cái huyết cầu. Tiếp đó, thì còn lại sau cùng một cái. Đến cùng sẽ phát sinh cái gì, Lý Thiên Mệnh đã rửa mắt mà đợi. Lần này là 6 đánh 1, đáng thương cái kia, hồn phó Lam Hoang, tuy nhiên da dày thịt béo, nhưng vẫn là bị vây đánh chí tử. Nó hóa thành thật lớn một vũng máu, cuối cùng hội tụ vì một con số, nhất. Làm Lý Thiên Mệnh nhặt lên cái kia huyết cầu, đem 9 cái huyết cầu đặt chung một chỗ thời điểm, hắn dự cảm, sẽ có đặc thù sự tình phát sinh. Quả thật đúng là không sai. 9 cái huyết cầu bên trong 9 cái mặt, từ đó biến ảo mà ra, ngay sau đó tại Lý Thiên Mệnh trước mặt. Biến thành 6 người, 3 cái thú. Trên người của bọn hắn, xương máu từng trận, thân thể vặn vẹo, nhưng đều trên mặt ý cười, cực kỳ quỷ dị. Cái này 9 cái hồn phó, bỗng nhiên vây ở Lý Thiên Mệnh bên người, đem hắn giơ lên, Lý Thiên Mệnh không thể phản kháng, cũng không cách nào phản kháng. Các ngươi muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh có chút khẩn trương hỏi. Dù sao, quá quỷ dị. Dẫn ngươi gặp, đế quân, 9 cái hồn phó đồng nói. Sau khi nói xong, bọn họ thì như quỷ mị nhấc kiệu một dạng, kéo lấy Lý Thiên Mệnh đi lên phía trước. Kinh người sự tình phát sinh. Bọn họ đi lên phía trước, trước mắt ma thành bố cục tự động biến hóa, vô số bức tường tại chuyển di biến hóa, kết nối ra một đầu tiền đồ tươi sáng, để 9 cái hồn phó thông hành. Lần này, ma thành, biến hóa, so tiên thiên thần thai chi hồn, thao túng muốn lớn hơn. Xem ra, thì cùng Dạ Lăng Phong đi gặp Nguyên Thủy Ma Tôn, một lần kia không sai biệt lắm. Rầm rập. Không biết mê cung này biến hóa thanh âm, những người khác phải chăng có thể nghe được. Lý Thiên Mệnh chính mình động đậy không được, chỉ có thể đi lên phía trước, loại cảm giác này, ngược lại là cùng Dạ Lăng Phong miêu tả một dạng. Dạ Lăng Phong bởi vậy đạt được Nguyên Thủy Ma Tôn, truyền thừa, Lý Thiên Mệnh không khỏi nghĩ, chính mình sẽ phải gặp đế quân, sẽ là ai? Nguyên Thủy Ma Tôn. Tiên thiên thần thai, hiện tại lại ra cái đế quân. Cái này thần táng bên trong, không chỉ mai táng một cái thượng thần. Lý Thiên Mệnh rung động nghĩ. Thượng thần, cái kia là trong huyễn tưởng, không thể chạm đến tồn tại. Chẳng lẽ, thật tồn tại, hơn nữa còn nhiều như vậy. Tại hắn não tử trống rỗng thời điểm, phía trước xuất hiện hai đạo quang mang, một đạo kim sắc, một đạo màu đen. Kim sắc uy nghiêm, màu đen trấn áp, dây dưa cùng nhau. Cái này quang mang, để Lý Thiên Mệnh nhớ tới Đông Hoàng Kiếm. Trên thực tế, tu di giới chỉ bên trong Đông Hoàng Kiếm, lúc này chấn động, từ trong đó vọt ra, đi vào Lý Thiên Mệnh trước mắt. Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng Kiếm nháy mắt kia, Đông Hoàng Kiếm truyền đến lực lượng khổng lồ, để hắn tăng nhanh tốc độ, cùng 9 cái hồn phó cùng một chỗ, va vào cái kia hắc kim sắc trong ánh sáng. Ông! Trước mắt thiên biến vạn hóa, Lý Thiên Mệnh dường như đi tới thần thế giới. Hướng phía trước xem xét, vạn vạn ức chúng sinh, quỳ gối trước mắt mình. Mỗi một cái chúng sinh, đều bao phủ tại mây khói bên trong, lộ ra cường đại như thế. Xác thực nói, bọn họ quỳ không phải mình, mà chính là Lý Thiên Mệnh trước mắt cự nhân. Đó là một cái ngàn mét cự nhân, hắn đưa lưng về phía Lý Thiên Mệnh, người mặc kim màu đen đế bào, tựa như núi cao lù lù mà ngồi, quân lâm thiên hạ, chúng sinh cúng bái. Đây đã là Lý Thiên Mệnh, lần thứ ba nhìn đến hắn. Lần thứ nhất, là theo Đông Hoàng Kiếm bên trong, hình thành đế hoàng thiên ý thời điểm. Lần thứ hai, là tại Nam Thiên Đảo phía trên, cứu vãn Thương Hải quốc bách tính thời điểm, khi đó, bên cạnh hắn còn có một cái người áo bào trắng. Mà lần này, hắn hết thảy rõ ràng như thế. Bái kiến, đế quân vạn cổ trường thanh, vĩnh thế bất diệt. Trong lúc nhất thời, trùng trùng điệp điệp tiếng gọi ầm ĩ, đinh tai nhức óc. Cái kia vạn cổ đại đế. Nhẹ nhàng hừ một cái, tựa như một trận thương thiên phong bạo, bao phủ mà đi, trong lúc nhất thời, vân vụ lăn lộn, biển trời cộng hưởng. Người hữu duyên. Ba chữ này, trực tiếp trùng kích đến Lý Thiên Mệnh trên lỗ tai,
đây là vị này, đế quân, thanh âm. Ta chính là, hỗn độn thần đế, nhất triều vẫn lạc, an nghỉ nơi này. Ngươi là thiên cổ khó tìm phù hợp người. Sau đó, truyền ta y bát, chấp trưởng ta, hỗn độn thần tộc, nhất định phải tại hạo kiếp lại đến ngày, đế lâm vạn cổ, vì vĩnh hằng sinh linh, nghịch thiên cải mệnh. Rầm rầm rầm. Câu nói này mỗi một chữ, đều giống như oanh minh thanh âm, tại Lý Thiên Mệnh trong đầu quanh quẩn, thật sâu khắc ở trong óc của hắn. Ông! Đột nhiên ở giữa, hết thảy trước mắt đều tại biến mất, Lý Thiên Mệnh ngã vào một cái, dài rộng cao chỉ có 3 mét phong bế trong mật thất. Cái này mật thất bên trong đen như mực, nhưng khi hắn đi vào, mật thất này bên trong nháy mắt lập lòe. Trong đó, có một nửa không gian, bị kim quang bao phủ, mà kim quang ngọn nguồn, ở chỗ một cái lớn chừng ngón cái con ngươi màu vàng óng con. Mặt khác nửa bên vẫn đen nhánh, có thể Lý Thiên Mệnh cảm giác được, chỗ đó có một khỏa con mắt màu đen. Hắn chả ngây ra một lúc, hai cái này nhãn cầu, đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt, hội tụ tiến cặp mắt của hắn bên trong. Cùng ánh mắt của hắn, hòa làm một thể. Hết thảy rất khinh xảo, cảm giác cái này hai con mắt, hô một chút thì biến mất, tốt giống không có cái gì phát sinh. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh xuất ra mấy cái thánh tinh chiếu sáng, lại đem Khương Phi Linh tấm gương, lấy ra vừa chiếu. Ta thấu. Hắn bất ngờ nhìn đến, mắt trái của chính mình, hoàn toàn biến thành kim sắc. Phía trên còn hiện đầy lít nha lít nhít, hoàn toàn xem không hiểu văn tự, cảm giác cùng mình vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp văn tự có chút tương tự. Lại nhìn mắt phải, tuy nhiên vẫn là màu đen, nhưng là càng thâm thúy hơn, càng thêm bá đạo, tượng trưng cho đế hoàng phẫn nộ. Trên đó cũng có màu đen văn tự, cũng là thấy không rõ lắm, đến cùng là cái gì. Đây cũng quá cợt nhả đi, tóc trắng ra không nói, còn nhiều thêm cái con mắt màu vàng kim, người đây là nhân dạng sao? Huỳnh Hòa cười khẩy nói. Ngươi cầm miệng cho ta, Lý Thiên Mệnh khóc không ra nước mắt. Không chỉ là như vậy, hắn phát hiện trên ngực còn có chút nhói nhói. Gỡ ra xem xét, vị trí kia nhiều cái 9 cái điểm đỏ. Cái này 9 cái điểm đỏ lấy cửu cung phương vị sắp xếp, Lý Thiên Mệnh không khó nghĩ đến, đây là 9 cái hồn phó, giấu đến trong thân thể của mình. Cho tới bây giờ, Lý Thiên Mệnh nhìn đến, nghe được hết thảy, đều vượt ra khỏi trí tưởng tượng của hắn. Hắn não tử còn có chút loạn. Ta được đến một cái tên là, hỗn độn thần đế, thượng thần truyền thừa. Sau đó, hắn để ta chấp trưởng hỗn độn thần tộc. Nhiệm vụ trước cho ta, nhưng là, tạo hóa đâu? Trước mắt mà nói, Lý Thiên Mệnh ngoại trừ nhìn đến, hai mắt biến thành kim sắc cùng màu đen, không có cảm nhận được khác nhau chút nào. Khả năng cùng tiểu như gió, là bởi vì chúng ta trước mắt tầng thứ, tiếp xúc không đến truyền thừa căn bản. Cái gọi là y bát, đã đến trên người chúng ta, sớm muộn sẽ thật đang xuất hiện. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dạng này suy đoán. Bất quá, hắn có thể khẳng định là, Lý Thần Tiêu tại thần táng bên trong tìm tới Đông Hoàng Kiếm, liền là đến từ vị này thượng thần. Lại hoặc là nói, là vị này hỗn độn thần đế đem Đông Hoàng Kiếm ném ra bên ngoài, sau đó tìm kiếm người thích hợp, cuối cùng tìm tới chính mình. Những thứ này cũng có thể. Cứ như vậy, nơi này tối thiểu còn phải có một vị Thái Nhất Tháp chủ nhân. Thái Nhất Tháp là sinh mệnh chi tháp, rõ ràng không phải Tiểu Phong cái kia Nguyên Thủy Ma Tôn A. Ta dựa vào, cái này ma thành, đến cùng chôn bao nhiêu thượng thần A. Lý Thiên Mệnh không biết bọn họ tầng thứ. Chỉ có thể trở lên thần quy thuận loại. Hắn cảm thấy, trong tấm hình hỗn độn thần đế, có thần uy như thế, nói thế nào, đều hẳn là trong truyền thuyết thần A. Hắn chả không có đem chi tiết nghĩ thông suốt, mật thất lần nữa biến hóa, toàn bộ ma thành đều đang rung động, sau đó mở ra một cái thông đạo, để Lý Thiên Mệnh có thể trở lại, hắn tiến đến địa phương. Dạ Lăng Phong chính ở chỗ này. Tại cái kia về sau, ma thành triệt để không động, giống như hết thảy đều kết thúc. Lý Thiên Mệnh dọc theo thông đạo đi ra, còn đang suy nghĩ chính mình mới vừa gặp ngộ hết thảy. Mặc dù bây giờ không có biến hóa, nhưng nghe, hỗn độn thần đế, ý tứ, khẳng định cho ta đồ vật. Ta không cần suy nghĩ nhiều, một ngày nào đó, truyền thừa của hắn sẽ thật đang xuất hiện. Nói không chừng, cùng ta tiếp tục suy nghĩ cái này Đông Hoàng Kiếm, sẽ có quan hệ. Dù sao, chỉ là Đông Hoàng Kiếm bên trong, thì có ngũ trọng cửa lớn. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Hỗn độn thần tộc, danh tự bá khí A, sẽ không phải cùng thái cổ hỗn độn cự thú có quan hệ A. Nhất triều vẫn lạc, an nghỉ ở đây, như vậy, người nào giết bọn hắn? Hạo kiếp buông xuống, cái gì hạo kiếp A ta dựa vào?
hắn càng nghĩ càng là đau đầu. Lại nói, tiên thiên thần thai, cùng hỗn độn thần đế, nguyên thủy ma tôn, có quan hệ gì? Mặc kệ, lấy người tiền tài, thay người tiêu tai, sự tình muốn là xuất hiện, làm đến không thẹn với lương tâm liền tốt. Hiện tại, ta vẫn là nghĩ thêm đến, làm sao qua tiên thiên thần thai, cửa này đi. Sau đó không lâu, hắn về tới Dạ Lăng Phong bên người. Nhìn lại, thông hướng hỗn độn thần đế an nghỉ chi địa thông đạo, đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ ma thành khôi phục bình tĩnh. Thiên mệnh ca, người con mắt này, Dạ Lăng Phong một chút liền phát hiện. Đẹp trai không? Đẹp trai, Dạ Lăng Phong chân thành nói. Dạ Lăng Phong tín nhiệm hắn như thế, cũng đã sớm nói nguyên thủy ma tôn sự tình. Lý Thiên Mệnh, liền cũng đem hỗn độn thần đế truyền thừa nói một lần, sau khi nói xong, hắn xuất ra Đông Hoàng Kiếm, thả trên tay. Linh Nhi còn cần một chút thời gian mới có thể thức tỉnh, tại chúng ta cùng tiên thiên thần thai chi hồn, phân ra sinh tử trước, những thời giờ này đừng lãng phí, nắm chặt tu hành đi. Ngươi để hồn ma cho chúng ta nhìn gió, Lý Thiên Mệnh nói. Các loại Khương Phi Linh thức tỉnh ngày, đoán chừng cũng là phân xuất sinh thời điểm chết. Được. Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, đều muốn tại cộng sinh hệ thống tu luyện bên trong, cùng Lý Thiên Mệnh cùng một chỗ tu hành, nhưng hồn ma cùng Dạ Lăng Phong là khác biệt cá thể, tu luyện cũng không tương thông. Có hồn ma nhìn lấy, không dùng trở lại cái kia phong bế cung điện cũng an toàn. Hỗn độn thần đế, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Kỳ thật, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, hắn sau cùng nói cái kia mấy câu phân lượng. Cái kia có lẽ là một loại sứ mệnh. Hắn đã được đến truyền thừa. Lúc này, làm hắn nắm chặt Đông Hoàng Kiếm thời điểm, hắn có mới cảm giác. Giống như, đây chính là binh khí thuộc về mình. Đây cũng là truyền thừa mang tới hiệu quả. Đúng vào lúc này, hắn không dùng động tất chi nhãn, đều rõ ràng cảm giác được, Đông Hoàng Kiếm bên trong tòa thứ ba, sâu kim sắc, cửa lớn, ầm vang mở ra. Đông Hoàng Kiếm hết thảy ngũ trọng cửa lớn. Chia làm không màu, sâu kim, thâm đen, cạn kim, đen nhạt. Làm cái này sâu cửa lớn màu vàng óng mở ra thời điểm, chỉ còn lại trung ương không màu cửa lớn, cùng sâu cửa lớn màu đen. Lý Thiên Mệnh còn tại dựa vào cản kim cùng đen nhạt hai tòa trên cửa chính thiên văn, hoàn thiện địa chi thánh cảnh tu hành, không nghĩ tới tiếp nhận hỗn độn thần đế truyền thừa về sau, còn có dạng này kinh hỉ. Sâu kim sắc thiên văn càng huyền diệu hơn phức tạp, ẩn chứa đến từ hỗn độn thần đế đế hoàng thiên ý, càng là hắn nói, vạn cổ đệ nhất chính đạo. Nói không chừng. Ta tương lai thiên chi thánh cảnh tu luyện, vấn đề cũng không lớn. Hắn hiện tại hiếu kỳ chính là, cái này sâu cửa lớn màu vàng óng về sau, lại là cái gì? Hắn tới chỗ này, mang theo chờ mong, hướng bên trong xem xét. Cửa lớn về sau, xuất hiện một cái cự đại kim hắc sắc cầu thể, khối cầu này, từ kim sắc cùng kiếm khí màu đen tạo thành. Kiếm khí ức vạn, lít nha lít nhít, sắc bén mà rít lên, đủ để bổ sung toàn bộ thế giới. Hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Thậm chí, trên dưới lăn lộn, lấy quy luật phương thức đâm xuyên. Cho nên, cái này có thể xem là một cái, từ kim sắc cùng kiếm khí màu đen tạo thành, kiếm khí thiên văn kết giới. Lý Thiên Mệnh theo Đông Hoàng Kiếm bên trong, biết tên của nó đế vực kiếm hoàng kết giới. Cái này khiến hắn nhớ tới, thập phương trấn ma trụ, thập phương trấn ma kết giới. Hai cái này, đều là tồn tại ở thần vật phía trên thiên văn kết giới. Có thể từ thần vật, trực tiếp thi triển đi ra, không cần bố trí, có thể tùy tiện di động. Thập phương trấn ma kết giới, tựa như là phòng thủ hình thái, nhưng là cái này, đế vực kiếm hoàng kết giới, Lý Thiên Mệnh cảm giác, sẽ là một loại đáng sợ công kích thủ đoạn. Đúng vào lúc này, hắn thánh cung bên trong, tam đại mệnh tuyển cùng Đông Hoàng vòng xoáy bên cạnh, đột nhiên xuất hiện loại thứ 5 lực lượng. Đây là một cái cỡ nhỏ đế vực kiếm hoàng kết giới. Làm Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng Kiếm thời điểm, kim sắc cùng kiếm khí màu đen, theo Đông Hoàng Kiếm cái này sâu cửa lớn màu vàng óng bên trong, chuyển di ra một phần rất nhỏ, ở chỗ này kết thành một cái kim kiếm khí màu đen hình cầu. Kỳ hình thức, cùng Đông Hoàng vòng xoáy giống nhau. Rất hiển nhiên, theo Lý Thiên Mệnh thực lực trưởng thành, cái này đế vực kiếm hoàng kết giới, liền sẽ theo sâu cửa lớn màu vàng óng bên trong, chiếm lấy càng nhiều kiếm khí, vì Lý Thiên Mệnh sử dụng. Trong đó, kiếm khí màu vàng óng gọi là hoàng chi kiếm khí màu đen, gọi là đế chi kiếm khí. Hoàng giả, công chính uy nghiêm, đế giả, bá đạo hung ác. Thử một lần, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng Kiếm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái kim màu đen kết giới, lấy Đông Hoàng Kiếm làm trung tâm,
trong nháy mắt xuất hiện tại hắn bên người. Hắn đường kính đại khái chừng 10 thước, cái này trong phạm vi 10 thước, khắp nơi đều là lao vút hoàng chi kiếm khí cùng đế chi kiếm khí. Bọn chúng lao vút, cũng không phải là không có tầng thứ cùng quy luật, mà là tại thiên văn kết giới khống chế phía dưới, tự động giết địch, cùng thiên văn kết giới nguyên lý một dạng. Lý Thiên Mệnh không muốn giết người, coi như tới gần, tự nhiên cũng không có việc gì. Này bằng với, bên cạnh ta tồn tại một cái, tự động tiến công thiên văn kết giới. Theo thực lực của ta tăng lên, nó cũng tại tăng lên. Mà lại, liền xem như hiện tại, đế vực kiếm hoàng kết giới, uy lực cũng rất mạnh, còn có thể phối hợp, ta bất diệt kiếm thể sử dụng. Lợi hại. Không nói hỗn độn thần đế còn lại truyền thừa, chỉ là đông hoàng kiếm, cũng là không có tận cùng bảo tàng. Tuy nhiên rất mạnh, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không có đắc ý vong hình. Trước mắt mà nói, một ngày không từ nơi này còn sống ra ngoài, hắn đều khó có khả năng buông lòng. Quen thuộc đế vực kiếm hoàng kết giới về sau, hắn tiếp tục tiến hành kế hoạch lúc đầu, cái kia chính là, tăng lên chính mình. Sau đó, yên lặng chờ Khương Phi Linh thức tỉnh, cùng tiên thiên thần thai chi hồn quyết chiến. Dạ Lăng Phong cùng hồn ma ở giữa, bởi vì linh hồn cùng nguyên thủy ma tôn truyền thừa nguyên nhân, sinh ra liên hệ kỳ diệu. Bây giờ Dạ Lăng Phong lúc tu luyện, hắn ngồi ở hồn ma cái kia thô ráp trên bụng. Hồn ma có ba đầu sáu tay, nó sáu bàn tay, một cái đặt ở Dạ Lăng Phong dưới thân, một cái áp trên đầu, còn lại bốn cái phong tỏa trước sau trái phải, đem Dạ Lăng Phong vây ở một cái trong không gian kín. Dạ Lăng Phong ở trên cảnh giới tu hành, tựa hồ cùng hồn ma, sinh ra nhất định liên hệ. Hồn ma ba cái đầu, một cái tại chuyên chú cùng Dạ Lăng Phong cùng một chỗ tu hành, một cái nhìn bên trái, một cái nhìn bên phải, kiêm nhiệm canh gác nhiệm vụ. Lý Thiên Mệnh đều có chút hâm mộ, Dạ Lăng Phong có thể được đến cái này hồn ma. Không biết trên người của ta cái này chín cái hồn phó, lại là thứ độ gì? Hắn nhìn một chút ở ngực, vị trí này chín cái điểm đỏ, xem ra đã cảm thấy xấu hổ. Trước mắt hồn phó không có động tĩnh gì, Lý Thiên Mệnh cũng lười quản chúng nó. Hắn bắt đầu suy nghĩ thiên ý. Nói thực ra, lần này tiếp nhận, đế quân truyền thừa, lần nữa thấy được cái kia rộng rãi hình ảnh, đối Lý Thiên Mệnh nhận biết cái này vạn cổ đệ nhất chính đạo, có càng sâu sắc nhận biết. Nếu quả thật có thần tồn tại, như vậy ta trước mắt đế hoàng thiên ý, chỉ là ban đầu cất bước, tương lai đường, còn rất dài rất dài. Làm ra làm chơi ra chơi, một chút xíu đi cảm ngộ, phong phú đế hoàng thiên ý. Trong thức hải đông hoàng kiếm, theo thời gian trôi qua, tiếp tục trưởng thành. Lý Thiên Mệnh phát hiện, có thể là hỗn độn thần đế truyền thừa, đã tại chính mình trong mắt quan hệ, hắn đôi mắt này, đối đông hoàng kiếm thiên văn đều 10 phần mẫn cảm. Tăng thêm hắc ám cánh tay, hắn lĩnh ngộ tốc độ, lần nữa tăng lên. Thậm chí là tăng vọt. Này bằng với nguyên bản thái cổ hỗn độn cự thú chi thể, tăng thêm vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, thiên phú vốn là nổ tung Lý Thiên Mệnh, lại hướng lên đi một bước. Hơn 10 ngày về sau, hắn cảnh giới liền trưởng thành một lần, tại đầy đủ thánh tinh duy trì dưới, đột phá đến địa thánh cảnh đệ thất trọng. Một tháng sau, hắn lần nữa đột phá, đạt đến địa thánh cảnh tầng thứ 8. Khoảng cách thiên chi thánh cảnh, đã không tính xa. Tiếp tục như vậy, Lý Thiên Mệnh cảm giác vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp phá kiếp, vấn đề không sẽ rất lớn. Mà lại, không chỉ là chính hắn có thuế biến, Dạ Lăng Phong có hồn ma phụ trợ trải vuốt, tiến bộ của hắn tốc độ cũng khá kinh người. Phía trên lần gặp gỡ, Dạ Lăng Phong thì đã đến địa thánh cảnh tầng thứ 8, tại Lý Thiên Mệnh đột phá quá trình bên trong, hắn đồng dạng thế như trẻ tre, đạt đến địa thánh cảnh tầng thứ 9 viên mãn trình độ. Tiếp đó, hắn tại hồn ma trợ giúp dưới, bắt đầu xông vào thiên chi thánh cảnh. Lý Thiên Mệnh thì ngừng lại, cho hắn hộ pháp. Trùng kích thiên chi thánh cảnh quá trình rất quan trọng, tốt nhất đừng đánh gãy, thừa thế xông lên huyết mạch thuế biến, hiển nhiên càng tốt hơn. Tiểu Phong 80.000 tộc hồn cùng một chỗ tu hành, cảnh giới đột phá vốn chính là ưu thế, hiện tại tăng thêm hồn ma cùng nguyên thủy ma tôn truyền thừa, cơ hồ có thể tại phương diện tốc độ cùng ta ngang hàng. Các loại Dạ Lăng Phong đến thiên chi thánh cảnh, tăng thêm hồn ma, thực lực khẳng định rất mạnh. Lý Thiên Mệnh liền phá hai trọng, trước mắt không có Khương Phi Linh trợ giúp, có tam đại cộng sinh thú tăng thêm đế vực kiếm hoàng kết giới, đối phó thiên chi thánh cảnh tầng thứ 3 cũng không có vấn đề gì. Cụ thể lại là trình độ gì, hắn chả không có cùng người giao thủ, tâm lý không có khái niệm. Bất quá, hắn đoán chừng nếu như đối thủ là Quân Thánh Tiêu, hắn nói không chừng có thể đánh bại. Dù sao, Quân Thánh Tiêu cộng sinh thú chỉ có cấp 6,
mà lại rất lớn tuổi. Đông Hoàng cảnh người, đoán chừng cũng không nghĩ đến, ta có thể trong thời gian ngắn như vậy, trưởng thành đến loại tình trạng này. Hiện tại, liền xem như trở lại thần đô, ta đều không giống người trẻ tuổi, mà là chân chính một phương cường giả. Đúng rồi, Bạch tỷ tỷ thiên chi thánh cảnh tầng thứ hai, khẳng định không phải đối thủ của ta. Thần đô các cường giả, tuyệt đối nghĩ không ra, hai người bọn họ sẽ ở thần táng bên trong, như là quái vật quật khởi. Đều là, mười mấy tuổi, tiểu bối, lại giết tiến vào thần đô cường giả hàng ngũ. So sánh tới nói, Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong, đều so với lúc trước Lý Mộ Dương hiếu thắng. Lý Mộ Dương 20 tuổi thời điểm, vừa tới thiên chi thánh cảnh mà thôi. Nhất định muốn còn sống rời đi nơi này. Như thế, mới có thể để cho thần đô thượng cổ hoàng tộc, còn có bọn họ tất cả vây cánh nhìn một chút, bọn họ, rốt cuộc xiết không được ta cùng Tiểu Phong. Ba ngày sau, Dạ Lăng Phong đột phá ràng buộc, lấy 18 tuổi, chính thức bước vào thiên chi thánh cảnh. Nhiên hồn tộc chuẩn bị 20.000 năm hồn tế, là một lần không thể phỏng chế kỳ tích, Dạ Lăng Phong xuất hiện, cũng là thế giới này một cái ngoài ý muốn. Hiển nhiên, hắn cũng là bởi vì trên linh hồn đặc thù, mới có thể bị Nguyên Thủy Ma Tôn chọn chúng. Đạt tới thiên thánh cảnh đệ nhất trọng về sau, Dạ Lăng Phong tăng thêm hồn ma cùng một chỗ, quyết đấu thiên chi thánh cảnh tầng thứ ba, đoán chừng cũng không có vấn đề. Hồn ma đồng dạng còn cần trưởng thành, bất quá hồn ma trưởng thành phương thức càng đáng sợ, nó muốn ăn linh hồn. Muốn không phải tàn nhẫn như vậy, có thể gọi ma. Đây mới thật sự là ma. Trách không được nó sẽ bị giam giữ ở chỗ này, muốn không phải Dạ Lăng Phong có thể trưởng khống nó, đem quái vật này thả ra ăn một bữa, tuyệt đối sinh linh đổ thán. Đến thiên chi thánh cảnh, nắm giữ ngự không chi thể, Dạ Lăng Phong có thể sử dụng thánh nguyên, để cho mình bay lên. Lần thứ nhất bay, hắn chơi đến thật cao hứng, coi như đầu đều tại lối đi này bên trong đâm vào bao đến, hắn đều không mang theo chớp mắt. Tiểu Phong, ta lần trước đoạt cái này, xích huyết tinh hà, vốn là muốn đưa cho ngươi, kết quả gần nhất sự tình quá nhiều, ta quên mất. Cho, Lý Thiên Mệnh theo tu di giới chỉ bên trong, lấy ra cái kia như là huyết sắc tinh không giống như dao găm, ném cho Dạ Lăng Phong. Cảm ơn Thiên Mệnh ca, hắn ánh mắt sáng lên. Xích huyết tinh hà tuy nhiên chỉ có một thanh, nhưng 99 điều thánh thiên văn, uy lực sao mà đáng sợ. Chỉ là sắc bén, cũng đủ để cho rất nhiều thánh thú binh e ngại. Lại càng không cần phải nói, xích huyết tinh hà bản thân ẩn chứa rất lực lượng cường đại, có thể làm cho Dạ Lăng Phong, nắm giữ xé rách đối thủ răng nanh. Đinh đinh đinh, cái kia huyết sắc dao găm, ở tại trên tay chơi ra rất nhiều kiểu tới. Có thể sử dụng sao? Uy lực có thể hay không rất khó khăn trưởng khống, Lý Thiên Mệnh hỏi. Còn tốt, rất thích hợp ta, miễn cưỡng có thể vận dụng. Dạ Lăng Phong nói. Rất tốt. Hắn thích vô cùng, lại chơi nửa ngày. Thiên Mệnh ca, hồn ma nói, hắn biết có một nơi, còn có một cái nắm giữ 99 điều thánh thiên văn binh khí. Dạ Lăng Phong còn tại đùa nghịch cái kia xích huyết tinh hà, bỗng nhiên hưng phấn nói. Thật, thật, hắn gặp phải ta trước đó liền thấy, bất quá. Hắn không thế nào cảm thấy hứng thú. Dạ Lăng Phong nói. Nó còn nhớ rõ đường sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. 99 điều thánh thiên văn bảo bối, tuy nhiên không phải Đông Hoàng kiếm loại này thần vật, nhưng cũng là cổ chi thần quốc phạm vi bên trong đỉnh phong chí bảo. Nhớ đến, ta dẫn người đi. Đúng, Linh Nhi tỷ tỷ nhanh thức tỉnh sao? Cảm giác gần nhất có chút động tĩnh, lần trước Nhiên Linh rất nhanh kết thúc, đoán chừng tiêu hao không sẽ rất lớn, chúng ta nắm chặt thời gian. Cầm tới sau trở về nơi này. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Tiếp đó, từ hồn ma dẫn đường. Gia hỏa này tuy nhiên quên đi sự tình trước kia, nhưng bây giờ trí nhớ rất nghiêu bức. Nó mang theo Lý Thiên Mệnh hai người, tại cái này ma thành bên trong gạt hơn 100 lần, phía trước xuất hiện ánh sáng, đây là thiên văn kết giới quang mang. Lý Thiên Mệnh hai người vội vàng đi qua, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái hình tròn địa cung. Bất quá. Cái này không là lần trước đạt được xích huyết tinh hà hình tròn địa cung, mà chính là một cái khác. Nơi này không có con kiến hải dương, cái kia địa cung chính giữa, chỉ có một cái trong suốt thiên văn kết giới. Lý Thiên Mệnh quả nhiên thấy, cái này thiên văn trong kết giới, có một dạng màu xanh lam binh khí. Chung quanh cũng không có nguy hiểm gì, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trực tiếp chạy qua. Hắn duỗi ra hắc ám cánh tay, nhẹ nhõm phá thiên văn kết giới, còn không thấy rõ ràng binh khí kia là cái gì. Liền trực tiếp nắm bắt tới tay, nhảy về tới Dạ Lăng Phong bên người. Đi, trở về. Bảo vật tới tay,
tự nhiên là khẩn cấp trở về tế đàn. Lý Thiên Mệnh quan sát thiên linh chi luyến, có chừng dự cảm, có thể là bởi vì tiên thiên thần thai chi hồn, quan hệ, lần này nhiên linh ngủ say thời gian có chút ngắn. Tại con đường về phía trên, hắn mới nhìn kỹ lấy được bảo vật, để Lý Thiên Mệnh mừng rỡ là, đây là một đầu xiềng xích. Xiềng xích này, toàn thân màu xanh lam, hết thảy có 99 cái vòng, mỗi một cái vòng, đều giống như một mảnh tinh vực, trên đó đầy sao trải rộng, ánh sao lấp lánh. 99 điều màu xanh thảm thánh thiên văn, tồn tại ở cái này 99 cái lam vòng phía trên, tinh quang chập chờn. Thẳng thắn nói, đây là Lý Thiên Mệnh gặp qua xinh đẹp nhất binh khí, đem nắm ở trong tay thời điểm, giống như nắm một đầu không có tận cùng tinh thần sông. Hắn nhẹ nhàng hất lên, càng là phát hiện, xiềng xích này nắm giữ một cái tương đương năng lực đặc thù, cái kia chính là, bất kỳ một cái nào lam vòng, đều có thể kéo ra đến lớn vô cùng hạn độ. Đầu này xiềng xích, dài nhất có thể quăng bay đi 3.000 mét. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc phát hiện. Nói cách khác, không gian cùng ánh mắt đầy đủ, hắn có thể công kích đến 3.000 mét bên ngoài địa phương. Trạng thái bình thường, 99 cái lam vòng, đại khái thì mười mấy mét, đồng dạng thuận tiện cận chiến. Ta bất diệt kiếm thể, có thể quán thâu tại xiềng xích này bên trong, đập nện địch nhân. Xiềng xích tuy nhiên không pháp thần tiêu kiếm thứ tư, nhưng, nếu có roi pháp, cũng có thể đem bất diệt kiếm khí uy lực, dùng hợp tại roi pháp phía trên. Lý Thiên Mệnh tu luyện mạnh nhất roi pháp, trước mắt là sinh tử tiên pháp, đây là thánh chiến quyết, hơi có chút đơn giản. Có binh khí như thế, ra ngoài có thể học một môn roi pháp, phối hợp bất diệt kiếm thể sử dụng. Bất diệt kiếm thể chỗ cường đại ở chỗ, hắn bản chất là đem Lý Thiên Mệnh thân thể, đoán tạo vì bất diệt kiếm thể. Hắn tùy ý trưởng khống bất diệt kiếm khí, liền quyền đầu, ngón tay đều có thể bạo phát bất diệt kiếm khí, lại càng không cần phải nói cái này 99 điều thánh thiên văn thần binh. Như vậy, tên của nó là cái gì? Lý Thiên Mệnh không biết cái tên, càng không biết lai lịch, dù sao hiện tại Khương Phi Linh không tại, mà lại, Khương Phi Linh cũng chưa chắc nhận biết cái này thần binh. Được rồi, chính ta lấy một cái. Phía trên này mỗi cái lam vòng, đều giống như một cái tinh vực. Còn có thể kéo dài 3.000 mét, thì kêu tam thiên tinh vực tốt. Tam thiên tinh vực, xích huyết tinh hà, tuyệt phối. Huỳnh Hỏa nói. Đúng, cùng một chỗ giết địch, Dạ Lăng Phong cao hứng nói. Nghe làm sao là lạ, Lý Thiên Mệnh nói. Không có gì thật là kỳ quái, Tiểu Phong không tệ, là cái người có thể phó thác trung thân. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói. Ngươi đi chết, Lý Thiên Mệnh bóp lấy cổ của nó, gia hỏa này thật sự là mã xoa trùng a. Trêu chọc hết Bạch Tử Căng, lại đến khi phụ Dạ Lăng Phong, đáng thương Tiểu Phong một mặt thuần khiết, hoàn toàn xem không hiểu, bọn họ vì cái gì lại bóp đi lên. Cái này tam thiên tinh vực, là hồn ma phát hiện, tương đương với Dạ Lăng Phong, quả đáp lễ cho binh khí của mình. Hỗ tặng tín vật đính ước, Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Thảo ngài. Sau đó không lâu, bọn họ về tới tế đàn phụ cận. Trước không tu hành, Tiểu Phong, muốn làm chuẩn bị cuối cùng. Đoán chừng qua không được mấy ngày, Linh Nhi liền sẽ thức tỉnh, đến lúc đó, thì nhìn ngươi. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Tốt, ta trong mấy ngày qua nghiên cứu rất nhiều biện pháp, nhất định đem hết khả năng. Dạ Lăng Phong nói. Bầu không khí nghiêm túc. Ma thành bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, Lý Thiên Mệnh liền tiếng tim đập của mình, đều có thể nghe được rõ ràng. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Đảo mắt, 6 ngày. Tiểu Phong. Tại thiên linh chi luyến hơi hơi rung động thời điểm, Lý Thiên Mệnh một ánh mắt, Dạ Lăng Phong liền linh hồn xuất khiếu, chui được trong đầu của hắn, giấu đi. Linh hồn của hắn hầu như thể rắn, thu nhỏ đến cực hạn, kỳ thật rất khó phát hiện. Tiếp đó, hồn ma hé miệng, đem Dạ Lăng Phong, thi thể cho nuốt vào trong bụng. Đây là Dạ Lăng Phong suy nghĩ biện pháp một trong, bọn họ chỉ có một cái canh giờ, mặc kệ thành công hay là thất bại, hồn ma đều muốn đem hắn, thi thể, cho đưa qua. Liên quan tới chi tiết, những ngày gần đây, bọn họ đã thảo luận qua vô số lần. Tiểu Phong, Lý Thiên Mệnh hít thở sâu một hơi. Yên tâm, Linh Nhi tỷ tỷ nhất định không có việc gì. Tiểu Phong cam đoan với ngươi, chúng ta sẽ không thua. Dạ Lăng Phong thấp giọng nói. Ừm, Lý Thiên Mệnh không muốn cho hắn áp lực quá lớn, nhưng là nói thật, hắn căn bản không dám suy nghĩ, lần này nếu bị thua, bỏ lỡ cái này cơ hội duy nhất, chưa đến chính mình sẽ như thế nào. Khả năng, sẽ không còn có tương lai. Nếu như trên cái thế giới này, không có Linh Nhi, cái kia cũng sẽ không có con người của ta.
thật nhiều người đối với ta cho kỳ vọng cao, thế nhưng là, xin lỗi. Câu nói này chỉ có thể tự nhủ. Vừa mới nói xong, tu di giới chỉ bên trong thiên linh chi luyến quả nhiên rung động mạnh mẽ, lại không lấy ra, hắn tu di giới chỉ đoán chừng muốn bị sinh linh đánh rách tả tơi. Làm thiên linh chi luyến xuất hiện tại trên bàn tay trong nháy mắt, Khương Phi Linh liền từ giữa đi ra. Cặp mắt của nàng, bốc lên chướng mắt bạch quang, vừa nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, cái kia cường đại linh hồn ý chí, thì chấn áp mà đến. Ngay sau đó, nàng lập tức hóa thành thiên chi dực, hướng về tế đàn phương hướng chạy như bay. Trong bình thường Khương Phi Linh cũng có thể chính mình hóa thành thiên chi dực chạy như bay, nhưng tốc độ không tính nhanh, mà lại không thể quá bền bỉ, chỉ có thể đường ngắn phi hành. Bất quá! Cái này, tiên thiên thần thai chi hồn, sẽ không nghĩ, Lý Thiên Mệnh vì cái gì không xa cách tế đàn, ngược lại cho nàng sáng tạo cơ hội. Nàng căn bản sẽ không biết, cái này nho nhỏ hai cái phàm nhân, sẽ có, linh hồn xuất khiếu, loại năng lực này. Dạ Lăng Phong duy nhất một lần, sử dụng linh hồn xuất khiếu thời điểm, Khương Phi Linh cũng không ở bên một bên. Liền Khương Phi Linh cũng chỉ là biết, Tiểu Phong linh hồn rất mạnh, nhưng lại không biết, linh hồn của hắn còn có thể rời đi thân thể. Thậm chí, muốn là cái này, tiên thiên thần thai chi hồn, tại Khương Phi Linh trên thân thời điểm, chỉ là ngẫu nhiên thức tỉnh, cái kia nàng đối Dạ Lăng Phong càng biết hoàn toàn không biết gì cả. Nàng càng không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh bọn họ sẽ có một loại, có thể tại nàng là lúc yếu ớt nhất, giết chết linh hồn của nàng biện pháp. Lần trước là ta sơ sẩy, để một cái phàm trần chi linh bắt lấy cơ hội, tiếp đó, sẽ không còn có nhiên linh. Mặt khác, ta phải chết, nàng cũng phải chết, người xem đó mà làm thôi. Làm Lý Thiên Mệnh đuổi theo thời điểm, tiên thiên thần thai chi hồn, thanh âm truyền đến. Tại Lý Thiên Mệnh sau lưng đuổi theo tới, là hồn ma, nàng sợ hồn ma. Hiện tại hồn ma, vẫn là khống chế không nổi chính mình, bất quá, Lý Thiên Mệnh bọn họ đột phá hai trọng, toàn diện mạnh lên, cho nên coi như hồn ma phát cuồng, Lý Thiên Mệnh đều có thể đưa nó, khống chế tại trong tay mình. Sau đó, hết thảy dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành, liền hồn ma đều dùng đến phối hợp diễn xuất. Lý Thiên Mệnh dùng ba cái cộng sinh thú đi ngăn trở hồn ma, chính là vì càng bức thật một chút. Dù sao, hắn cũng đang làm bộ lo lắng hồn ma, ăn hết Khương Phi Linh dáng vẻ. Mà chính hắn, thì truy tại Khương Phi Linh sau lưng, không ngừng đánh phá không gian tường, tại thời gian tràng bên trong hướng phía trước truy. Cái này tiên thiên thần thai chi hồn, cũng chỉ có thể sử dụng Khương Phi Linh ban đầu hết thảy thủ đoạn, nàng thần hồn cường đại không thay bề ngoài khả năng hiện giờ nhiều. Nàng đối ma thành trưởng khống, giới hạn tại đem người ném tới tế đàn phụ cận. Tại những thứ này điều kiện tiên quyết. Khương Phi Linh phía trước, Lý Thiên Mệnh ở giữa, huỳnh hỏa bọn họ dây dưa hồn ma ở phía sau. Trong nháy mắt, bọn họ liền đi tới cái kia lòng đất địa cung. Lý Thiên Mệnh tốc độ nhanh rất nhiều, nhưng hắn vẫn duy trì một khoảng cách, càng ngày càng tiếp cận Khương Phi Linh. Thẳng đến Khương Phi Linh xông lên thanh sắc tế đàn thời điểm, hắn cũng vừa tốt xông tới. Đừng đi, hắn chả hô một tiếng, kỳ thật tại thời điểm then chốt này, mồ hôi lạnh đã xông ra. Lúc này một chút phạm sai lầm, hết thảy liền không có, tương đương khảo nghiệm tâm lý của hắn tố chất. Nói thật, hắn cơ hồ đã ngạt thở. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt. Bọn họ cùng một chỗ, đạt tới cái kia quan tài thủy tinh trước. Cái kia tiên thiên thần thai chi hồn, đã triển lộ ra nụ cười, chỉ ít đối với nàng mà nói, chỉ cần để hậu thiên thần thai tiến thủy tinh quan tài, nàng liền thành công. Nói thật, nếu không phải là bị Lý Thiên Mệnh phá thần táng kết giới cùng hồn phó xuất hiện hai chuyện này hấp dẫn, nàng khả năng sớm hơn thành công. Nghịch thiên trọng sinh, bên trong thiên địa, chỉ có một mình ta ngươi. Nàng phát ra một tiếng cười khẽ. Sau một khắc, quan tài thủy tinh mở ra, nàng đã dùng hết thảy tốc độ, chui vào. Tiểu Phong, đây là mấu chốt nhất một khắc. Lý Thiên Mệnh đưa tay trái ra hắc ám cánh tay, tại cái kia quan tài thủy tinh đóng lại trước trong nháy mắt, thẻ ở phía trên. Lý Thiên Mệnh lần thứ nhất cảm nhận được, hắc ám trên cánh tay vậy mà truyền đến cảm giác đau đớn, xem ra quan tài kiếm này, cũng là đẳng cấp rất cao đồ vật. Nếu như bây giờ kẹt ở chỗ này chính là tay phải, như vậy hắn cái tay này, khẳng định bị kẹp chặt vỡ vụn. Bất quá, đầy đủ. Tại kẹp lại quan tài thủy tinh môn trong nháy mắt, Dạ Lăng Phong theo thức hải bên trong đi ra, dọc theo tay trái của hắn, lặng yên đi vào trong đó. Cùng Khương Phi Linh cùng một chỗ dung nhập tiên thiên thần thai, bên trong. Làm tiên thiên thần thai cùng hậu thiên thần thai dung hội trong nháy mắt, bên trong quan tài kiếm Khương Phi Linh,
phủ bụi 100.000 năm môi đỏ, hơi hơi khẽ nhăn một cái, sau đó, cho thấy mỉm cười. Ầm, một cỗ lực lượng từ bên trong trùng kích ra, đem Lý Thiên Mệnh đánh bay, sau một khắc, quan tài thủy tinh triệt để đóng lại. Mở cửa, Lý Thiên Mệnh điên cuồng đập nện quan tài thủy tinh. Phanh phanh phanh, hắn biết, đến đón lấy hết thảy thì nhìn Dạ Lăng Phong. Nhưng, diễn xuất còn phải làm đủ. Hắn càng là phẫn nộ, càng là thê thảm, tiên thiên thần thai chi hồn thì càng đắc ý, càng là buông lỏng cảnh giác, càng không phát hiện được Dạ Lăng Phong tồn tại. Đây là hồn ma nói biện pháp, không phải hai người bọn họ người trẻ tuổi làm loạn. Cho nên, Lý Thiên Mệnh tin tưởng vững chắc, bọn họ sẽ thành công. Nói thật, ba người bọn hắn phàm nhân, có thể cùng cái này thần chi hồn đấu đến loại tình trạng này, đã là kỳ tích. Linh Nhi, sống sót, vượt qua kiếp này, ngươi trở thành mới chính mình, nhất định có thể long trời lỡ đất. Nhất định muốn thắng. Hắn đã làm hết thảy, tiếp đó, tương đương phó thác cho trời. Đừng gõ, đưa ngươi một món lễ vật, thật tốt hưởng thụ đi. Đúng vào lúc này, trong thủy tinh quan, Khương Phi Linh, nói một câu nói. Cái gì? Thì sau đó một khắc. Đất này cung thiên hoa bản có chút chấn động, ngay sau đó thì xuất hiện mấy cái lỗ trống. Phanh phanh phanh, nguyên một đám bóng người, từ phía trên nện xuống đến, phương thức cùng lần trước Lý Thiên Mệnh rơi xuống không sai biệt lắm. Hết thảy 8 người, bọn họ, đều là cùng Lý Thiên Mệnh cùng một chỗ tiến thần 8 người. Nguyên bản có 30, nhưng là hiện tại, tăng thêm Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong, hết thảy chỉ còn lại 10 người. Lý Thiên Mệnh liếc mắt qua. Trần Kinh Hồng. Bạch Tiểu Trúc cùng Tư Đồ Y Y, bọn họ là cùng một chỗ rơi xuống, nói rõ vừa mới bọn họ còn cùng một chỗ. Ngoài ra, còn có Đông Dương Phong Tiêu, Khương Phong Nguyệt, Mộng Tình Tình, Khương Ngạn Võ. 7 người này, có 6 cái làm qua Lý Thiên Mệnh hồn phó, nhưng là bọn họ đều còn sống, những người khác ngược lại đều đã chết. Có để Lý Thiên Mệnh giết, có chết tại hồn trong ma thủ, còn lại, Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Mấu chốt nhất là Đông Dương Phong Trần. Lý Thiên Mệnh hỏi qua Dạ Lăng Phong, hắn đã sớm biết Đông Dương Phong Trần không chết. Một lần kia, hồn ma mới ra đến, thực lực càng yếu, hơn không có cách nào thu thập cái này thiên chi thánh cảnh tầng thứ tư Đông Dương Phong Trần. Đối tất cả mọi người tới nói, từ trên trời giáng xuống, là một chuyện khó mà tin nổi. Ngay sau đó, bọn họ thấy được bình ổn lại hồn ma, thấy được Lý Thiên Mệnh cùng ba cái cộng sinh thú, càng nhìn đến trong thủy tinh quan Khương Phi Linh. Mỗi người đều là đờ đẫn. Xảy ra chuyện gì? Trần Kinh Hồng ba người bọn hắn, cấp tốc cùng Lý Thiên Mệnh chuyển hợp lại cùng nhau, bọn họ ngơ ngác nhìn trong thủy tinh quan Khương Phi Linh, một mặt mê hoặc. Những người khác, thì đi tới Đông Dương Phong Trần bên người, bọn họ hết thảy có 5 người. Đông Dương Phong Trần cũng híp mắt, nhìn lấy đây hết thảy. Nguyên lai, Khương Phi Linh trên thân, có thần táng bí mật. Hắn bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Tại hắn ra hiệu dưới. Mộng Tình Tình lập tức chuyển rời đến đất này cung cửa ra duy nhất, đem thông đạo ngăn trở. Cứ như vậy, tương đương với bắt rùa trong hũ. Đông Dương Phong Trần trận doanh, Đông Dương Phong Tiêu cùng Khương Phong Nguyệt tuy nhiên không tính là gì, nhưng Mộng Tình Tình cùng Khương Ngạn Võ, đều là thiên chi thánh cảnh tầng thứ hai. Bầu không khí tuy nhiên lạnh lẽo, địa cung bên trong, sát khí ngút trời. Tiên thiên thần thai chi hồn để bọn hắn xuất hiện. Cũng là để Lý Thiên Mệnh khác quỳ gối quan tài thủy tinh trước kêu khóc, ảnh hưởng tâm tình của nàng. Nàng hiển nhiên biết, để đám người này tại một cái phong bế hoàn cảnh bên trong, tuyệt đối sẽ sinh tử chém giết. Đông Dương Phong Trần, là có thể thu thập Lý Thiên Mệnh người. Tràng diện một lần tĩnh mịch. Tránh ra, Đông Dương Phong Trần trên mặt ý cười, hướng về Lý Thiên Mệnh bọn họ đi tới. Hắn muốn đạp vào tế đàn, đi xem một chút Khương Phi Linh. Thiên Mệnh. Tư Đồ Y Y có chút khẩn trương, kéo một chút Lý Thiên Mệnh. Nơi này không có cách nào đào tẩu, tình huống hơi bất ổn. Trần Kinh Hồng nhíu mày, ngăn tại Lý Thiên Mệnh bọn họ trước mắt, nói, Thái tử, có lời nói thật tốt nói, đừng động thủ. Chúng ta bỗng nhiên bị làm tới nơi này, vẫn là trước suy nghĩ một chút, nơi này sẽ có hay không có còn lại nguy hiểm. Không cần đến, Lý Thiên Mệnh vừa mới ngay ở chỗ này, hắn biết hết thảy. Ta cầm lấy đầu của hắn, hỏi hắn là có thể. Mà lại, hắn còn trộm bảo bối của ta, phải dùng mệnh hoàn lại. Đông Dương Phong Trần ánh mắt nóng rực nói. Vậy cũng phải hỏi một chút, quái vật kia, có đáp ứng hay không? Trần Kinh Hồng ngón tay chỉ hướng hồn ma. Bọn họ sớm ngay đầu tiên, liền thấy hồn ma tồn tại. Hồn ma đầu tại chuyển động,
thẳng đến, giận mặt, chuyển hướng trước mắt, để mắt tới Đông Dương Phong Trần. Lại là cái quái vật này. Cái này khiến Đông Dương Phong Trần càng thêm tức giận. Nó là cái thá gì, bại tướng dưới tay, lần trước kém chút để cho ta làm thịt rồi. Đông Dương Phong Trần cười lạnh. Sau khi cười xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nói, ta vừa mới nhìn đến tốt nhiều thi thể, đều là ta thượng cổ hoàng tộc người, bao quát cháu của ta Đông Dương Liệt. Đoán chừng đều là các ngươi những người này làm, đã như vậy, ta cũng không nhiều nói nhảm, trước kia thần táng rất ít chết người, hiện tại chết đều là người của chúng ta, cái này có thể không còn gì để nói, cho nên ta tuyên bố, lần này thần táng, có thể còn sống rời đi chỉ có chúng ta 5 cái, còn lại, đều một con đường chết. Hắn cười gằn, liếc nhìn mọi người, sau cùng thấy được quan tài thủy tinh, hắn có thể nhìn đến trong thủy tinh quan Khương Phi Linh, trên người có chút động tĩnh. Sau đó, hắn bổ sung một câu, nói, đương nhiên, còn có ta Thái tử Phi, Khương Phi Linh. Ý tứ chính là, bao quát Trần Kinh Hồng bọn họ ở bên trong, toàn bộ đều phải chết. Cái này khiến Bạch Tiểu Trúc bọn họ sắc mặt đại biến. Nếu như chỉ có chúng ta đạo cung người đã chết, trưởng bối có thể sẽ tìm hoàng tộc phiền phức, nhưng là bọn họ cũng đã chết nhiều người như vậy, liền có thể đẩy đến mộ táng lên. Tư Đồ Y Y sắc mặt trắng bệch nói. Kinh Hồng ca, làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Trúc hỏi. Còn có thể làm sao, tử chiến đến cùng đi. Chúng ta cho dù chết, đều muốn kéo lên đệm lưng. Trần Kinh Hồng trầm giọng nói. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Khương Ngạn Võ cùng Mộng Tình Tình bọn họ, đều cùng mình tương đương, mà Đông Dương Phong Trần, đó là siêu việt tất cả người đồng lứa tồn tại. Không có người, có thể cùng hắn chống lại. Đệm lưng, ha ha, ta một người thu thập các ngươi toàn bộ. Các ngươi muốn chạm ta đệ đệ muội muội, đều là nằm mơ. Đông Dương Phong Trần cười khẩy nói. Đúng vào lúc này, một đạo màu xanh lam chói mắt tinh quang đột nhiên lập lòe, còn không người kịp phản ứng, liền nghe được phốc phốc hai tiếng. Ách, mọi người ngốc trệ xem xét. Lý Thiên Mệnh trên tay, xuất hiện một đầu màu xanh lam xiềng xích, cái kia xiềng xích lại có 99 điều thánh thiên văn. Càng đáng sợ chính là, xiềng xích này cuối cùng, giờ phút này lại xuyên thủng hai người. Đó là Đông Dương Phong Tiêu cùng Khương Phong Nguyệt. Bọn họ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, ở ngực phá ra một cái cự đại lỗ máu. Bọn họ cộng sinh thú vừa mới đi ra, ngay sau đó liền bị cái này tam thiên tinh vực xuyên thủng, toàn bộ xuyên tại cái này màu xanh lam tinh hà phía trên. Phốc phốc, Lý Thiên Mệnh vừa thu lại, toàn bộ thi thể ngã xuống. Đây hết thảy, đều phát sinh ở đất đèn hỏa quang ở giữa. Lý Thiên Mệnh khoảng cách Khương Phong Nguyệt bọn họ chỉ ít có 500 mét, lại nhất kích mất mạng. Làm hắn thu hồi tam thiên tinh vực, quấn ở trên người thời điểm, Đông Hoàng kiếm xuất hiện tại hắn tay bên trong. Hắn giơ lên sắc bén kia đại kiếm, chỉ hướng Đông Dương Phong Trần, thản nhiên nói, Trần Sư Huynh, người giúp ta đem Mộng Tình Tình giết. Còn Khương Ngạn Võ, hồn ma sẽ trừng trị hắn. Sau cùng, hắn cái kia kim sắc cùng tròng mắt màu đen, để mắt tới Đông Dương Phong Trần, gần từng chữ một, đến mức cái này mặt hàng, giao cho ta là được rồi. Ai biết? Lý Thiên Mệnh hiện tại trong lòng, có bao nhiêu phẫn nộ. Những thứ này phẫn nộ, hơn phân nửa đều là tiên thiên thần thai chi hồn mang cho hắn, nhưng là, hiện tại toàn bộ khuynh tả tại, Đông Dương Phong Trần trên thân. Thiên Mệnh, không muốn cậy mạnh a. Bạch Tiểu Trúc rõ ràng nhớ đến, Lý Thiên Mệnh cùng Thái tử có bao nhiêu chênh lệch. Cơ hồ một cái đại cảnh giới a. Cái này là trẻ con cùng người trưởng thành chi ở giữa chênh lệch. Ha ha, Đông Dương Phong Trần bưng bít lấy cái chán cười. Xem ra, ta hôm nay chẳng những muốn thu lấy được mỹ nhân, sẽ còn thu hoạch hai đại 99 điều thánh thiên văn trọng bảo, càng có thể lấy đi Đông Hoàng kiếm. Lần này thượng cổ thần táng chuyến đi, thật sự là kiếm lời lật ra. Hắn cười đến đều nhanh căng gân. Thì trong chớp mắt này, Lý Thiên Mệnh tam thiên tinh vực, trực tiếp quất về phía đầu của hắn, trên đó ẩn chứa mấy trăm đạo bất diệt kiếm khí, ầm vang bạo phát. Không minh giới thạch bên trong mang bất diệt kiếm khí. Đã để Lý Thiên Mệnh hấp thu xong, bằng không, hắn bây giờ còn có thể càng mạnh. Cái này màu xanh lam xiềng xích, nhanh đến mức nhìn đều thấy không rõ lắm. Bực này thánh thú binh, bản thân thì ẩn chứa tinh thần uy lực, lại điệp ra bất diệt kiếm khí, dù là thi triển chính là thánh chiến quyết, uy lực đều rất khủng bố. Đất đèn hỏa quang ở giữa, thái tử lấy tay cánh tay ngăn cản. 3. Một tiếng chói tai tiếng vang, Đông Dương Phong Trần bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng nện xuống tế đàn. Hắn tại trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, đầu thậm chí đập xuống đất, máu me khắp người.
giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Tại bọn họ ánh mắt đờ đẫn bên trong, Lý Thiên Mệnh kéo lấy Đông Hoàng Kiếm, từng bước một hướng về Đông Dương Phong Trần đi đến. Ta nói, hôm nay ta muốn ở chỗ này, cho ngươi phân thây. Làm Lý Thiên Mệnh khí thế ngút trời, sát khí lẫm liệt, làm Đông Hoàng Kiếm tại trên mặt đất, cọ sát ra chướng mắt sao hỏa thời điểm, rốt cuộc không ai cảm thấy, hắn nói câu nói này thật buồn cười. Cái này là quái vật a. Tư Đồ Y Y một mặt cứng ngắc nói. Thiên Mệnh, đánh hắn, ta xem trọng ngươi. Thói xấu a. Bạch Tiểu Trúc há to mồm, khó có thể tin bên trong, lại dẫn mừng rỡ. Đến mức Trần Kinh Hồng, hắn vỗ vỗ mặt mình, xác định không có nằm mơ về sau, lập tức quất ra hắc thương, khống chế huyết tình dạ ma ưng, vọt thẳng hướng về phía phong tỏa thông đạo Mộng Tình Tình. Cho đến lúc này, Đông Dương Phong Trần mới phun một ngụm máu, giơ lên máu me đầm đìa cánh tay, từ dưới đất bò dậy. Giờ khắc này, hắn khuôn mặt toàn bộ đen, tựa như là một người da đen. Hắn giờ phút này, lửa giận ngút trời, giận sôi lên, đôi mắt kia phía trên, đã tơ máu trải rộng. Hô! Hắn trùng điệp thở một hơi. Tỉ mỉ nghĩ lại, cả một đời, đều không có bị như thế khiêu khích qua. Hắn có thể tính không tiếp tục cười. Hắn hiện tại, như là bị làm tức giận ma quỷ, rất khí trùng thiên. Cái này cái gọi là hoàng tộc, căn bản không có bất luận cái gì đế hoàng ý chí, bọn họ cũng là cửu minh nhất tộc, đang tức giận thời điểm, hắn triển hiện ra, cũng là âm u cùng dữ tợn. Đây mới là bọn họ bản chất. Ở trước mặt hắn, là Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang. Khương Ngạn Võ thần sắc đại biến, ánh mắt của hắn bên trong có rất oán hận tâm tình, hơn nữa còn là nhằm vào thái tử. Cho nên, làm hồn ma để mắt tới hắn thời điểm, hắn xoay người chạy, trực tiếp lao ra thông đạo. Thủ hạ đại tướng đắc lực chạy trốn, để Đông Dương Phong Trần mặt mũi mất hết. Năm người, chỉ còn lại hắn cùng Mộng Tình Tình. Sau đó, liền hồn ma đều ra hiện ở phía sau hắn, lấy giận mặt nhìn chằm chằm người này. Lý Thiên Mệnh, người có thể, ta phải nghĩ hết thế gian hết thảy biện pháp, đi tra tấn ngươi. Cái này tốt, đến đón lấy ngươi sẽ phát hiện, tử vong, mới là trên thế giới này, mong mỏi quá lớn. Đông Dương Phong Trần nói từng chữ, đều đang run rẩy, có thể thấy được hắn phẫn nộ tới trình độ nào. Ý là muốn so với ta hung ác thật sao? Ngươi cho ta là cái người lương thiện, đến a, lão tử đem người lăng trì thời điểm, ngươi là cái thá gì? Lý Thiên Mệnh giữ tợn cười lạnh. Không sai, hắn nét mặt bây giờ cũng là giữ tợn. Để tâm tình của hắn như thế âm ngoan nguyên nhân, Đông Dương Phong Trần chỉ chiếm 1/3, còn lại 2/3 đến từ Lý Thiên Mệnh sau lưng, nhưng là, hiện tại toàn bộ từ Đông Dương Phong Trần tiếp nhận. Liền tại bọn hắn trước khi động thủ nháy mắt. Sau lưng quan tài thủy tinh, truyền đến từng tiếng chấn động. Ngươi là ai? Ngươi muốn chết? Lý Thiên Mệnh quen thuộc cái thanh âm này, đó là tiên thiên thần thai chi hồn kêu thảm. Điên rồi, các ngươi điên rồi, chỉ là phàm nhân, dám cùng thượng thần đoạt mệnh. A, à, nàng lần nữa kêu thảm, chỉ có thể chứng minh, tại sinh tử chém giết ở giữa, thượng thần, thua. Ta không phục, ta không cam tâm, đây là thần thể của ta, ta 100.000 năm tâm huyết. Đoạt ta thần thai, hủy ta tạo hóa, nghịch thiên đoạt mệnh. Các ngươi dạng này, là sẽ bị trời phạt. Đây là sụp đổ thiên đạo tiến hành. Phàm Trần Chi Linh. Người chắc chắn để thiên đạo tru sát, chết không có chỗ chôn. Nghe được, nàng bi phẫn muốn tuyệt. Đó là giữa cả thế gian, lớn nhất bi phẫn cùng thống khổ. Đừng nói nữa, ta không biết ngươi là ai, ta cũng không biết, ta và ngươi có quan hệ gì. Ta chỉ muốn tiếp tục sống, chỉ thế thôi. Gặp lại. Cái này, rốt cục Khương Phi Linh thanh âm. Một câu gặp lại, nói rõ hết thảy. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh tâm bên trong một cái tảng đá lớn. Rốt cục phá nát. Hắn vui cực rơi lệ. Khương Phi Linh, còn sống, cho dù là nghịch thiên đoạt mệnh, cái kia đây tính toán là cái gì? Dựa vào cái gì, nàng sinh ra tới đáng chết a? Đây chính là một trận đánh cược, vốn là thực lực thì không ngang nhau, tại dạng này trong nghịch cảnh, người còn sống sót, không xứng thắng sao? Linh Nhi, Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh khí huyết quay cuồng, hắn cảm giác mình toàn thân đều tại bạo tạc. Hắn căn bản không biết. Bọn họ làm được cỡ nào kinh thiên động địa, đáng sợ cỡ nào sự tình. Với hắn mà nói, Khương Phi Linh bất tử, đó chính là hắn cả đời này, lớn nhất mừng rỡ như điên. Giờ khắc này, hắn tuy nhiên rơi lệ, nhưng là hắn lại tại cười, cười đến làm càn, cười đến thống khoái. Những người khác căn bản không biết,
rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ chỉ thấy, tại cười to về sau, Lý Thiên Mệnh trên thân, có càng kinh khủng đấu trí, hắn tựa như là một cái, tại huyết hải bò dậy yêu ma, nhìn chòng chọc vào Đông Dương Phong Trần. Cái kia kim sắc cùng con mắt màu đen, bạo phát ra khiến người ta kính úy đế hoàng ý chí. Hắn thanh âm khàn khàn, tại tế đàn phía trên oanh minh quanh quẩn. Tiểu Phong đã thắng. Tiếp đó, đến phiên ta lấy người thần quốc thái tử mệnh, lễ tế tiên thiên thần thai chi hồn. Người theo nàng cùng chết, ta đưa các ngươi lên đường. Đông Dương Phong Trần căn bản không biết, bên trong quan tài kiếng xảy ra chuyện gì. Hắn liền nghe đến Lý Thiên Mệnh nói, muốn đưa chính mình lên đường. Đây là phi thường buồn cười một câu, Đông Dương Phong Trần không có cười, mặt của hắn âm lãnh như sắt, thậm chí không rên một tiếng. Người quen biết hắn đều biết, đây chính là hắn cực hạn giận, mặc dù không phải đế hoàng, nhưng thái tử chi nộ, cũng khá lấy thây nằm 100.000 a. Tại Bạch Tiểu Trúc bọn họ ánh mắt kính sợ bên trong, Đông Dương Phong Trần trong tay, xuất hiện một thanh màu đen trọng kiếm, kiếm này phía trên sắp hàng 9 cái u đá quý màu xanh lục, tựa như là 9 cái xanh mơn mởn ánh mắt, âm u dữ tợn. Mỗi một cái trên ánh mắt, đều có 9 đầu thánh thiên văn. 9981, điều này nói rõ thanh này thánh thú binh, nắm giữ 81 điều thánh thiên văn. Tuy nhiên không bằng xích huyết tinh hà cùng tam thiên tinh vực, nhưng ở thần đều, xem như tối đỉnh cấp binh khí. Rất nhiều trăm tuổi trưởng bối, đều chưa hẳn nắm giữ. Đây là thái tử tổ phụ Càn Đế, ở tại đột phá thiên chi thánh cảnh tầng thứ 3 thời điểm, ban cho hắn thánh thú binh Cửu Minh Đế Kiếm. Tư đồ y y thanh âm có chút rét lạnh. Thời khắc này Đông Dương Phong Trần, thân mặc hắc bào, sắc mặt đen nhánh, tay cầm dài đến 1m50, có bàn tay rộng như vậy Cửu Minh Đế Kiếm, rất khí trùng thiên. Cái này Cửu Minh Đế Kiếm, ngược lại là cùng Đông Hoàng Kiếm ngoại hình tương tự, đều là đại hình trọng kiếm. Cùng lúc đó, cái kia trong truyền thuyết viên mãn, 9 đầu cửu anh, xuất hiện ở Đông Dương Phong Trần bên người. Dạng này một đầu cự thú, khí chất cùng hắn hoàn toàn tương tự, một người một thú, giống như là dẫm đạp tại núi thây biển máu phía trên hắc sắc ma quỷ, cái kia cửu anh 9 đầu đầu cùng kêu lên gào rú, chấn động đến toàn bộ địa cung đều đang chấn động. Cái này một đầu cự thú hình thể, đã tiếp cận Lam Hoang. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, đây đúng là một đầu hoàn chỉnh nhất cửu anh. Cái này 9 cái đầu còn không giống nhau, trong đó, bên trái 3 cái đầu lân phiến là màu đỏ sậm, hỏa diễm đốt cháy, bên phải 3 cái đầu là ám tử sắc, lôi đình bôn tẩu, mà trên cùng 3 cái đầu phía trên, hiện đầy u vảy màu xanh lục, trên miệng đều là màu đen độc dịch, đây cũng là cái kia cửu minh độc. Điều này nói rõ, cái này một đầu, Bắc Minh Đế Ma cửu anh, nắm giữ, độc lôi hỏa, 3 loại thuộc tính. Đây là Lý Thiên Mệnh chạm qua, duy nhất một đầu, bát giai cổ thánh thú, đối thủ. Hắn hết thảy nắm giữ 82 cái điểm sao, tiếp cận Lý Thiên Mệnh 3 cái cộng sinh thú. 81 điều thánh thiên văn cửu minh đế kiếm, tăng thêm 82 ngôi sao Bắc Minh Đế Ma cửu anh, đây cũng không phải là tiểu bối tư bản, mà chính là thần đều đỉnh cấp cường giả phối trí. Đoán chừng liền dục đế, Đông Dương Lăng bọn người, cũng sẽ không so Đông Dương Phong Trần phối trí, tốt hơn chỗ nào. Cái kia khôi ngô to lớn Bắc Minh Đế Ma cửu anh, toàn thân đều là gai nhọn, lít nha lít nhít. Có chút cùng loại con nhím, quả thực là cận chiến ma quỷ. Nó cũng là Lý Thiên Mệnh được chứng kiến, hung hãn nhất cộng sinh thú. Đây hết thảy, đều là Đông Dương Phong Trần tại toàn bộ thần quốc, hoành hành bá đạo, đứng hàng thái tử cao vị tư bản. Càn Đế băng hà về sau, cả cổ hoàng tộc, chỉ còn lại hắn một cái 9 đầu thiên phú. Càn Đế đã từng tự mình chế tạo ma luyện hắn, tạo ra cái này võ đạo người thừa kế, vì chính là, tương lai Đông Dương Phong Trần. Có thể kế thừa đế đạo. Nói trắng ra là, đừng nhìn dục đế đối thái tử nghiêm khắc, trên thực tế, dục đế cũng là cái cổ chi đại đế quá độ giả, về sau còn muốn dựa vào Đông Dương Phong Trần tọa trấn thần quốc. Cái gọi là đại hoàng tử Đông Dương Phần, căn bản không có khả năng có cơ hội. Mà bây giờ, Đông Dương Phong Trần, đụng phải Lý Thiên Mệnh đối thủ như vậy. Mặc dù so hắn còn nhỏ, nhưng tại võ đạo phía trên, càng thêm nghịch thiên. Cái này khiến Đông Dương Phong Trần, sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Lần này, nhất định phải làm thịt hắn, nếu để hắn rời đi thần táng, lại là ta toàn bộ hoàng tộc phiền phức. 30 năm, chưa từng gặp qua loại này đối thủ, hôm nay, nhất định muốn chơi đến thống khoái, không chết không thôi. Đông Dương Phong Trần dẫn theo Cửu Minh Đế Kiếm, cúi đầu âm u cười, hướng về Lý Thiên Mệnh từng bước một đi tới. Phía sau của hắn,
Cái kia Bắc Minh đế ma Cửu Anh đủ tiếng gầm nhẹ, hung quang chợt hiện. Đúng vào lúc này, một tiếng càng cuồng bạo hơn gào thét truyền đến, một đạo màu xám đen huyễn ảnh, xông về Bắc Minh đế ma Cửu Anh. Đó là hồn ma. Nó vừa giận, rất rõ ràng, lần trước tại Đông Dương phong Trần Cộng Sinh thú trên thân ăn phải cái lỗ vốn, nó mang thù. Ba đầu sáu tay hồn ma, thân thể hình dáng có điểm giống là hất lên lân giáp đại tinh tinh vốn là chi trên thô to, mà ra hỏa này sáu cánh tay, tất cả đều là hùng tráng bắp thịt, lực lượng thô bạo. Nó đâm vào Bắc Minh đế ma Cửu Anh phía trên, hung hoành trùng kích vào, hai đầu cự thú lăn ở cùng nhau, đụng bay ra ngoài. Giống, rầm rầm rầm, hồn ma không có linh nguyên thần thông, nhưng linh hồn khá cường đại, có một ít trên linh hồn trấn nhiếp thủ đoạn, nó hé miệng thời điểm, giống như là tại hút vào Bắc Minh đế ma Cửu Anh linh hồn. Mà lại, nó giống như không phải rất sợ cái này Cửu Minh độc gai nhọn. Ngắn ngủi trong nháy mắt, thân thể của nó sắp bị Cửu Minh độc gai nhọn đâm đầy, nhưng nó vẫn là tương đối hung hãn, cùng Bắc Minh đế ma Cửu Anh chật đánh nhau, giết đến long trời lỡ đất. Hồn ma chủ nhân là Nguyên Thủy Ma Tôn, Nguyên Thủy Ma Tôn là một cái thượng thần, hồn ma chỉ là bị giam giữ quá lâu thoái hóa. Nó đã dám đơn độc ngăn lại Bắc Minh đế ma Cửu Anh, chắc hẳn có một chút chắc chắn. Như vậy, chúng ta cùng một chỗ đối phó Đông Dương Phong Trần. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng rực, đối Huỳnh Hỏa bọn họ nói ra. Hắn tuy nhiên sát khí ngút trời, nhưng cũng không phải là tự cao tự đại. Đông Dương Phong Trần thủ đoạn rất mạnh, nếu có Khương Phi Linh phụ linh, Lý Thiên Mệnh phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Mà bây giờ, nếu là có cùng cộng sinh thú, cùng một chỗ vây công cái này thần quốc thái tử cơ hội, tại sao lại không chứ? Cơ hội sẽ chỉ trôi qua tức. Cơ hồ ngay tại hồn ma, đụng vào Bắc Minh đế ma Cửu Anh trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh cùng ba đầu cộng sinh thú, ầm vang vào tới trước, đồng thời thẳng hướng Đông Dương Phong Trần. Thái cực hồng mông quỳ long trước đây, vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng cùng thái sơ hỗn độn lôi ma, đều lấy nhỏ nhất hình thái nhanh như điện chớp, dạng này dễ dàng hơn cùng ngự thú sư giao phong. Đến mức Lý Thiên Mệnh, ngay tại Lam Hoang trên đỉnh đầu. Lý Thiên Mệnh ưu thế lớn nhất, cũng là huynh đệ thành đàn. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, Lam Hoang thần thông hồng mông âm ba, miêu miêu thần thông hỗn độn thiên kiếp, còn có Huỳnh Hỏa lục đạo hỏa liên, thì theo ba phương hướng, vây quanh mà đi, oanh sát tại Đông Dương Phong Trần trên đỉnh đầu. Đông Dương Phong Trần thiên chi thánh cảnh tầng thứ tư, các phương diện thiên tư vì thần quốc đỉnh phong. Hắn tại Thánh Nguyên, đủ để áp chế Lý Thiên Mệnh bọn họ một người ba thú. Đối diện với mấy cái này thần thông cùng vây công, hắn lạnh lùng cười một tiếng, khua tay Cửu Minh đế kiếm, sinh sinh tại thần thông bên trong, trừ ra một con đường, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Chó săn lại nhiều, có thể cùng hùng sư so sánh sao? Đông Dương Phong Trần tức cười cười nói, hắn cũng không biết, Lý Thiên Mệnh đây là nơi nào tới lòng tin đâu. Đừng chém gió nữa, ngươi nhiều nhất, cũng là một con chuột. Lý Thiên Mệnh lạnh lẽo nói. Đông Dương Phong Trần tốc độ hung mãnh, Cửu Minh đế kiếm xẹt qua âm trầm quỹ tích, hắn đồng dạng là thẳng thắn thoải mái phong cách. Siêu phàm thiên thánh chiến quyết, U Minh địa ngục kiếm quyết, tại hắn tay bên trong, đã lô hỏa thuần thanh, đây là thượng cổ hoàng tộc truyền thừa vài vạn năm, tối cao cấp thiên thánh chiến quyết. Có thể tu luyện thành công người, toàn bộ thần đều không có mấy cái. Hoàng Tuyền Bích Lạc Trảm. Đông Dương Phong Trần đột nhiên ngút trời, một kiếm chặt chém, Cửu Minh đế kiếm bên trong, trời và đất dường như hội tụ vào một chỗ, ngưng kết ra một đạo ngập trời kiếm quang. Chết! Một kiếm này uy lực kinh thiên động địa. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, kim hai tròng mắt màu đen bên trong, chính là bất hủ đấu chí. Rõ ràng cũng là cái đồ bỏ đi chủng tộc, dựa vào cướp bóc dã man trưởng thành, còn tự xưng hoàng tộc, danh xưng đế đạo. Đông Dương Phong Trần trong kiếm, căn bản cũng không có đế đạo, có chỉ là cướp bóc cùng giết hại chi đạo. Mồm còn hôi sữa, người biết cái gì gọi, đoạt thiên địa tạo hóa. Đất đèn hỏa quang ở giữa, Hoàng Tuyền Bích Lạc Trảm nghiền ép xuống. Ta không hiểu, nhưng ta biết, thiên hạ có chính đạo, vô đạo người, tất nhiên nội tâm trống rỗng, ngày đêm gian nan khổ cực. Người càng là thiếu khuyết cái gì, thì càng sẽ đi chứng minh cái gì. Cái gọi là lược đoạt chi đạo. Chỉ có thể chứng minh ngươi Cửu Minh nhất tộc, căn cốt hư thối, tiên thiên không đủ. Đang nói chuyện trước đó, Lý Thiên Mệnh liền đã, tụ tập tất cả bất diệt kiếm khí, hội tụ tại Đông Hoàng kiếm phía trên. Hắn song cước đạp địa, như là như mặt trời lên không. Một kiếm khiêu trảm, thần tiêu kiếm thứ tư. Hỏa diễm, lôi đình, biển cả cùng đồi núi,
kiếm thế cùng kiếm khí dung hợp hội tụ, bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Một đạo chướng mắt kiếm quang, đột nhiên ngút trời. Làm. Đông Hoàng kiếm cùng Cửu Minh đế kiếm mũi kiếm trùng kích cùng một chỗ, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Cái kia uy lực khủng bố, để Lý Thiên Mệnh trực tiếp đập xuống đất, ngũ tạng lục phủ chấn động, một ngụm máu đen theo khóe miệng chảy ra. Nhưng, Đông Dương Phong Trần có thể nhẹ nhõm sao? Lý Thiên Mệnh bên người, cũng không chỉ có chính hắn. Tại hắn đứng vững Hoàng Tuyền Bích Lạc Trảm trong nháy mắt, huỳnh hỏa lấy luyện ngục hỏa ảnh tới gần, trên người bất diệt kiếm khí lấy xích viêm hoàng kiếm bạo phát, Đông Dương Phong Trần trường bào màu đen chặn hơn phân nửa kiếm khí, nhưng vẫn có trên trăm đạo kiếm khí tiến vào trong thân thể của hắn, xé rách huyết nhục, để hắn tiếp nhận bất diệt kiếm khí nỗi khổ, kêu lên thảm thiết. Cút! Hắn đột nhiên nhất trường, đem trên lưng cắn xé hắn Miêu Miêu đập đi, đáng tiếc là, chỉ là trong nháy mắt, Miêu Miêu cái kia màu sắc rực rỡ vạn ma độc, thì trước vào thân thể của hắn. Tăng thêm địa ngục truy hồn điện tiến vào huyết mạch của hắn, hắn rất nhanh liền đầu váng mắt hoa. Hắn sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng xuất ra không ít luyện chế thành đan dược thánh linh túy, muốn giải độc, đáng tiếc Lam Hoang Hồng Mông âm ba chấn độc, trực tiếp đem những thứ này giải dược, chấn vỡ thành bột phấn. Ngay sau đó, Lam Hoang Diệt Tuyệt Thần kiếm đánh xuống, Đông Dương Phong Trần chỉ có thể ở vội vàng ở giữa, huy kiếm ngăn cản. Làm. Lam Hoang thân thể lực lượng, đem đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách tường, đồng dạng phun máu. Hắn chả không có cơ hội thở dốc. Huỳnh hỏa phần thiên vũ linh nổ bắn ra mà đến. Đây đều là viêm thần đế dực, đâm vào huyết nhục, lập tức hóa thành luyện ngục hỏa mãnh liệt đốt cháy. A, Đông Dương Phong Trần chỉ có thể kêu đau một tiếng, hắn ngược Lý Thiên Mệnh một lần, lại làm cho Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, trực tiếp ngược bốn lần. Hắn ngược lại là nghĩ để cho mình cộng sinh thú đến giúp đỡ, nhưng là hồn ma rõ ràng so với lần trước mạnh, trực tiếp kéo lại Bắc Minh đế ma Cửu Anh. Ngươi dám bức ta? Người biết, chết, chữ viết như thế nào sao? Đông Dương Phong Trần giữ tợn cười một tiếng, đem trên người phần thiên vũ linh chấn khai. Hắn cuốn lấy Cửu Minh đế kiếm, hóa thành màu đen huyễn ảnh, lần nữa trùng sát mà đến. Ta biết, ta có thể dạy ngươi, ngươi thật tốt học. Lý Thiên Mệnh lau đi vết máu ở khóe miệng, có thái nhất tháp ở trên người, hắn căn bản không sợ loại thương thế này. Giết! Tại chói tai rít lên bên trong, nổi giận Đông Dương Phong Trần hội tụ lực lượng toàn thân. Lấy hai tay nắm ở Cửu Minh đế kiếm, chớp mắt đã tới, một kiếm chặt chém. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng, tại kiếm thế phía trên tạo thành 6 cái vòng xoáy, hướng về Lý Thiên Mệnh chìm ngập mà đến. Đây là U Minh địa ngục kiếm quyết lục đạo luân hồi kiếm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giờ khắc này, Đông Dương Phong Trần bên người cái kia 6 cái vòng xoáy, dường như thật là 6 cái trọng sinh thông đạo, cuốn tới, âm u mà tử tịch. Chỉ là thử bối, vọng muốn đối phó ta thượng cổ hoàng tộc. Chúng ta vài vạn năm truyền thừa, tuyên cổ bất diệt, là vì chúng sinh chi thần, há tha cho các ngươi những thứ này yếu ớt thế hệ khiêu khích. Đông Dương Phong Trần âm u cười to, hắn đối một kiếm này lòng tin bạo dạp. Giết ngươi Lý Thiên Mệnh, những thứ này cộng sinh thú, còn không phải nguyên một đám phải chết. Lý Thiên Mệnh sinh tử, toàn bộ để Đông Dương Phong Trần phong tỏa, trưởng khống. Nhưng... hắn lại nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt âm sâm. Ngươi muốn mạng của ta, vậy trước tiên để ngươi Cửu Minh nhất tộc, chết cho ta một nửa lại nói. Rầm rầm rầm, Lý Thiên Mệnh bất diệt kiếm khí lần nữa trở về, một lần nữa hội tụ tại Đông Hoàng kiếm phía trên. Lần này, hắn tăng thêm, đế vực kiếm hoàng kết giới. Đế vực kiếm hoàng kết giới phía trên đế hoàng kiếm khí, đủ có mấy ngàn, so với bất diệt kiếm khí còn nhiều hơn. Tất cả kim kiếm khí màu đen, ầm vang hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái chu sát loại hình thiên văn kết giới. Dù là Lý Thiên Mệnh Thánh Nguyên không bằng đối thủ, nếu bàn về trong chớp nhoáng này bạo phát lực cùng lực sát thương, hắn làm sao lại so Đông Dương Phong Trần kém. Hai bóng người, trong nháy mắt va chạm vào nhau. Loảng xoảng, càng tiếng nổ truyền ra. Giao phong bên trong, Lý Thiên Mệnh bị cái kia lục đạo luân hồi kiếm Thánh Nguyên cuốn lấy. Trong nháy mắt máu tươi vẩy ra, trên thân tràn đầy kiếm ngân. Nhưng là, hắn đế hoàng kiếm khí tăng thêm bất diệt kiếm khí, càng là xuyên thấu Cửu Minh đế kiếm, đâm vào Đông Dương Phong Trần trên thân. Ngay sau đó, huỳnh hỏa lục đạo hỏa liên, gần như đồng thời oanh sát tại Đông Dương Phong Trần trên thân, thiêu khắp hắn toàn thân huyết nhục. Đất đèn hỏa quang ở giữa, Miêu Miêu vạn ma độc nha cùng lôi đình, thì trực tiếp cắn xé hạ Đông Dương Phong Trần ba ngón tay.
Sau cùng, Lam Hoàng Diệt Tuyệt Long Kiếm, lần nữa chặt chém tới. Đông Dương Phong Trần chỉ có thể huy kiếm ngăn cản, lại bị đập xuống đất, toàn thân phun huyết. Đúng vào lúc này, trên thân nhuốm máu Lý Thiên Mệnh, tóc trắng phấn khởi, đột nhiên xuất hiện tại Đông Dương Phong Trần trước mắt. Ngươi cho ta mở mắt ra, thấy rõ ràng. Đông Dương Phong Trần chính rơi thất điên bát đảo, hắn vừa mở to mắt, liền nhìn đến Lý Thiên Mệnh cái kia thô to Đông Hoàng Kiếm, trực tiếp đâm vào hắn thánh cung phía trên. Phốc phốc, làm. Đó là Đông Hoàng Kiếm mũi kiếm, trước xuyên thấu huyết nhục, lại đâm vào trên sàn nhà Thanh Âm. Ách, Đông Dương Phong Trần tại chỗ ngốc trệ, ánh mắt run rẩy nhìn lấy trên phần bụng cắm đi vào kiếm. Hắn thánh cung, ầm vang phá nát. Cái kia thiên chi thánh cảnh tầng thứ tư mệnh tuyển bị xuyên thấu, bàng bạc thiên địa linh khí, trực tiếp gào thét mà ra, đem Lý Thiên Mệnh chấn bay lên. Hô hô hô, thời khắc này Đông Dương Phong Trần, tựa như là một cái bị đâm hư khí cầu, vù vù xuất khí. Thiên địa linh khí phun trào, lại như là một cái linh khí suối phun. Thật hùng vĩ a, Lý Thiên Mệnh cười. Hắn đem Đông Hoàng Kiếm một phân thành hai, đứng ở Đông Dương Phong Trần bên người. A, Đông Dương Phong Trần ánh mắt đổ máu, hắn vươn tay, bưng bít lấy chính mình thánh cung, có thể là căn bản ngăn không được thánh nguyên sói mòn. Ánh mắt của hắn chừng đến to lớn, trong mắt cơ hồ đều nhanh muốn rơi ra tới, trên mặt thất khiếu chảy máu, sao mà hùng vĩ. Hắn chỉ có thể nhìn tận mắt, khổ tu 30 năm hết thảy, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Bổ sung thân thể của hắn, là không có tận cùng ác mộng. Hiển hách, Đông Dương Phong Trần ngơ ngác nằm trên mặt đất, thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Lý Thiên Mệnh. Hắn dùng hết tất cả khí lực, gầm thét một tiếng, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt của hắn cố nhiên hung ác, nhưng là, tay chân run rẩy lại không lừa được người khác. Thánh cung mệnh tuyển hủy diệt. Đã đánh nát ý chí của hắn. Hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn theo 10 phần tự tin đến rơi xuống địa ngục. Hiện tại, đầu óc của hắn đều tại run lên, sợ hãi tử vong, chỉ sẽ từng chút một xông lên đầu. Có lẽ đến bây giờ, hắn đều không tiếp thụ được sự thật này, hắn tại thần táng bên trong, bị Lý Thiên Mệnh đánh bại. Làm sao có thể a? Hắn lại là thống khổ, lại là mờ mịt, lại là dãy giụa. Ngươi nhất định phải chết. Ta thượng cổ hoàng tộc, nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn giống lên câu nói này, nhưng là bị ai phát hiện, uy hiếp của hắn, vậy mà như thế bất lực. Lý Thiên Mệnh mặt kia phía trên mỉm cười thản nhiên, mới là ma quỷ biểu lộ. Không dùng hù dọa ta, ngươi không nhìn thấy ta có thể hay không bị chém thành muôn mảnh, bởi vì, ngươi lập tức sẽ bị ta, chém thành muôn mảnh. Lý Thiên Mệnh ha ha nở nụ cười. Hắn dùng tay mang theo Đông Dương Phong Trần vạt áo. Để hắn tựa ở tế đàn phía trên, thân thủ vỗ vỗ mặt của hắn, đập đến ba ba vang. Nhìn kỳ u, ta trước tiên đem ngươi cộng sinh thú giết, nó không có tội, không dùng cùng ngươi cùng một chỗ chịu khổ. Thái tử điện hạ, ngươi đem ta xem như một người tốt, ta đây không phục lắm. Ta cũng là cái ma quỷ, lập tức liền chứng minh cho ngươi xem, ngươi ngàn vạn trước khác tắt khí. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Tiểu Trúc cùng Tư Đồ Y Y. Hai người này đã sắc mặt trắng bệch, một mặt đờ đẫn nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, coi như là người một nhà, bọn họ cũng nhìn không được ngốc trệ một chút. Bạch Tiểu Trúc dùng sức bấm một cái chính mình. Ta dựa vào, không nằm mơ a. Hắn não tử choáng váng nói. Nói thật, người khác tuy nhiên còn đứng lấy, nhưng tâm lý đã cho Lý Thiên Mệnh quỳ. Giúp ta nhìn một chút, đừng để hắn tự sát, không có vấn đề a. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Ta còn phải phiến mấy cái bàn tay a. Bạch Tiểu Trúc nói. Được. Lý Thiên Mệnh nói xong, quay người thì cùng Huỳnh Hỏa bọn họ cùng một chỗ, trợ giúp hồn ma, thẳng hướng cái kia Bắc Minh Đế Ma Cửu Anh. Tại hắn sau lưng, Đông Dương Phong Trần trừng to mắt, thất khiếu chảy máu. Tay của hắn, không ngừng đánh đầu của mình, hoảng sợ theo dưới lòng bàn chân đi lên chui, một chút xíu, lấp đầy toàn bộ thân thể. Đông Dương Phong Trần, người hồ đồ rồi a, đi ra lăn lộn. Sớm muộn đều là phải trả. Người đời này, giết hại quá nhiều người, bao nhiêu cô nương bị ngươi giết chết, bao nhiêu người một chút không thuận theo ngươi, để ngươi dằn vặt đến chết. Làm người nha, có nhân quả báo ứng, cái kia trả lại đều phải còn, ngươi đến nhận mạng này a. Sớm nói để ngươi thiếu làm ác, hôm nay đụng tới kẻ hung hãn, tiếp đó, có ngươi chịu được. Bạch Tiểu Trúc cảm khái nói. Phu quân ta nói đúng, đây quả thật là báo ứng, ngươi ngàn vạn oan hồn. Hướng ngươi Đông Dương Phong Trần lấy mạng.
Ngươi muốn không bị chết thảm một chút, ta cũng dám nói thiên đạo bất công bình. Lý Thiên Mệnh cũng là thế thiên hành đạo. Các ngươi thượng cổ hoàng tộc tác nghiệt quá nhiều, khí số đã hết. Ngươi bất quá chỉ là cái thứ nhất, tiếp đó, các ngươi cửu minh nhất tộc thiếu nợ, toàn bộ đều muốn còn. Tư Đồ Y Y ôm hận nói. Nôn, Đông Dương Phong Trần còn tại thổ huyết, vạn ma độc dưới, hắn phun ra đều là máu đen. Khác Trang Phong Mại Xả, người bình thường không phải phách lối cực kỳ a. Làm sao hiện tại sợ a, nguyên lai người cũng sợ chết a, cái kia còn chỉnh được bản thân rất nghiêu xoa giống như, nguyên lai tất cả mọi người một dạng, cái gì thần quốc thái tử, kéo ngươi tầng ra này, ngươi không phải liền là một con chuột đâu. Bạch Tiểu Trúc châm chọc nói. Ba. Hắn một bàn tay tát tại Đông Dương Phong Trần trên mặt. Ta đánh ngươi, ngươi làm gì a? Bạch Tiểu Trúc hỏi. Ba. Lại một cái tát. Ta đánh ngươi, ngươi có thể làm gì a? Chuột. Đông Dương Phong Trần ngơ ngác nhìn hắn, toàn thân run rẩy kịch liệt, mặt của hắn lần nữa hung ác. Ngươi muốn chết. Ba. Bạch Tiểu Trúc trùng điệp quăng một bàn tay, để hắn đem lời thu về. Ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ. To hơn một tí. Khác sợ a thái tử điện hạ, ngươi không phải rất nghiêu bức sao? Ưa thích thu thập mỹ nhân sao? Đến, thu cho ta nhìn. Bạch Tiểu Trúc một chân giẫm tại dưới háng của hắn, dùng sức giẫm, trực tiếp cho giẫm bẹp. Đông Dương Phong Trần mồ hôi lạnh ứa ra, nghiến răng nghiến lợi, sau cùng chuyển thành gào khóc thảm thiết. Giang hồ truyền văn ngươi phương diện này rất mạnh, chỗ nào mạnh, không phải liền là một cái nát lạp xưởng. Bạch Tiểu Trúc bĩu môi. Đông Dương Phong Trần lần nữa thất khiếu chảy máu. Hắn sợ là muốn tự vận, nhưng là đáng tiếc, tay chân của hắn đều bị Bạch Tiểu Trúc trói lại. Hiện tại, hắn cũng là một cái, thấp nhất tầng thứ phàm nhân. Điện hạ, nói thật, ta Bạch Tiểu Trúc cũng là sợ hàng, hiện tại là mượn Lý Thiên Mệnh thế, bắt được cơ hội làm một chút ngươi, tuy nhiên lộ ra hơi nhỏ người, nhưng là không có cách, thật sự sảng khoái a. Ha ha! Nàng dâu, người khác dương mắt nhìn a, người cũng tới. Cơ hội này ngàn năm một thuở. Bạch Tiểu Trúc nói. Ngươi tránh ra a, Tư Đồ Y Y nói. Được rồi. Bạch Tiểu Trúc lóe lên mở, Tư Đồ Y Y lại hướng lên đạp một cước. Đi chết đi, xúc sinh. Có cha sinh không có nương dưỡng chó đồ chơi, bao nhiêu tốt cô nương để ngươi trà đạp, để ngươi chết một vạn lần đều không đủ. Tư Đồ Y Y nhổ một ngụm nước bọt, đập vào Đông Dương Phong Trần trên mặt. Đông Dương Phong Trần đau đến run rẩy, đầu đầy mồ hôi lạnh. Nàng dâu kiểu gì, thoải mái sao? Đó là đương nhiên, thật không bỏ được để hắn chết. Thái tử điện hạ, vợ chồng chúng ta hai cái sẽ không chơi, đợi lát nữa Thiên Mệnh trở về, ngươi lại hưởng thụ một chút. Tư Đồ Y Y nói. Phanh phanh phanh. Đông Dương Phong Trần dùng cái ót, ra sức đến va chạm tế đàn, hắn triệt để sợ hãi, một chữ đều nói không ra lời, thậm chí phát ra ô ô tiếng khóc. Nàng dâu, chúng ta là không phải quá độc ác a? Đem cái này thái tử sợ đến như vậy. Hung ác mẹ ngươi, so sánh hắn phạm vào tội nghiệt, chúng ta cái này gọi nhà tròi. Hắn thì một cái mạng, thật sự là tiện nghi hắn. Có đạo lý, vợ ta nói đúng, thừa dịp Thiên Mệnh còn chưa có trở lại, chúng ta lại quăng mấy cái bàn tay. Tốt, một người một lần. Má bên trái của ta, người má phải a. Bắt đầu. 121, 121. Ta dựa vào, người không muốn đoạt đập a. Đánh thêm mấy lần, đến ta. Bạch Tiểu Trúc, ngươi còn là cái nam nhân à, như thế tính toán. Oanh! Một phen tử chiến, Bắc Minh đế ma cửu anh, rốt cục ngao ô một tiếng, ngã trên mặt đất. Nó chín cái đầu toàn bộ bị bổ xuống, mới hoàn toàn chết rồi, loại này sinh mệnh lực, thật đúng là ương ngạnh. Sau khi chiến đấu kết thúc, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang đều bị thương, nó trên người chúng đều có cửu minh độc, cả đám đều bị độc đến toàn thân đen nhánh. Cái này mới vừa vặn đánh xong, bọn họ thì vội vã trở về cộng sinh không gian, dựa vào Thái Nhất Tháp giải độc đi. Hồn ma cũng không sợ cửu minh độc, nhưng nó đồng dạng toàn thân đều là vết máu, lúc này thời điểm ngồi dưới đất la to, nguyên lai nó cũng sẽ đau. Đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh không thể giúp nó, chỉ có thể chờ đợi nó tự mình khôi phục. Lý Thiên Mệnh nhìn ra được, huyết nhục phía trên thương thế, hồn ma khôi phục rất nhanh. Hắn trở về nhìn thoáng qua. Khương Phi Linh hai đại thần thai dung hợp, khả năng còn phải một chút thời gian. Một cái khác trên chiến trường. Trần Kinh Hồng đã đánh tan Mộng Tình Tình, bất quá, còn không có giết nàng. Lý Thiên Mệnh đi tới. Mộng Tình Tình đã thấy thái tử bị phế, cộng sinh thú bị giết. Ánh mắt của nàng,
đã đờ đẫn, ánh mắt xám trắng, giống như là cái người chết. Trần sư huynh, không hạ thủ được, Lý Thiên Mệnh tiến lên hỏi. Đó cũng không phải, cũng là trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Thiên Mệnh, ta người này biết không nhiều nói chuyện, nhưng, ta thật bội phục ngươi, không chỉ là thiên phú, vẫn còn có phương diện. Trần Kinh Hồng chân thành nói. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh ánh mắt, đã triệt để thay đổi. Đó là một loại thật sâu khâm phục. Ta cũng là vận khí tốt, tăng thêm các huynh đệ cũng đang giúp bận bịu, bao quát Trần sư huynh ngươi. Lý Thiên Mệnh khẽ mỉm cười nói. Sau khi nói xong, hắn nhìn thoáng qua thần sắc trắng bệch Mộng Tình Tình căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Trần sư huynh cảm thấy, xử trí như thế nào nàng? Lý Thiên Mệnh hỏi. Linh Lung các người, trên mặt nổi không quy thuộc thượng cổ hoàng tộc, nhưng theo ta thấy, bọn họ cùng hoàng tộc rắn chuột một ổ. Thần táng phát sinh chuyện lớn như vậy, biết rõ nói ra chân tướng đối thủ, một cái cũng không thể, để bọn hắn còn sống rời đi. Trần Kinh Hồng nói. Nếu là nối giáo cho giặc, giết đi. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy Mộng Tình Tình nói. Nàng vậy mà không có phản ứng gì. Không sợ chết sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sợ, nhưng là, đời này, cứ tính như thế đi. Mộng Tình Tình nhìn xa xa Đông Dương Phong Trần, hỏi, người dự định xử trí như thế nào hắn? Cam đoan để hắn, đem mệnh khóc lên. Lý Thiên Mệnh nói. Cái kia trước giết ta đi, ta không muốn xem. Nhân sinh bất quá là một trận huyễn mộng, sau cùng đều phải chết, chết sớm chết muộn đều như thế, nhiều cầu mấy năm sung sướng, cũng là không có ý nghĩa sống tạm. Dạng này thế gian, dạng này vận mệnh, không cần cũng được. Nàng nói, đó là bởi vì, người sinh ở tội ác trong vòng xoáy, nhân sinh của ngươi không có ý nghĩa, ta có. Lý Thiên Mệnh nói, Mộng Tình Tình giật mình, cười khổ một cái. Đưa nàng lên đường, Lý Thiên Mệnh đối Trần Kinh Hồng nói một tiếng. Hắn xoay người, trong tay Tam Thiên Tinh Vực, văng ra ngoài, trói lại 800 mét bên ngoài Đông Dương Phong Trần. Kéo trở về thời điểm, phát hiện Đông Dương Phong Trần mặt, đã sưng thành đầu heo, hai chân cũng đầy là vết máu. Xem ra Bạch Tiểu Trúc bọn họ, đã, hầu hạ, chờ một lúc. Đi thôi, Lý Thiên Mệnh kéo lấy hắn, biểu lộ hời hợt, đi vào duy nhất đi ra thông đạo chỗ ngoặt. Không cho nhìn a, Bạch Tiểu Trúc hỏi. Có thể nhìn a. Liền sợ ngươi nửa đời sau, nhìn đến thịt liền muốn nôn. Lý Thiên Mệnh quay đầu cười nói. Bạch Tiểu Trúc dùng mình. Nhất định muốn sao, hắn đã hoảng sợ phế đi. Trần Kinh Hồng trong tay, Mộng Tình Tình mềm mại ngã xuống. Muốn, lời ta từng nói, nhất định sẽ làm đến. Hiện tại hắn xác thực rất đáng thương. Nhưng là, muốn là ta thua, người nào đến đáng thương ta. Cho là mình là cái ác đồ, liền có thể hoành hành bá đạo, ha ha. Người nào mẹ nó không thể làm ma quỷ a. Nói xong, hắn đem Đông Dương Phong Trần lôi vào chỗ ngoặt. Vô tận giày vò kêu thảm, tại cái kia hắc ám địa phương truyền ra. Sau đó không lâu, Lý Thiên Mệnh đi ra. Ngươi đến cùng làm sao làm hắn, khóc thành dạng này. Bạch Tiểu Trúc líu lưỡi nói. Hắn nói không biết, chết, chữ viết như thế nào, ta dạy hắn. Ngộ tính của hắn cũng không tệ lắm, trước khi chết, cuối cùng học xong. Lý Thiên Mệnh nói. Bọn họ hít sâu một hơi. Lý Thiên Mệnh ra đi tìm một chút, Khương Ngạn Võ, nhưng là không có tìm được. Gia hỏa này rõ ràng oán hận Đông Dương Phong Trần, lúc này mới trực tiếp chạy, mà thành lớn như vậy, không có khả năng tìm tới hắn. Hắn không dám rời đi Khương Phi Linh quá xa. Nàng một khắc không sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, Lý Thiên Mệnh căng cứng tâm tình, liền sẽ không buông lỏng. Một trận chiến này rất mạo hiểm. Coi như hiện tại, trên người hắn cũng còn có kiếm thương tổn cùng cửu minh độc, bất quá, hắn lười nhác quản. Tế đàn phía trên, hắn đứng tại quan tài thủy tinh trước, ngắm nhìn bên trong quan tài kiếng, cái kia nhắm hai mắt mắt, an tĩnh nằm nữ tử. Trần Kinh Hồng ba người bọn hắn đứng tại dưới tế đàn, gặp Lý Thiên Mệnh thần sắc nghiêm túc, bọn họ liền không có hỏi nhiều. Theo Tiểu Phong linh hồn xuất khiếu đến bây giờ, nhanh một canh giờ. Lý Thiên Mệnh hơi có chút cuống cuồng. Bốn phía không có còn lại nguy hiểm, hồn ma trước đem Dạ Lăng Phong thân thể cho phun ra, Lý Thiên Mệnh cho hắn đem đến quan tài thủy tinh bên cạnh. Cứ như vậy, Dạ Lăng Phong sau khi ra ngoài, có thể cấp tốc trở lại trong thân thể của mình. Linh Nhi muốn là tỉnh lại, có thể mở ra quan tài kiếng này a. Quan tài kiếng này cùng ma thành, tựa như là một thể. Huỳnh Hỏa hỏi, nó hóa giải một số cửu minh độc, theo cộng sinh không gian bên trong đi ra, thương thế trên người, cũng nhanh khôi phục.
Cần phải có thể chứ, nếu là thành công, nàng cũng là tiên thiên thần thai cùng hậu thiên thần thai dung hợp. Người kia có thể làm được sự tình, nàng đoán chừng cũng có thể làm đến. Lý Thiên Mệnh nói, không biết nàng lại biến thành kiểu gì, nói không chừng ngươi không với cao nổi a. Huỳnh Hỏa cười nói, nàng có thể sẽ nắm giữ, thần thể, đoán chừng là thượng thần thân thể. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ, tí tách, thời gian từ từ trôi qua, Lý Thiên Mệnh phát hiện Dạ Lăng Phong thân thể, xem ra càng giống là thi thể, thậm chí bắt đầu xuất hiện màu xanh tím. Hắn không khỏi có chút khẩn trương. Hắn muốn Khương Phi Linh sống sót, nhưng cũng không muốn để Dạ Lăng Phong, vì thế nỗ lực tánh mạng. Rốt cục, bên trong quan tài kiếng, cái kia biến ảo khôn lường, an tĩnh nữ tử, mở mắt. Theo ánh mắt nhìn, nàng vẫn là Khương Phi Linh, mà theo khí chất nhìn, nàng so trước kia, càng thêm xuất trần, càng giống là một cái thần linh. Cao thượng, siêu phàm, khí tức tuyệt trần, không thể tưởng tượng. Ca ca. Nàng trong nháy mắt bão tố nước mắt, theo trong thủy tinh quan đụng đi ra. Thấy được nàng rõ ràng đứng tại trước mặt, Lý Thiên Mệnh hốc mắt, cũng có chút đỏ bừng. Khương Phi Linh nước mắt, còn có trở về từ cõi chết về sau, loại kia nóng rực cảm tình, đều đang nói rõ, nàng vẫn là chính nàng. Tiểu Phong, chúng ta đi ra. Nàng hô kêu một tiếng, tại đầu của nàng phía trên, một đoàn xương trắng ngưng tụ, sau đó hội tụ thành hình người, lập tức tràn vào Dạ Lăng Phong thân thể. Khụ khụ, Dạ Lăng Phong ho kịch liệt hai tiếng, mở mắt. Tay chân của hắn bắt đầu chuyển động, trên người thanh tử chi sắc, cuối cùng bắt đầu tiêu tán, thân thể khôi phục sinh cơ. Bất quá, thân sắc của hắn có chút uể oải, mí mắt đều có chút không mở ra được. Thiên Mệnh ca, đừng lo lắng, ta không sao, ta nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Dạ Lăng Phong thanh âm yếu ớt mà nói. Được, Lý Thiên Mệnh trọng trọng gật đầu. Trong lòng của hắn hết thảy lo lắng, giờ phút này toàn bộ để xuống. Dạ Lăng Phong sau khi ra ngoài, hồn ma bò lên trên tế đàn, đem Dạ Lăng Phong đặt ở hắn to lớn bàn tay bên trong, Dạ Lăng Phong đã dùng hết khí lực nở nụ cười, sau đó đã hôn mê. Hồn ma nhẹ nhàng ô một tiếng, bưng lấy Dạ Lăng Phong, giống như là bưng lấy một cái hiếm thấy chân bảo. Nó cùng Dạ Lăng Phong quan hệ, không giống Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú thân huynh đệ quan hệ, mà chính là người hầu cùng thiếu chủ ở giữa cảm giác. Giờ phút này, tế đàn phía trên, chỉ còn sót Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh. Ca ca, Khương Phi Linh nước mắt rơi như mưa, đứng trước mặt của hắn, giang hai cánh tay ra. Tốt, tốt, Lý Thiên Mệnh trùng điệp đến ôm ấp lấy nàng, hai cái nóng rực thân thể dựa vào nhau, đủ để nghe được lẫn nhau nhịp tim. Hắn đều lời nói không mạch lạc. Theo thượng thần trong tay, đoạt lại một cái mạng, cửu tử nhất sinh, mới đổi lấy thời khắc này ôm ấp. Ô ô, nàng rốt cục nhìn không được, tại Lý Thiên Mệnh trong ngực khóc thành tiếng đến, nước mắt rơi như mưa, làm ướt Lý Thiên Mệnh lồng ngực. Đừng nhìn nàng tại cùng tiên thiên thần thai chi hồn đấu tranh chém giết thời điểm, lý trí cùng bền bỉ, nàng vốn chỉ là cái phàm trần chi linh, tại đây hết thảy kết thúc, tại thích nhất người kia trước mặt, lòng của nàng như thế yếu ớt. Không khóc, không khóc, Lý Thiên Mệnh có chút luống cuống, hắn chỉ có thể vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng. Không sao, ta đây là cao hứng, nàng nghẹn ngào nói. Đúng vậy a, cao hứng nước mắt, vì sao không thể đâu. Lý Thiên Mệnh rất muốn lại lập hạ cái gì lời thề, nói thí dụ như vài câu, sẽ không bao giờ lại để cho nàng người đang ở hiểm cảnh loại hình, thế nhưng là hắn không nói ra miệng. Người sống một đời, nơi nào có người có thể trưởng khống hết thảy, tránh cho chỗ có ngoài ý muốn. Tại thời điểm như vậy, ôm ấp, thân mật cùng nhau, để cho nàng có một cái dựa vào, liền tốt. Làm nước mắt của nàng dính ướt y phục, dán tại Lý Thiên Mệnh trên thân thời điểm, hắn có thể cảm nhận được, nàng chân thực linh hồn. Nàng là một cái người sống sờ sờ, có máu có thịt, nàng cứng cỏi cùng yêu, là nàng sống sót căn bản. Trong ngực ôm lấy dạng này người nhi, bọn họ lẫn nhau ở giữa, trên thân đều là đối phương lạc ấn. Tuổi nhỏ nóng rực chi ái, khả năng rất ngây thơ, thế nhưng là tươi đẹp đến đâu cực kỳ. Lý Thiên Mệnh nói mình nguyện ý vì nàng đi chết, cho tới bây giờ đều không phải là nói đùa. Hắn không sợ người khác nói, chính mình là thằng điên, là cái kẻ ngu. Mỗi người đều chỉ có cả một đời, người nào cũng không thể sống thành hoàn mỹ người, hắn chỉ muốn làm sao nghĩ, liền làm như thế đó, người nào cản trở đường, ai muốn cướp đi mệnh của nàng, quan tâm nàng là cái gì thần, cái quỷ gì, đều phải đi chết. Người nào quan tâm, cái kia thượng thần 100.000 năm tâm huyết. Lý Thiên Mệnh chỉ để ý, trong lồng ngực nàng.
Khương Phi Linh ô ô rơi lệ về sau, hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu, liền nhìn đến hắn hốc mắt đỏ bừng, còn tại cắn môi. Ca ca, ngươi cũng muốn rơi lệ sao? Đánh rắm, ta đây là hướng ngươi triển lãm, ta hoàn toàn mới, kim sắc huyễn quang chi nhãn, như thế nào, khóc khoe sao? Lý Thiên Mệnh tằng hắng một cái nói. Ta thấy được, một vàng một đen, ca ca, ngươi tốt cợt nhả nha. Khương Phi Linh nín khóc mỉm cười nói. Huỳnh Hỏa thật là một cái quái vật, ở chung lâu, liền Khương Phi Linh đều bị nó làm hư. Ngươi nói thêm câu nữa, Lý Thiên Mệnh cả giận nói. Ngươi tốt ét, ngô ngô, lời nói còn chưa nói ra miệng, cái kia phấn hồng bờ môi, liền để Lý Thiên Mệnh ngăn chặn. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, rất lâu đều không xa rời nhau. Tế đàn phía trên hai người, trai tài gái sắc, thành đẹp nhất phong cảnh. Tuổi nhỏ nhiệt liệt cùng khăng khăng một mực, khiến người ta hâm mộ, cũng khiến người ta rung động. Ta dựa vào, đừng xem, đau mắt hột. Bạch Tiểu Trúc một tay bưng bít lấy chính mình ánh mắt, một tay che Tư Đồ Y Y mặt. Ngươi lăn a, rất cảm động a. Tư Đồ Y Y nước mắt rơi như mưa nói. Ngươi biết phát sinh qua chuyện gì sao? Bạch Tiểu Trúc ngạc nhiên hỏi. Không biết a, Tư Đồ Y Y nói. Vậy ngươi cảm động cái rắm a? Bạch Tiểu Trúc quay cuồng nói. Ngươi cút xa một chút, bầu không khí đủ liền có thể cảm động, ai còn quản nguyên do a? Cái này đều được, Bạch Tiểu Trúc quay cuồng. Qua, Thiên Mệnh thật là một cái tình trùng, quá cảm động, ta chịu không được, ta muốn ly hôn. Tư Đồ Y Y tiếp tục rơi lệ. Liên quan gì đến ngươi a, ngươi lại muốn ly hôn? Bạch Tiểu Trúc im lặng nói. Ai để ngươi không có chút nào lãng mạn, lần trước chúng ta ngày kỷ niệm, ngươi đưa ta lễ vật gì, ngươi cháu trai này còn nhớ rõ sao? Tư Đồ Y Y cả giận nói. Đưa ngươi một thanh Dạ Quang Lược a, phía trên còn khắc lấy, Trúc Y Luyến, ba chữ to, đều là ta thân thủ khắc lấy, như thế vẫn chưa đủ lãng mạn. Bạch Tiểu Trúc khó hiểu nói. Đưa mẹ ngươi, ta mẹ nó tiễn ngươi về Tây Thiên. Sau đó, bọn họ chợt đánh ở cùng nhau. Trần Kinh Hồng run run một chút, vội vàng trốn xa một chút, tâm lý thầm nghĩ, một người rất tốt, đúng. Đúng vào lúc này, rầm rầm rầm, toàn bộ ma thành, vậy mà tại kịch liệt co vào. Ông, mấy người bọn hắn, toàn bộ bị quăng ra ma thành bên ngoài. Bọn họ đi tới một cái đen nhánh, chống trải lòng đất không gian bên trong, cái này lòng đất không gian, trước kia cũng là ma thành chống đỡ đi ra, hiện tại ma thành rút nhỏ, tự nhiên là rỗng. Mọi người hoàn toàn ngốc trệ. Trong mắt bọn họ, trên đỉnh đầu cái kia màu xanh đen ma thành, còn đang không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng, một cái không có tận cùng to lớn thành trì, vậy mà có rút lại thành lớn chừng bàn tay. Ngay sau đó, tại bọn họ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, thu nhỏ ma thành, rơi vào Khương Phi Linh trên tay. Sau một khắc, ma thành, tan vào đầu của nàng, tại mi tâm vị trí, thành một cái điểm đen nho nhỏ. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên. Trên đỉnh đầu cũng là Trầm Uyên chiến trường thứ hai thần đô. Mà bây giờ, thứ hai thần đô phía dưới, bởi vì ma thành biến mất, tương đương với bị đào rỗng. Cả một cái thành trì, bỗng nhiên sập vào. Nói đến, Lý Thiên Mệnh cho đến bây giờ, đối với tiên thiên thần thai cùng ma thành hết thảy, đều không hiểu ra sao. Hiện tại ma thành thu nhỏ, tồn tại ở 100.000 năm thượng cổ thần táng, vậy mà thu vào Khương Phi Linh trong thân thể. Đến cùng tại sao lại dạng này? Hắn cũng không biết. Bất quá. Hiện tại toàn bộ thứ hai thần đều đập xuống, hắn cũng không đoái hoài tới còn lại, vội vàng ôm lấy Khương Phi Linh, né tránh những cái kia ầm vang nện xuống bùn đất cùng gạch đá. Phụ Linh, Lý Thiên Mệnh tại bên tai nàng nhẹ nói. Ca ca, tiên thiên thần thai tại thời điểm, Phụ Linh không được. Một hồi ta lại theo ngươi giải thích cặn kẽ, liên quan tới, Hiên Viên Si, cùng ma thành quan hệ, ta hiện tại đều biết một số. Dung hợp thời điểm, ta thu hoạch một chút trí nhớ của nàng. Khương Phi Linh vội vàng nói. Hiên Viên Si, đây chính là, người kia tên. Đúng. Tình huống khẩn cấp dưới, không thể Phụ Linh, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể mang theo nàng né tránh. May mắn thượng cổ thần táng thể tích, là thứ hai thần đều hơn gấp 10 lần, lên làm cổ thần táng biến mất về sau, thứ hai thần đều cả một cái đều bị nuốt lấy, bọn họ rất có rất lớn né tránh không gian. Còn có không ít địa chi thánh cảnh trưởng bối rớt xuống, trong lúc nhất thời, khắp nơi một mảnh hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh vung ra, Tam Thiên Tinh Vực, cuốn lấy hồn ma cùng Trần Kinh Hồng ba người bọn hắn. Hắn còn đang suy nghĩ, xử lý như thế nào thần táng sự tình, phía trên thì truyền đến Bạch Mặc thanh âm,
Thiên Mệnh, ngươi ở đâu? Điện Vương, bên này. Bạch Mặc cùng Dạ Nhất còn tại thứ hai thần đều, Lý Thiên Mệnh thì triệt để yên tâm. Hắn dùng Tam Thiên Tinh Vực phát ra quang mang chói mắt, để Bạch Mặc bọn họ có thể nhìn đến. Siêu. Không đến 10 hơi thời gian, Bạch Mặc cùng Dạ Nhất thì theo quang mang, tìm đến nơi này. Bọn họ liếc mắt liền thấy, Lý Thiên Mệnh trong tay cái kia 99 điều thánh thiên văn binh khí, đồng thời, còn chứng kiến hồn ma tồn tại. Đây là cái gì? Bạch Mặc nhíu mày hỏi. Tiểu Phong hàng phục tọa kỵ, không có việc gì. Lý Thiên Mệnh nói. Xem ra ngươi thu hoạch rất lớn a, loại này thánh thú binh, thật sự là tuyệt thế trọng bảo. Dạ Nhất cười nói. Hắn lúc nói chuyện, triển khai thập phương phi bàn, để Lý Thiên Mệnh bọn họ ngồi lên. Sáu cái đều tại đúng không? Đều không có việc gì liền tốt, ra ngoài lại nói. Bạch Mặc kiểm tra một chút, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong có chút thương thế, những người khác rất hoàn hảo. Bọn họ liền yên tâm, trực tiếp khống chế là thập phương phi bàn ra bên ngoài bay. Thượng cổ thần táng biến mất, đây là thiên đại sự tình, sau khi rời khỏi đây mau chóng nói với ta rõ ràng, đến cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta tốt làm phản ứng. Dạ Nhất nghiêm túc nói. Nói thật, làm thứ hai thần đều sụp đổ thời điểm, phía trên tất cả mọi người sợ ngây người. Dù cho hiện tại, hai người bọn họ vẫn là lơ ngơ, rõ ràng kinh tâm động phách. Dù sao, đây chính là tồn tại 100.000 năm, sáng lập thập phương đạo cung cùng cổ chi thần quốc thượng cổ thần táng A. Điện Vương, có kiện sự tình ta nhất định phải lập tức nói. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Tranh thủ thời gian, Bạch Mặc nói. Ta giết Đông Dương Phong Trần, tăng thêm Tiểu Phong, đoán chừng chết tại trong tay chúng ta người, có tiếp cận 20 cái. Còn lại mấy cái chết như thế nào ta không biết, nhưng là, bọn họ 25 người, sắp chết sạch sẽ. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì, Bạch Mặc cùng Dạ Nhất lấy làm kinh hãi, kém chút cắm xuống thập phương phi bàn. Ngươi nói thật chứ, Dạ Nhất trừng to mắt nói. Sư tôn, hắn nói là sự thật, chúng ta tại chỗ. Mộng Tình Tình là ta giết, Trần Kinh Hồng nói, hắn cô dám đùn đẩy trách nhiệm. Lý Thiên Mệnh, người quái vật này đều khủng bố như vậy rồi. Lúc này mới đi vào 3-4 tháng A, Dạ Nhất giờ khóc giờ cười nói. Thái tử chết rồi, đây chính là đại sự. Đừng quản Thiên Mệnh tiến bộ, ta hỏi các ngươi, nhưng có cá lọt lưới. Bạch Mặc sắc mặt nghiêm túc, vội vàng nói. Hắn đổ là đúng Lý Thiên Mệnh tốc độ phát triển, có chút chết lặng, cho nên rung động về rung động, chưa quên chính sự. Có một cái, gọi Khương Ngạn Võ, ta lần thứ nhất tha hắn nhất mệnh. Cùng thái tử giao thủ thời điểm, hắn chạy trước, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nhưng biết ngươi giết thái tử. Hắn không thấy được, nhưng là nếu như tìm không thấy người. Khương Ngạn Võ biết rõ nói không ít chuyện, có thể suy đoán đến trên người của ta. Lý Thiên Mệnh nói, lúc ấy không giết Khương Ngạn Võ, là bởi vì cái này người, cho mình quỳ xuống. Khương Ngạn Võ chủ yếu là thụ Bách Hoàng Tử Đình, mới đối chính mình động thủ, Lý Thiên Mệnh lựa chọn lưu lại hắn một cái mạng. Hiện tại xem ra, vẫn là mang đến một chút phiền toái. Vậy thì nhanh lên đi thôi, về đạo cung, Dạ Nhất cùng Bạch Mặc liếc nhau một cái. Siêu. Bọn họ xông ra lòng đất không gian, đi tới Trầm Uyên trên chiến trường. Thiên Võ Đại Nguyên Soái, Triệu Thần Hồng, mang theo mấy trăm người, xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Hai vị, tìm tới các ngươi tiểu bối, lập tức liền muốn đi đâu? Muốn không lưu lại đến, cùng một chỗ hỏi một chút thần táng bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây là chúng ta toàn bộ cổ chi thần quốc đại sự, cùng một chỗ thảo luận không tốt hơn. Triệu Thần Hồng nói, bọn họ người đông thế mạnh. Không cần thiết, tìm chính các ngươi tiểu bối hỏi. Bạch Mặc lãnh đạm nói. Còn giống như không tìm được người đâu, phía dưới này như thế hắc, bình thường một hô thì nghe được, ta thì kỳ quái, thái tử đi nơi nào. Triệu Thần Hồng nhíu mày nói. Đông Dương Phong Trần, hắn là thực lực gì? Cần phải ta mấy cái này đạo cung đệ tử quản. Bạch Mặc nói. Không dùng cùng hắn nói nhảm, đi, thì ngươi này cầu thí Thiên Võ Đại Nguyên Soái, ngươi cản ta thử một chút. Dạ Nhất vừa nói xong. Hắn cộng sinh thú trực tiếp bay ra. Đó là một đầu giả thiên tế nhật màu đen hùng ưng, so Trần Kinh Hồng cộng sinh thú lớn gấp 3 trở lên, trên thân nắm giữ ngập trời ma khí, hắn triển khai hai cánh thời điểm, vũ rực phía dưới, tất cả đều là hắc ám khu vực. Đây là thành thục thể bát giai cổ thánh thú, nắm giữ 81 ngôi sao, tên là Vĩnh Dạ Thiên Ma ưng. Dạ Nhất bỏ thập phương phi bàn, mang theo tiểu bối, toàn bộ lên Vĩnh Dạ Thiên Ma ưng. Lăn đi. Dạ Nhất cường thế nói.
Dạ nhất, ngươi đừng quá mức, Triệu Thần Hồng cả giận nói. Thượng cổ trong hoàng tộc đấu đến bây giờ, đều nửa chết nửa sống, ngươi còn ở nơi này làm chó săn, ngươi cản ta thử một chút. Dạ nhất nói. Triệu Thần Hồng còn chưa lên tiếng, Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng dương cánh ra, một trận mãnh liệt hắc sắc phong bạo bao phủ mà đi, đem cản người ở quần sinh xé xác vỡ thành hai mảnh. Ông! To lớn thân ảnh nhảy lên mà bay, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, chớp mắt biến mất tại chân trời. Thập Phương Đạo Cung, Triệu Thần Hồng lửa giận ngút trời. Triệu soái, không có cách, Dục Đế cùng Đông Dương Lăng đánh đến quá hung, hiện tại chết nhiều người như vậy, hoàng tộc đã yếu đến lịch sử thấp nhất trình độ, Thập Phương Đạo Cung nếu là không ngang mới kỳ quái, hiện tại, ai cũng không thu thập được bọn họ. Thủ hạ bọn hắn toàn bộ tới an ủi nói. Nhanh đi xuống tìm người. Triệu Thần Hồng cả giận nói. Sau một lúc lâu, lục soát khắp toàn bộ lòng đất không gian, thì mang đến Khương Ngạn Võ một người. Khương Ngạn Võ sắc mặt trắng bệch, cả người thất hồn lạc phách. Thái tử đâu, những người khác, Triệu Thần Hồng hỏi. Tìm không thấy sao? Khương Ngạn Võ hỏi. Nói nhảm, tìm được phải hỏi ngươi sao? Tìm tiếp. Không cần, phía dưới không ai, lục soát khắp, Triệu Thần Hồng nói. Cái kia. Vậy hắn có thể chết ở Lý Thiên Mệnh trong tay, Lý Thiên Mệnh thật là đáng sợ. Chúng ta người đều bị hắn giết sạch, ta đào mệnh trước đó, chỉ còn lại thái tử cùng Mộng Tình Tình cùng bọn hắn giao chiến, hiện tại bọn hắn còn sống rời đi, vậy nói rõ thái tử. Khương Ngạn Võ quá khẩn trương, nói chuyện run rẩy, một mặt mờ mịt. Ngươi nói cái gì? Triệu Thần Hồng hai mắt ngốc trệ, lùi lại ba bước, tại chỗ tất cả mọi người, ngây ra như phỗng. Thái tử điện hạ, chết đi. Khương Ngạn Võ trong mắt lóe lên một tia oán độc. Hắn không nghĩ tới a, chính mình chạy, vậy mà còn sống. 3. Triệu Thần Hồng một bàn tay tát tại trên mặt hắn. Ngươi làm đào phạm, ngươi sao không đi chết đi a? Triệu Thần Hồng cả giận nói. Ta muốn là chết, ai biết thái tử chết như thế nào. Nhanh cho thái tử báo thù a, còn quản ta làm cái gì? Khương Ngạn Võ đứng lên, bệnh tâm thần nói. Truy người. Triệu Thần Hồng hướng về phía người bên cạnh hô. Vừa hô xong, nghĩ đến bọn họ căn bản đuổi không kịp Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng, hắn chỉ có thể giận dữ nói, được rồi, đừng đuổi theo, tranh thủ thời gian toàn thể hồi thần đô, thứ hai thần đô cũng bị mất, còn ở nơi này thủ cái rắm. Thượng cổ hoàng tộc cái này hơn 30 năm nhân tài, đều nhanh đứt gãy. Bọn họ trên 10.000 người, chỉ có thể lên đường trở về. Đều đi chết đi, Đông Dương Phong Trần chết rồi, Lý Thiên Mệnh. Người cũng muốn chết tại hoàng tộc trong tay. Khương Ngạn Võ âm ngoan nói thầm. Khương Ngạn Võ. Triệu Thần Hồng đem hắn vồ tới, nói, hồi thần đô về sau, ngươi tốt nhất đem thần táng phát sinh hết thảy, toàn bộ bẩm báo Dục Đế, nếu không, ngươi sẽ chết đến rất khó coi. Khương Ngạn Võ run rẩy. Hắn vừa mới quá khẩn trương. Sớm biết, không nói mình trước chạy trốn, thật là tốt biết bao. Dục Đế biết hết thảy về sau, sẽ tha chính mình sao? Khương Ngạn Võ khóc không ra nước mắt. Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng phía trên. Cuồng phong gào thét, đã thoát hiểm. Dạ nhất cùng Bạch Mặc, đều đứng tại Lý Thiên Mệnh trước người. Trước lúc này Lý Thiên Mệnh suy tư một chút. Bởi vì Trần Kinh Hồng bọn họ, đều thấy được Ma Thành, tiến vào Khương Phi Linh thân thể, mà lại Lý Thiên Mệnh xuất phát trước, cũng cùng trưởng bối nói qua, hắn nhất định phải mang Khương Phi Linh tiến thần táng lý do. Cho nên... Tại không thể giết Trần Kinh Hồng bọn họ điều kiện tiên quyết, hắn chỉ có thể đem Ma Thành phát sinh sự tình, đại khái cùng hai vị trưởng bối nói một lần. Đoạt, chiếm thượng thần thân thể. Dạ nhất đột nhiên quăng chính mình một bàn tay, ngốc trệ nói, Lý Thiên Mệnh, người không phải cùng lão tử nói đùa sao? Ta cũng muốn a, Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Thần táng bây giờ bị các ngươi tùy thân mang theo. Bạch Mặc hỏi. Hai người bọn họ ngơ ngác nhìn Khương Phi Linh. Lấy ra nhìn xem. Cầm không ra, Khương Phi Linh nói. Tốt a, hai người bọn họ triệt để quay cuồng. Bất kể nói thế nào, chuyện này, tạm thời thì nhiều người như vậy biết, nhất là Tiểu Trúc cùng Y Y, người nào đều không cho nói, biết không? Bạch Mặc nghiêm túc nói. Biết rồi, Tư Đồ Y Y nói. Y Y, người muốn là miệng rộng khắp nơi nói lung tung, ta đem người miệng đập nát. Bạch Mặc nói. Oa, có người dạng này đối cháu dâu sao? Ta muốn tìm tổ gia gia khiếu nại ngươi, Tư Đồ Y Y ủy khuất nói. Gia gia, cho chút thể diện a, Bạch Tiểu Trúc nói. Ngươi cũng đem miệng quản tốt, Bạch Mặc trừng mắt liếc hắn một cái. Lý Thiên Mệnh một chút tóm tắt một ít chuyện,
nói thí dụ như hắn cùng Dạ Lăng Phong lấy được truyền thừa, cho nên hai vị này trưởng bối cũng là không hiểu ra sao, chỉ biết là Lý Thiên Mệnh bọn họ chiếm thần thể, ương ngạnh sống tiếp được. Thiên Mệnh, thật tốt bảo hộ Linh Nhi đi, ta cảm giác, nàng hiện tại cái này thân thể, chỉ ít ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, thật sự là thần. Coi như hiện tại không có cái gì lực lượng, nhưng, đây chính là thần trùng sinh chi thể A. Hai người bọn họ liếc nhau một cái. Tuổi trẻ thật tốt, trong lúc nhất thời, bọn họ phát ra giống nhau cảm khái. Cái gọi là, thượng thần chi thể, Bạch Mặc cùng Dạ Nhất không liền hỏi quá nhiều, càng không tiện nghiên cứu, dù sao, Khương Phi Linh là nữ tử. Bọn họ quyết định sau khi trở về, nhìn thập phương cung chủ, Vi Sinh Vân Tịch, nói thế nào. Đến đón lấy. Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh núp ở trong góc. Hắn cuối cùng có cơ hội, hỏi một chút Khương Phi Linh, Hiên Viên Si, cùng Ma Thành, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng bay rất nhanh, Trầm Uyên chiến trường gió bão cuồng loạn gào thét. Trước kia Khương Phi Linh, căn bản không chịu nổi dạng này phong bạo, nhưng bây giờ giống như không có việc gì. Lý Thiên Mệnh đưa lưng về phía gió, đem nàng ôm vào trong ngực. Trong cuồng phong, bọn họ tóc đen cùng tóc trắng đan vào với nhau. Ca ca, những chuyện này, nói đến thật phức tạp, ta cũng không biết nói như thế nào lên. Khương Phi Linh dựa vào ở trên lồng ngực của hắn, có chút nhức đầu nói. Thì theo, Hiên Viên Si, lai lịch bắt đầu nói đi. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu như vậy, đến trước tiên nói một chút toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục. Ca ca, chúng ta tại Chu Tước Quốc thời điểm, đều biết dưới chân mảnh đất này, gọi là Viêm Hoàng Đại Lục, có thể ngươi biết, Viêm Hoàng Đại Lục đến cùng lớn bao nhiêu sao? Khương Phi Linh hỏi. Biết đại khái đi, trước đó cũng nhìn qua một số sách cổ. Cổ chi thần quốc xem như Viêm Hoàng Đại Lục phía đông, chỉnh thể thực lực tại toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, đều tính toán tương đối mạnh đựng, dù sao thần quốc cương vực bao la, hết thảy cùng nhau có 30 hoàn cảnh và mấy vạn cái tiểu quốc. Đại lục ở bên trên không bằng cổ chi thần quốc Hoàng Triều, tông môn còn nhiều, rất nhiều. Có điều, thần quốc so với Viêm Hoàng Đại Lục chính giữa hạch tâm nhất, chín đại thần vực, vẫn là hơi không đủ. Lý Thiên Mệnh nói, không chỉ là hơi không đủ, chênh lệch tính toán so sánh lớn. Dù sao, thần quốc là dựa vào thượng cổ thần táng, phát triển phía trên cổ Hoàng Triều, không có thượng cổ thần táng trước, nơi này càng hoang vu. Đối chín đại thần vực, tới nói, trừ bọn họ, Viêm Hoàng Đại Lục còn lại cương vực đều xem như vùng đất hoang vu. Từ xưa đến nay, Viêm Hoàng Đại Lục lịch sử cùng huy hoàng, đều hội tụ tại chín đại thần vực bên trong. Thần quốc cương vực tuy nhiên có thể so với gần phân nửa thần vực, có thể luận truyền thừa cùng căn cơ, cùng chín đại thần vực không cách nào so sánh được. Chỗ đó mới là Viêm Hoàng Đại Lục hạch tâm. Khương Phi Linh nói, Hiên Viên Si, đến từ chín đại thần vực sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, đúng, ca ca, người biết Viêm Hoàng Đại Lục, chín đại thần vực, là làm sao tới sao? Khương Phi Linh hỏi, Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Hắn trước đây nhìn qua sách cổ, chỉ ghi chú rõ thần quốc to lớn, có thể so với nửa cái thần vực, có tự biên tự diễn chi hiểm nghi, cũng không có ghi chép cái này Viêm Hoàng Đại Lục hạch tâm, chín đại thần vực, cụ thể. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng, chín đại thần vực, nhiều lắm là tương đương với chín cái thần quốc. Dân gian danh xưng, cổ chi thần quốc từng sinh ra thượng thần, nhưng thật ra là lời đồn. Nhưng, toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục trong lịch sử, thật từng sinh ra thượng thần. Theo thái cổ thời đại đến bây giờ, đại lục lịch sử phía trên, hết thảy sinh ra có 9 cái thượng thần. Bọn họ mỗi một cái, đều là Viêm Hoàng Đại Lục thời đại ký hiệu. Chính là bọn họ dẫn dắt hậu nhân, mở ra 9 đại thần vực. Hiện tại 9 đại thần vực, vẫn lấy cái này 9 cái thượng thần tổ tiên là tín ngưỡng. Cái này 9 vị thượng thần, bị đại lục các con dân, tôn phong làm cửu thiên thượng thần. 9 đại thần vực, đại bộ phận đều lấy tên của bọn hắn đến mệnh danh. Khương Phi Linh có chút sùng kính mà nói. Hiên Viên Si, chính là cái này, cửu thiên thượng thần, một trong. Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn cảm thấy 8/9/10. Không nghĩ tới, Khương Phi Linh vậy mà lắc đầu. Nàng nói. Hiên Viên Si không thuộc về, cửu thiên thượng thần, nàng là Viêm Hoàng Đại Lục thứ 10 thượng thần. Nàng sinh ra tại, đệ nhất thượng thần, thái cổ thần vực. Đệ nhất thượng thần, sinh tại, thái cổ thời đại. Là toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục vị thứ nhất thần linh, họ tên, Hiên Viên Si là hậu duệ của hắn. Khương Phi Linh giới thiệu nói, Hiên Viên Si thành thượng thần, không có đi mở ra, thứ 10 thần vực. Lý Thiên Mệnh nói, không có, nàng vừa thành thần thì vẫn lạc,
liên quan tới nàng vẫn lạc nguyên nhân, ta nhìn thấy so sánh hỗn loạn, giống như phát sinh qua một số không thể tưởng tượng sự tình, nàng bộ phận này trí nhớ bị phong tồn, nhưng có thể khẳng định, cùng ma thành có quan hệ. Khương Phi Linh nói, thượng thần cũng sẽ chết, Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên nói. Đương nhiên sẽ, Khương Phi Linh dừng một chút, nói, ca ca, người tuyệt đối nghĩ không ra, Hiên Viên Si cùng ma thành ở giữa, có quan hệ gì? Ngươi nói, nàng là thái cổ thần vực kỳ tích, nàng từ khi sinh ra thời điểm, liền không có cộng sinh thú, cùng nàng xen lẫn buông xuống tại Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên, cũng là một tòa, ma thành. Cái này ma trong thành tất cả bí mật, chính nàng đều tham không thấu. Khương Phi Linh nói, nói cách khác, nàng căn bản không biết ma thành lai lịch, càng không biết, hỗn độn thần đế cùng nguyên thủy ma tôn những người này, tại sao lại tại vẫn lạc tại ma thành bên trong. Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, Luân Hồi Kính Diện, thập phương chấn ma trụ những thần vật này, cùng Hiên Viên Si không có quan hệ. Lý Thiên Mệnh rung động hỏi. Đúng, nàng và ma thành cộng sinh, nhưng tựa hồ chỉ có thể tiểu trình độ trưởng khống ma thành. Cùng ta hiện tại không sai biệt lắm, ma thành bên trong rất nhiều nơi, ta đều không đi được. Phàm là có thần táng kết giới địa phương, nàng và ta đều phá không nổi rồi. Thậm chí, nàng cũng không biết, hồn ma đến cùng là lai lịch gì, không biết cái kia mấy trăm ngàn gạch xanh trong nhà đá, giam giữ đều là cái gì. Khương Phi Linh nói, cái này đều được. Đúng vậy, muốn không phải ma thành quan tài thủy tinh tồn tại, nàng thành thần sau vẫn lạc, đã sớm chết sạch sẽ, căn bản không có khả năng lưu lại 100 ngàn năm. Nàng trùng sinh chi pháp, cũng là đến từ ma thành. Khương Phi Linh nói. Nói cách khác, tòa này ma thành thần bí nơi phát ra, so với nàng cái này thượng thần đều cao hơn. Cho nên, hồn phó xuất hiện thời điểm, nàng mới có thể hiếu kỳ, ma thành sẽ cho ta cái gì tạo hóa. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, nàng biết chỉ cần mình sống lại, ma thành thì ngay lập tức sẽ trở lại trong thân thể của nàng, các người đều sẽ bị vung ra đến, hồn phó tiến trình sẽ bị đánh gãy. Cho nên, nàng mới có kiên nhẫn đi trước nhìn. Ngươi có thể giải ra ma thành bao nhiêu bí mật, vì nàng sử dụng. Bằng không, nàng sớm liền nghĩ biện pháp, để hai đại thần thai dung hợp. Khương Phi Linh nói. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh còn không nghĩ ra, Hiên Viên Si làm sao ngay từ đầu không đi tế đàn, các loại hồn ma xuất hiện, tình huống nguy cấp, mới khẩn cấp chạy tới tế đàn. Nguyên lai, nàng là sợ chính mình sống lại sau khi, ma thành đem chính mình vung ra đến, nàng không có cách nào tiến một bước trưởng khống ma thành bí mật. Linh Nhi, nói cách khác, tiên thiên thần thai, hậu thiên thần thai loại này trùng sinh chi pháp, đến từ ma thành. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, cái này gọi là, vĩnh sinh chuyển sinh thuật. Nàng tại vẫn lạc thời điểm, trở lại, vĩnh sinh quan tài, bên trong, lấy, vĩnh sinh chuyển sinh thuật, chia cắt thân thể, đem lúc đầu thân thể làm hai bộ phận, một phần là tử vong bộ phận, cũng là tiên thiên thần thai, một phần là nắm giữ một đường sinh cơ bộ phận, cũng là hậu thiên thần thai. Hậu thiên thần thai chính là ta, tương đương với trần thế tân sinh mệnh, chỉ cần ta trưởng thành đến trưởng thành, hai đại thần thai dung hợp, vĩnh sinh chuyển sinh thuật liền có thể hoàn thành, nàng liền có thể nghịch thiên trọng sinh, tử mà sống lại. Hậu thiên thần thai trong quá trình trưởng thành, khẳng định sẽ tự mình sinh ra một cái trần thế linh hồn, cũng là linh hồn của ta. Bất quá, đối với Hiên Viên Si tới nói không phải uy hiếp, nàng tiềm tàng tại trong cơ thể ta bất tử thần hồn, chỉ cần thức tỉnh. Tùy tiện đều có thể trưởng khống hậu thiên thần thai, một khi song sinh thần thai dung hợp, nàng nhẹ nhõm đều có thể diệt trừ ta bất cứ dấu vết gì. Ta có thể còn sống sót, đều là bởi vì Tiểu Phong tại nàng là lúc yếu ớt nhất, xé rách thần hồn của nàng. Khương Phi Linh nói, nàng triệt để không có a. Lý Thiên Mệnh hỏi, ừm, đúng, Khương Phi Linh gật đầu. Ngươi sẽ đáng thương nàng sao? Có chút đi, dù sao nàng chuẩn bị lâu như vậy. Nhưng là... Không có cách nào, Khương Phi Linh cúi đầu nói. Đúng vậy a, không có cách nào. Có điều, ca ca, ta nói ta một loại khác ý nghĩ, không biết ngươi sẽ không sợ sệt. Khương Phi Linh nói. Ta nghe. Kỳ thật, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ta chính là nàng, nàng chính là ta. Nàng chết rồi, cũng có thể không chết, bởi vì trí nhớ của nàng tại trên người ta. Theo trí nhớ phía trên nhìn, nàng không là người xấu. Nàng nói. Ngươi đừng có đoán mò, ngươi liền là chính ngươi, trí nhớ mà thôi, thì theo ngươi nghe một cái cố sự không sai biệt lắm. Ừm, Khương Phi Linh gật đầu. Xem ra cái này thượng thần thủ đoạn, cũng là đến từ ma thành. Nàng có thể thành thần, đoán chừng đều là ma thành. Nàng đến cùng là lai lịch gì, sẽ có ma thành xen lẫn,
cái này ma thành đến cùng bắt nguồn từ phương nào, bên trong vẫn còn có thượng thần an nghỉ nơi này. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta không biết, Khương Phi Linh cười khổ lắc đầu. Đúng rồi, nàng vì cái gì đưa người đưa đến Chu Tước Quốc, như vậy địa phương xa xôi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là bởi vì, hậu thiên thần thai là phàm nhân chi thể, không có cách nào tại thần táng lớn lên, mà thần táng phụ cận, thần đô thượng cổ hoàng tộc hoang loạn vô đạo, hậu thiên thần thai dài đến đẹp mắt, tại thần đều không có sinh tồn năng lực, lại càng dễ vận mệnh bi thảm, rất khó sống đến trưởng thành. Sau đó, nàng dựa vào thần hồn lực lượng cuối cùng, đem ta một đường chuyển rời đến Chu Tước Quốc, phụ hoàng ta coi là nhặt được ta là trùng hợp, nhưng thật ra là nàng chọn lựa. Như nàng sở liệu, ta từ nhỏ đến lớn đều rất hạnh phúc. Nàng tại đạo cung xuất hiện lần kia, là nàng lần thứ nhất thức tỉnh, nói thật nàng thật cao hứng, bởi vì có ngươi tồn tại, ta quay về ma thành biến đến rất dễ dàng. Khương Phi Linh nói, vậy ngươi móng tay 10 cái năng lực đâu? Đây không phải Hiên Viên Si cho, cũng không phải ma thành cho, nàng ra đời thời điểm, trên móng tay thì tự mang 10 cái phong ấn. Về sau chuyển rời đến hậu thiên thần thai phía trên, làm ta sinh tồn bảo mệnh tư bản. Khương Phi Linh nói, ta dựa vào, con hàng này xuất sinh thì tự mang ma thành cùng 10 cái phong ấn, nàng không phải là kinh khủng tồn tại chuyển thế à? Lý Thiên Mệnh hỏi, chuyển thế, không cần phải đi, chuyển thế chỉ là chúng ta dân gian tưởng tượng, giống như thế gian cũng không có gì chuyển thế khả năng, chuyển thế liên quan đến thiên đạo quy tắc, làm trái thiên địa pháp tắc. Nói thật, nghịch thiên trọng sinh, đều giống như làm trái thiên địa pháp tắc, không biết sẽ có cái gì hậu quả. Khương Phi Linh hơi hơi lo lắng. Bây giờ không phải là không có việc gì sao? Đừng tin nàng, nàng đoán chừng cũng là trước khi chết, muốn hù dọa chúng ta một trận. Lại nói, người bây giờ có cái này ma thành ở trên người, người chính là nàng, quan thiên đạo pháp tắc sự tình gì? Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh gật đầu. Lý Thiên Mệnh chợt nhớ tới một việc, liền vội hỏi, Linh Nhi, người nói người bây giờ không cách nào phụ Linh, là chuyện gì xảy ra? Bởi vì ta hiện tại thân thể, dung hợp tiên thiên thần thai, tiên thiên thần thai là thần thể không thể chuyển hóa làm linh thể. Bất quá, nhất định muốn phụ linh, cũng không phải là không thể được. Khương Phi Linh nói, làm thế nào? Ngươi nhìn lấy. Đúng vào lúc này, Khương Phi Linh thân thể tỏa ra một trận bạch quang, sau đó một cái linh thể theo trên người của nàng nổi lên, dung nhập Lý Thiên Mệnh trên thân thể, phụ linh cảm giác lập tức ra đến rồi. Nhưng là, trong ngực Khương Phi Linh vẫn còn, mà lại thân thể nàng mềm nhũn, ngã xuống Lý Thiên Mệnh trong ngực, một chút khí tức đều không có. Ta dựa vào, Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng nàng bỗng nhiên chết rồi. Một cái Khương Phi Linh phụ linh trên người mình, còn có một cái thi thể tại trong lồng ngực của mình. Đây là tiên thiên thần thai a, dung hợp còn có thể tách ra, Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể a, hiện tại dung hợp thành công, chỉ là tương đương ta có hai cái thân thể mà thôi. Ngươi nhìn, linh thể của nàng đi ra. Tại Lý Thiên Mệnh bên người, hội tụ thành một cái khác Khương Phi Linh. Cái này Khương Phi Linh, vẫn là tiến thần táng trước nàng, không phải thần thể, không có bất kỳ cái gì tu hành khí tức, là duy nhất hậu thiên thần thai. Tiên thiên thần thai còn tại Lý Thiên Mệnh trong ngực, cùng thi thể, giống như, không nhúc nhích. Ca ca, thần kỳ a. Tiếp đó, Khương Phi Linh hai cái thân thể dung hợp lại cùng nhau. Thần kỳ a, Linh Nhi, ta hỏi ngươi một vấn đề. Lý Thiên Mệnh nháy mắt mấy cái. Được rồi. Hiên Viên Si có con cái đời sau sao? Có bạn trai chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có a, nàng nắm giữ ma thành, trên tu hành là Viêm Hoàng Đại Lục lịch sử phía trên kỳ tích, nàng 20 tuổi liền thành thượng thần, nơi nào có người xứng với nàng? Khương Phi Linh nói. Điều này nói rõ, ma thành thật không đơn giản. Hiên Viên Si trên thân, càng có không cách nào tưởng tượng bí mật. Chưa từng có nam nhân, quá tốt rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt cái gì tốt đâu? Khương Phi Linh hỏi. Dạng này, ta đụng ngươi thời điểm, không có gánh vác. Thối lưu manh, ngươi liền không thể thuần khiết một chút sao? Khương Phi Linh dở khóc dở cười nói. Không có cách nào a, nàng tại trong quan tài nằm 100.000 năm, ngươi bây giờ cùng nàng hợp làm một thể. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích. Đừng có đoán mò, dù sao, hiện tại không có Hiên Viên Si, chỉ có ta. Khương Phi Linh chân thành nói. Minh bạch, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Sau đó thì sao? Ta đang nghĩ, đây có phải hay không là tương đương, ta gián tiếp thực hiện, trái ôm phải ấp, rồi. Khương Phi Linh bội phục hắn não động. Đúng rồi Linh Nhi,
nắm giữ thần thể, người hiện trạng như thế nào? Điện Vương nói người tuy nhiên có thần thể, nhưng trên thân cũng không bất kỳ lực lượng nào. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, coi như đã từng có lực lượng của thần, 100.000 năm cũng tiêu tán sạch sẽ. Hiện tại tuy nhiên có thần thể, nhưng giống tuếch, ta vẫn là cái gì lực lượng đều không có. Khương Phi Linh chu chu mỏ nói, quả thực dí dỏm đáng yêu. Xem ra ngươi đã định trước, muốn bị ta khi dễ, hắc hắc. Lý Thiên Mệnh nói. Ai nói, bây giờ người ta có thể tu luyện. Khương Phi Linh cười nói. Thật, thế nhưng là ngươi không phải là không có cộng sinh thú sao? Ta không dùng cộng sinh thú, Hiên Viên Si xuất sinh liền không có cộng sinh thú, nàng phụ thuộc ma thành, tu luyện một loại gọi là vĩnh sinh thế giới trải qua, công pháp, không cần cộng sinh hệ thống tu luyện, chính mình đều có thể tu luyện, mà lại thành thần càng nhanh. Nàng cũng là dựa vào vĩnh sinh thế giới trải qua, tại 20 tuổi trở thành Viêm Hoàng Đại Lục thứ 10 thượng thần. Khương Phi Linh nói, ta dựa vào, ý tứ cũng là 20 năm sau, vợ ta đến thành thần. Lý Thiên Mệnh quay cuồng nói, sẽ không a, ta cảm giác mình tốt ngu dốt, hiện tại hoàn toàn xem không hiểu, hiện tại theo thú mạch cảnh bắt đầu tu luyện, ai biết năm nào tháng nào mới có thể bắt kịp ngươi. Khương Phi Linh nói, dù sao đều là chuyện tốt. Chí ít Linh Nhi không cần sợ già, càng không cần sợ chết rồi. Lý Thiên Mệnh cao hứng nói. Sẽ không, ta hiện tại thần thể, coi như không tu luyện, cũng có thể sống 2.000 năm. Ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta muốn trở thành thần, ta không thể để cho ngươi thủ tiết. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói gì thế, không có ngươi, liền không có cái này thần thể, ta muốn tới có làm được cái gì? Mệnh của ngươi đi tới chỗ nào, ta cũng theo tới chỗ đó. Nàng ngắm nhìn Lý Thiên Mệnh ánh mắt, nói nghiêm túc. Nói chăm chú đâu, Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Đúng thế. Nói đến như vậy cảm động, vậy liền thống khoái điểm, về sau, ta có thể mang Đông Hoàng kiếm ngủ sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thế nhưng là người ta thẹn thùng. Tốt ngươi cái Linh Nhi, ngươi không thuần khiết a? Nguyên lai ngươi một mực biết đó là cái gì, còn nói với ta là chuôi kiếm. Im miệng. Nàng mặt đỏ tới mang tai. Vật kia đỉnh ở trên người, nhược trí đều biết là cái gì tốt sao. Bất kể nói thế nào, Hiên Viên Si đều là một cái chân chính thượng thần, nàng cầm giữ có thần hồn. Có thể tại tử vong của nàng uy hiếp bên trong, nhặt về một cái mạng, trở thành thần thể sở hữu giả, Khương Phi Linh xem như nghịch thiên cải mệnh. Nàng vốn chỉ là một cái, nhất định bị xóa đi phàm trần chi linh, đã định trước chỉ có hơn 10 năm mệnh. Bọn họ hai người trẻ tuổi, cùng một chỗ dẫy giụa. Mới đổi lấy giờ khắc này tiếng cười. Lần này sống chết có nhau, bọn họ đều thành lớn, càng thuế biến, trải qua sinh tử, khi bọn hắn bèn nhìn nhau cười thời điểm, trong ánh mắt đổ vật, sâu sắc như vậy. Thượng cổ thần táng trở về từ cõi chết, bất luận thiện ác, chỉ là hai người trẻ tuổi muốn tiếp tục sống, muốn lẫn nhau gần nhau. Chỉ thế thôi. Cuồng phong gào thét bên trong. Bọn họ tiếp cận trở lại thập phương đạo cung. Theo động không đáy xuyên thẳng qua hồi thần đô thời điểm. Khương Phi Linh dựa vào ở bên tai của hắn nhẹ nói. Ca ca, tại thần thai dung hợp hỗn loạn thời điểm, ta nghe được một thanh âm, nói một kiện, liền Hiên Viên Si cũng không biết sự tình. Cái gì, Lý Thiên Mệnh vểnh tai nghe. Cái thanh âm kia nói. Ma Thành, nguyên bản không gọi Ma Thành. Tên của nó, gọi là, Vĩnh Sinh Thế Giới Thành. Trở lại thần đô, Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy, thần đô hỏa diễm ngút trời, rất nhiều kiến trúc đều sụp đổ. Thậm chí, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Đã từng phồn hoa đô thành, tại cái này thời gian 4, 5 tháng bên trong, biến đến phân mảnh, trở thành chân chính địa ngục chi thành. Dạng này rách nát thần đô, thần quốc trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoàng thành phương hướng, càng là hỏa quang trùng thiên, truyền đến vô số cộng sinh thú gào thét, từng đợt oanh minh, kinh tâm động phách, trong lúc đó còn kèm theo thút thít cùng kêu thảm. Tại sao có thể như vậy? Bạch Tiểu Trúc ngốc trệ hỏi. Không có gì thật là kỳ quái, Dục Đế cùng Đông Dương Lăng giết đến long trời lỡ đất, một cái mưu phản, một cái soán vị cướp ngôi, hoàng tử tranh quyền, từ trước đều là như thế, huống chi là thượng cổ hoàng tộc. Trước kia, bọn họ cổ chi đại đế, đều sẽ đích thân vì tân đế hộ giá hộ tống, hiện tại càn đế bỗng nhiên không có, Dục Đế cùng Đông Dương Lăng thế lực không sai biệt lắm, xuất hiện loại tình huống này, phù hợp bọn họ thượng cổ hoàng tộc bản tính. Bạch Mặc thản nhiên nói. Hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lưỡng bại câu thương,
Dục Đế hơi chiếm thượng phong, bất quá vẫn nuốt không nổi Đông Dương Lăng. Song phương chết người cũng rất nhiều, làm thịt dạng này đánh xuống, quốc lực đều muốn sụp đổ, đoán chừng thần quốc bốn phía yêu ma quỷ quái, đều muốn nhúng tay kiếm một chén canh. Bạch Mặc nói, đạo cung không có sao chứ? Đương nhiên không có việc gì, bên ngoài đổ nhào ngày, đệ tử của chúng ta, vẫn là như cũ tu hành. Không ra nhúng tay chính là, hiện tại sáu đại phương điện, trên cơ bản đều để chính chúng ta người nắm trong tay. Hiện tại thập phương đạo cung, liền thành một khối, bện thành một sợi dây thừng. Bạch Mặc mỉm cười nói, như vậy cũng tốt. Lý Thiên Mệnh lười nhác quản cái này thượng cổ hoàng tộc sự tình, bọn họ bị chết càng nhiều càng tốt. Thiên Mệnh, các ngươi lần này, đem thần quốc quá giết chết, càng đem Dục Đế một mạch, đoạn tuyệt 30 năm truyền thừa, sẽ cho bọn hắn tạo thành đả kích cực lớn. Dục Đế rất có thể nuốt không trôi cơn giận này, sẽ đến chúng ta đạo cung đòi một câu trả lời hợp lý. Bạch Mặc nói, ta muốn trốn, vẫn là không cần đến, Dục Đế hiện tại đã không có, cùng chúng ta đạo cung khiêu chiến tư cách. Thập phương trấn ma kết giới mở ra, đều không cần phản ứng đến hắn. Người tại thần táng trải qua nguy hiểm, trở về an tâm tu hành liền thành. Dục Đế muốn là không biết tốt xấu, chúng ta thì thuận tiện trừng trị hắn. Đưa Đông Dương Lăng ngồi phía trên, Bạch Mặc nói. Điện Vương, thật là đưa Đông Dương Lăng ngồi phía trên. Không bằng đưa đạo cung trực tiếp ngồi phía trên, Lý Thiên Mệnh híp mắt nói. Chẳng lẽ, bây giờ không phải là đồ diệt thượng cổ hoàng tộc thời cơ sao? Cái này phải xem tiếp xuống phát triển, người yên tâm, cung chủ cùng ám điện sẽ có suy tính. Làm một cái tiểu bối, người đã rất mạnh mẽ, lấy thực lực ngươi bây giờ, đều có thể chi phối chiến cục, lại càng không cần phải nói tương lai. Cái này là những người tuổi trẻ các ngươi thời đại, ngươi diệt thái tử, càng đoạn tuyệt thượng cổ hoàng tộc tương lai, nói thật, ngươi làm tốt lắm, giết đến chính là thời điểm. Bạch Mặc nói, tốt. Lý Thiên Mệnh biết thập phương đạo cung cùng thượng cổ hoàng tộc quan hệ trong đó. Thần quốc, nguyên bản là thập phương đạo cung thiên hạ. Hiện tại thượng cổ hoàng tộc sự suy thoái, thái tử bị giết, truyền thừa đoạn tuyệt. Nói không chừng, thay đổi triều đại thời cơ, đến rồi. Lý Thiên Mệnh lãnh đạm cười một tiếng. Hắn cảm thấy, cửu minh nhất tộc, khí số đã hết. Bọn họ xuyên qua thập phương trấn ma kết giới, rốt cục về tới thập phương đạo cung. Kết giới bên trong, là an toàn thiên địa. Mặc kệ bên ngoài làm sao hỗn loạn, thập phương đạo cung bên trong vẫn sinh cơ bừng bừng, người trẻ tuổi vui cười tập hợp một chỗ, trò chuyện vui vẻ. Thiên Mệnh ca. Dạ Lăng Phong còn có chút suy yếu, hắn tại hồn ma trong lòng bàn tay mở to mắt, có chút kích động nhìn Lý Thiên Mệnh. Thế nào, Lý Thiên Mệnh tiến lên. Dạ Lăng Phong chỉ hướng xa xa màu đen trụ lớn, nói, cái kia cây cột, đến từ Nguyên Thủy Ma Tôn. Lý Thiên Mệnh giật mình. Thập phương trấn ma trụ, đến từ Nguyên Thủy Ma Tôn. Cái này là được rồi. Như vậy, Thái Nhất Tháp cùng Luân Hồi Kính Diện, là không phải tới từ hai vị có thể so với Nguyên Thủy Ma Tôn cùng đế quân thượng thần. Vĩnh sinh thế giới thành, chỉ ít bỏ mạng bốn cái thần linh. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Thiên Mệnh ca, ta có thể lấy đi sao? Dạ Lăng Phong hỏi. Tạm thời trước khác lấy đi, Nguyên Thủy Ma Tôn cùng hỗn độn thần đế sự tình. Ta không cùng trưởng bối nói. Hiện tại thập phương trấn ma trụ, là bảo trì đạo cung ổn định an toàn quan trọng. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi, Dạ Lăng Phong cũng không nóng nảy. Đúng vào lúc này. Ca, Linh Nhi, Tiểu Phong. Trong đám người chạy ra đến một cái màu xanh nhạt tóc dài cô nương, nàng chạy tới, hốc mắt ửng đỏ. Em gái ta lại đẹp lên. Lý Thiên Mệnh cùng nàng ôm một cái. Ca, ngươi lại phong tao. Lý Khinh Ngữ nhìn một chút ánh mắt của hắn, có chút im lặng nói. Ha ha! Lý Khinh Ngữ lại cùng Khương Phi Linh dính vào nhau, tiểu bạn thân bô bô nói một đống. Lý Khinh Ngữ nói, Linh Nhi, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như không đồng dạng a, lại không nói ra, đến cùng chỗ nào kỳ quái. Ngươi bây giờ nắm tay, trình độ nào đó, là một cái 100.000 năm lão yêu bà chi thủ. Lý Thiên Mệnh nói. Nói bậy. Khương Phi Linh trừng mắt liếc hắn một cái. Lý Khinh Ngữ không hiểu ra sao. Cái kia, Khinh Ngữ tỉ tỉ. Dạ Lăng Phong hư nhược ngẩng đầu, nhìn lấy Lý Khinh Ngữ. Làm gì? Ta cũng cần ôm ấp một chút. Dạ Lăng Phong nói nghiêm túc. Không thành, nam nữ thụ thụ bất thân. Lý Khinh Ngữ nói. Dạ Lăng Phong chấn kinh. Hắn quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi ánh mắt gì a? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trời, Thiên Mệnh ca. Ta thật không biết,
ngươi lại là nữ nhân. Hắn logic là, Lý Thiên Mệnh cùng Lý Khinh Ngữ nắm giữ qua, đã nam nữ thụ thụ bất thân, cái kia hai người bọn họ hẳn là một cái giới tính phân biệt. À không đúng, hắn vừa gõ đầu, dù sao sớm chiều ở chung, Lý Thiên Mệnh làm sao cũng sẽ không là nữ đó à. Sau đó hắn khiếp sợ nhìn lấy Lý Khinh Ngữ, nói, Khinh Ngữ tỷ tỷ, nguyên lai ngươi là nam. À, cái này không phải tương đương với cùng ta, trao nhận có thể hôn sao? Hắn đem chính mình lượn quanh choáng. Thần đô phương Bắc, có một tòa mỹ lệ thành trì, gọi là Linh Lung Thành. Theo thần đô dọc theo Bắc Minh Giang, hướng phương Bắc một đường tiến lên, thì có thể đến tới Linh Lung Thành. Linh Lung Thành, là trưởng khống thiên hạ thương mậu mệnh mạch, Linh Lung Các, bản bộ. Linh Lung Các các chủ, Mộng Thính Vũ, phần lớn thời gian đều ở nơi này. Một gian yêu nhã cao trong lầu, một thân màu trắng áo tơ trắng Mộng Thính Vũ, chính đang khải đàn. Bên trong thiên địa rơi ra mưa rào tầm tã, ào 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 tiếng mưa rơi làm cho lòng người phiền, nàng tiếng đàn bởi vậy hỗn loạn. Ầm ầm, bỗng nhiên một tiếng sét. Sấm chớp rền vang thời điểm, giấy dán cửa sổ bên ngoài ấn ra một bóng người, người kia tựa hồ mang theo mũ rộng vành, hất lên áo tơi. Mộng Thính Vũ toàn thân chấn động, liền vội vàng quỳ xuống đất, đầu của nàng đều đến tại ướt lạnh trên sàn nhà, tóc dài rủ xuống đến, tán ra. Bái kiến bệ. Xuyệt. Nàng lời còn chưa nói hết, liền để người đến hư thanh đánh gãy. Tiểu Vũ, ta muốn con cá nhỏ, chuẩn bị xong chưa? Đến người thanh âm có chút cũ, nhưng rất nhu hòa. Tốt, hết thảy 700 ngàn. Nơi nào con cá a? Gần nhất thần đô hỗn loạn. Vì che giấu tai mắt người, ta để thương đội, ven biển xuất phát, đến Khôn Nguyên cảnh, mang theo chỗ đó một cái vắng vẻ tiểu quốc con cá. Mộng Thính Vũ lúc nói chuyện, sắc mặt có chút tái nhợt. Chất lượng được không? Trung đẳng đi, bất quá, ta mắn đẻ lấy, con cá được chỗ tốt, trạng thái tốt đẹp. Cùng Khôn Nguyên cảnh chấp trưởng giả câu thông qua rồi sao? Hoàn toàn không có vấn đề, bọn họ là thức thời người. Đây là lần thứ ba, để bọn hắn tiến cống con cá. Phối hợp rất ăn ý. Mộng Thính Vũ nói. Vậy là tốt rồi, bất quá lần này, ta cần càng nhiều con cá. Ta lập tức an bài, cần bao nhiêu? Lại thêm 300 ngàn, tiếp cận đầy đủ 1 triệu đi. Vâng. Mưa to còn tại xuống. Ngoài cửa sổ trong mưa người kia, quay người muốn đi gấp, chúc giày dẫm tại trên mặt đất, phát ra kẹt 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 thanh âm. Bệ hạ, xin dừng bước. Mộng Thính Vũ xuất mồ hôi chán, hô một tiếng. Có việc, lão giả hỏi. Có một kiện đại sự, ta đang muốn thông báo ngươi. Mộng Thính Vũ nói. Nói đi. Mộng Thính Vũ hít thở sâu một hơi, nói, mấy tháng trước thượng cổ thần táng mở ra, thái tử Đông Dương phong trần tiến vào bên trong. Ta vừa mới nhận được tin tức, ngày hôm nay, toàn bộ thần táng đột nhiên biến mất, lòng đất xuất hiện mảng lớn lỗ trống, thứ hai thần đô trực tiếp chìm xuống dưới. Kẹt kẹt. Đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái lão giả từ bên ngoài đi vào, hắn tháo xuống mũ rộng vành, run lên nước mưa trên người, ánh mắt trầm tĩnh, hỏi, tin tức chuẩn xác không? Chuẩn xác, Triệu Thần Hồng trực tiếp đem thứ hai thần đô thủ quân, đều mang về. Mấy vạn người cùng một chỗ nhìn đến, không có giả. Mộng Thính Vũ nói, như thế kỳ quái, thần táng đều tồn tại 100 ngàn năm. Nếu không có thần táng, thì vô thần quốc, nó đột nhiên biến mất, đã nói nội bộ phát mọc rễ vốn đại sự. Ta qua xem một chút đi, lão giả nói. Vâng, Mộng Thính Vũ không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Phong trần đâu, lão giả hỏi. Theo Triệu Thần Hồng nói, hoàng tộc đội ngũ hết thảy 25 người, hắn chỉ tìm được đại hoàng tử một mạch, Khương Ngạn Võ. Khương Ngạn Võ nói, phong trần rất có thể chết tại cái kia gọi là, Lý Thiên Mệnh, Lý Thị Thánh tộc trong tay. Mộng Thính Vũ thanh âm có chút khàn khàn, nàng rõ ràng không tin lắm thuyết pháp này. Lý Thiên Mệnh, Thiên Mệnh. Lão giả lắc đầu, nói, hắn tiến bộ nhanh như vậy đây. Lần trước không phải nói, hắn tương đương với địa thánh cảnh đỉnh phong. Hắn giết không được phong trần, việc này cần phải còn có ẩn tình, người đi điều tra rõ ràng. Phong trần chưa hẳn chết rồi. Vâng, Mộng Thính Vũ nói. Ngươi đứng dậy đi. Tạ bệ hạ, Mộng Thính Vũ lúc này mới đứng lên, giống như là tiểu nha hoàn, nắm bắt tay, quy quy củ củ đứng ở lão giả bên người. Pha ấm trà, giải giải khát. Lão giả nói, Mộng Thính Vũ hai tay linh xảo, dung nhan vô song, giờ phút này mưa phùn cuồn cuộn, gió nhẹ từ đến, áo trắng tung bay, nước trà hương nồng. Lão giả uống một hớp, đem chén trà đặt lên bàn.
ngươi thật giống như muốn nói lại thôi. Có nghi vấn cứ nói đi. Hắn nói. Bệ hạ, ta không biết nên không nên hỏi. Hỏi. Hai cái hoàng tử đấu thành dạng này, bọn họ hoàn toàn không biết, ngươi còn sống, hiện tại hoàng tộc tổn thất nặng nề, thương vong đông đảo, suy yếu thành dạng này, đáng giá không? Mộng Thính Vũ hỏi. Đương nhiên đáng giá, cá lớn nhanh mắc câu rồi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tổ tiên làm không được sự tình, để ta làm. Sau khi chuyện thành công, cổ chi thần quốc thiên thu vạn đại, vĩnh viễn thuộc về hoàng tộc, lại không người có thể dao động mảy may. Lão giả nói. Nhanh mắc câu rồi sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Cũng là cảm thấy tổn thất có chút lớn. Không phá thì không xây được, ta những con này, trên cơ bản đều là phế vật, thời gian của ta không nhiều lắm, không giết chết con cá này, chờ ta già đi, một ngày nào đó, nó sẽ ăn hết hoàng tộc Giang Sơn. Lão giả khẽ mỉm cười nói. Tận sức mạnh lớn nhất, đem phong trần tìm trở về, hết thảy sau khi kết thúc, ta phụ tá hắn, tiếp lớp của ta. Lão giả nói. Nhất định, ta lập tức an bài. Thống trị thiên hạ, không cần người lương thiện, ác đồ là được, điểm này, phong trần so phụ thân hắn cùng lão cửu muốn tốt. Lão giả mỉm cười. Gặp lão giả tâm tình cũng không tệ lắm, Mộng Thính Vũ đảm lượng cũng lớn một số. Nàng nhịn không được hỏi, bệ hạ, nghe đồn, luân hồi kết giới, tìm được luân hồi kính diện, Lý Mộ Dương xuất hiện, người không cảm thấy kỳ quái sao? Không kỳ quái, luân hồi kết giới, là tiền bối tại thần táng đoạt được, luân hồi kết giới có thể định vị, luân hồi kính diện, vị trí, cũng là tiền bối đùa giỡn. Nếu không phải là như thế, ta liền sẽ không ban cho Kỳ Lân cổ tộc, đi che giấu tai mắt người. Điểm này, Lý Mộ Dương giúp ta đại ân, lão giả vui vẻ nói. Nói cách khác, Kỳ Lân cổ tộc những lão gia hỏa kia, coi là luân hồi kính diện xuất hiện, nhưng thật ra là luân hồi kết giới xảy ra vấn đề. Đúng, kết giới kia vốn là rất cổ quái, thần kinh rất lâu, còn thường xuyên định vị đến thiên ngoại đi. Lão giả nói. Nói cũng phải, chân chính luân hồi kính diện ở nơi nào, chúng ta đều biết. Mộng Thính Vũ cho lão giả châm trà, mỉm cười. Ngươi lại đi điều tra rõ ràng, cái này Lý Thiên Mệnh lai lịch. Hắn không thể nào là Lý Mộ Dương nhi tử, chỉ là trùng hợp cùng Lý Mộ Dương có một dạng cánh tay, tìm ra hắn chính thức có phụ thân là người nào. Càng tìm ra, người nào cho hắn lấy, Thiên Mệnh, cái tên này. Lão giả thản nhiên nói. Vâng, cái này đều đã chết hơn 40 năm, thi thể còn phong tồn tại cái này, yêu nguyệt lâu, dưới, còn có thể ra ngoài sinh nhi tử. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, lão giả pha trò nói. Hắn một đôi chân tràn đầy bùn hư, lại để lên bàn, như cái sung sướng lão đầu. Nói cũng phải, lúc trước muốn không phải cái này Lý Mộ Dương tới tìm chết, bệ hạ hơn 40 năm này, liền không thể nhẹ nhõm lỏng lẹt ăn con cá nhỏ. Người trong thiên hạ đều coi là hoàng tộc đã mất đi luân hồi kính diện, ai nào biết, Lý Mộ Dương sớm đã chết ở luân hồi kính diện lên, mà luân hồi kính diện, còn tại bệ hạ thủ bên trong đâu. Bệ hạ trừng phạt Kỳ Lân cổ tộc, lại cho một cái vô dụng luân hồi kết giới, xưng Lý Mộ Dương đào tẩu, bất quá cũng là vì che giấu tai mắt người. Mượn cơ hội này, bệ hạ tiếp tục nắm giữ luân hồi kính diện, chúng ta Linh Lung Các, lại vì bệ hạ dưỡng con cá nhỏ, cũng không có nhiều người như vậy chỉ trỏ. Liền thập phương đạo cung, đều coi là Lý Mộ Dương thành công, buồn cười. Mộng Thính Vũ có chút sùng bái nói. Đúng, những chuyện này a, bất quá là trời biết đất biết, người biết ta biết ngươi. Tiểu Vũ, biết ta đối với ngươi coi trọng sao? Lão giả thoải mái cười nói. Bệ hạ như thế hậu đãi, Tiểu Vũ nhất định cúc cung tấn tụy, vì bệ hạ chết thì mới dừng. Mộng Thính Vũ kích động nói. Không cần, ta chính là già, không nói gì người, Tịnh Nhi đi về sau. Ta khó chịu hỏng. Người cùng Tịnh Nhi là người đồng lứa, giống như nàng thông minh. Lão giả ánh mắt ôn nhu, dường như nhớ tới đã từng. Thiên Mệnh công chúa xác thực thông minh. Kết quả là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ai? Ta thật thống khổ, ta thống khổ hơn 40 năm, ta nuôi khuê nữ, tại sao muốn vì người khác, đến muốn mạng của ta đây? Con cá, cho ta đưa đạo, có khó hiểu như vậy sao? Lão giả bỗng nhiên rơi lệ, xem ra cơ khổ đáng thương. Bệ hạ, ta cũng có thể làm ngươi con gái nuôi, dùng ta cả một đời phụng dưỡng ngươi. Mộng Thính Vũ lấy dũng khí nói. Ngươi, được rồi, ngươi không phải ta từ nhỏ nuôi lớn, không có cái kia thân tình, ngươi cùng ta trò chuyện liền tốt. Lão giả lắc đầu giận dữ nói. Là, Mộng Thính Vũ có chút thất vọng, nhưng là nàng không dám biểu hiện ra ngoài. Đi xuống xem một chút Tịnh Nhi đi.
khá hơn chút năm không có thấy nàng. Lão giả đứng lên, gật gù đắc ý. Bọn họ dọc theo yêu nguyệt lâu hình vòng thang lầu đi xuống dưới, tiến xuống lòng đất, bước vào một cái tĩnh mịch trong lòng đất. Mộng Thính Vũ mở ra hầm đất chi môn, một cỗ lạnh lẽo hàn khí đập vào mặt, ban đầu tới nơi này mặt là một cái băng quật, trời đông giá rét. Lão giả cước bộ tập tễnh, đi vào. Tĩnh Nhi, Tĩnh Nhi, ngươi ở đâu đâu, phụ hoàng tới thăm ngươi. Lão giả trong mắt chứa nhiệt lệ, khắp nơi tìm kiếm. Bệ hạ, ở chỗ này đây, Mộng Thính Vũ ở phía trước nói. Dạ, trí nhớ cũng không tốt, rất lâu không có vào. Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đi tới Mộng Thính Vũ bên người, trước mắt là rất lớn một khối băng núi, hàn băng vô cùng thấu triệt, có thể nhìn đến, tại cái này trong núi băng, nằm một nữ tử, sinh động như thật. Tịnh Nhi a, lão giả vuốt ve mặt băng, nước mắt rơi như mưa. Ngươi nếu có thể lý giải ta, thật là tốt biết bao. Ngươi có biết ta đưa đi ngươi, lòng như đao cắt bao nhiêu năm. Hắn che ngực, nước mắt nước mũi chảy ngang. Mộng Thính Vũ thối lùi đến cửa, tựa ở trên mặt tường, nhắm mắt lại, không có nhiều lời. Trong hầm băng, lão giả khóc rất lâu, thanh âm thê tuyệt. Mộng Thính Vũ nghe được, đó là thật thương tâm. Hắn không cần thiết diễn xuất cho người khác nhìn, nơi này chỉ có nàng. Sau một lúc lâu, Mộng Thính Vũ hướng bên trong nhìn thoáng qua, lão giả đã đứng lên. Hắn đi tới một bên khác. Bên kia trong núi băng, còn có một người nam tử, có thể nhìn đến, cánh tay trái của hắn là màu đen. Lý Mộ Dương, lão giả nhếch miệng cười một tiếng. Hắn đang khóc cùng cười ở giữa chuyển hóa, tự nhiên như thế. Để ngươi di số 40 năm, thật sự là không có ý tứ, ai để ngươi muốn làm thánh nhân đâu. Nhưng mà, lão hủ cũng không tính bạc đãi ngươi, để ngươi ở chỗ này, không người quấy rầy, cùng Tịnh Nhi tư trông hơn 40 năm. Hiện tại, hết thảy sắp kết thúc rồi, cũng không thể một mực tiện nghi ngươi, đúng không? Lúc trước a, ngươi có thể để ta quá tức giận. Ta đã từng như thế coi trọng ngươi. Ngươi lại kém chút để cho ta thượng cổ hoàng tộc, vạn kiếp bất phục. Ngươi thật xin lỗi ta a. Cho nên, tạm biệt. Tay của hắn, đặt tại cái kia băng trên núi. Oanh! Băng sơn vỡ nát. Bao quát bên trong nam tử kia, biến thành cho bụi, triệt để nát. Liền cái kia vô kiên bất tồi hắc ám cánh tay, bỗng nhiên hóa thành vỡ nát, tiêu tán tại trong hầm băng. Tiểu Vũ! Là bệ hạ. Về sau có rảnh nhiều đến bồi bồi Tĩnh Nhi. Nàng bắt đầu cô độc, không thể để cho nàng cô độc. Đúng. Ám điện, Đạo Thiên Cung. Vi Sinh Vân Tịch cùng Khương Phi Linh, theo trong nhà đá đi ra. Đây chính là thần thể đi, mặc dù không có tu vi, có thể chỉ có thần thể, liền có thể sống rất lâu. Nếu có thể có không cần cộng sinh thú tu luyện phương pháp, vậy thì càng tốt hơn. Vi Sinh Vân Tịch cảm khái nói. Ừm, mọi người gật đầu. Không nghĩ tới, thượng cổ thần táng. Lại là trong truyền thuyết Phiêm Hoàng Đại Lục, thứ 10 thượng thần, Hiên Viên Si Mộ Táng, kinh lịch như thế không thể tưởng tượng sự tình, các ngươi có thể còn sống sót, thật là kỳ tích. Ta cũng không biết như thế nào hình dung, Vi Sinh Vân Tịch nói. Dù sao, chuyện này, theo chúng ta mấy người này biết, những người khác không thể nói. Trần Kinh Hồng ba người bọn hắn, ta sẽ cường điệu bàn giao. Bạch Mặc nói, nơi này trưởng bối, chỉ có Bạch Mặc, Dạ Nhất cùng Vi Sinh Vân Tịch ba người. Trần Kinh Hồng bọn họ đều nhìn đến, ma thành tiến vào Khương Phi Linh thân thể, phương diện này không thể giấu giếm. May mắn, Vi Sinh Vân Tịch bọn họ đáng giá tín nhiệm. Thiên mệnh, Thái Cổ Thần Vực là đệ nhất thượng thần hậu nhân nơi tụ tập, cách chúng ta rất xa xôi. Nhưng, Linh Nhi cô nương dù sao chiếm thứ 10 thượng thần thần thể. Thời gian mặc dù quá khứ 100.000 năm, nhưng Thái Cổ Thần Vực hẳn là sẽ có thứ 10 thượng thần truyền thuyết. Cho nên liên quan tới thần thể, ma thành hướng đi. Tuyệt đối không nên cùng ngoại nhân nói, để tránh thái cổ người của thần vực hiểu rõ tình hình. Các ngươi tương đương giết chết thứ 10 thượng thần, nếu quả thật tướng bị biết, thái cổ thần vực nói không chừng sẽ tìm phiền toái. Vi Sinh Vân Tịch cảnh giác nói. Minh Bạch, Lý Thiên Mệnh gật đầu, người ở chỗ này cùng thái cổ thần vực đều không có bất kỳ cái gì liên lụy, cũng tội gì hại Lý Thiên Mệnh bọn họ. Đến mức Trần Kinh Hồng ba người bọn hắn, đối chi tiết cũng không hiểu rõ. Mặt khác, người giết Đông Dương Phong Trần, Vi Sinh Vân Tịch thanh âm có chút kích động. Ừm, rất tốt, Vi Sinh Vân Tịch vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, gãy mất hoàng tộc tương lai, giúp đại ân. Muốn động thủ sao? Ừm, còn kém một cái cơ hội, Vi Sinh Vân Tịch nói. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Vị Lai Điện, số 1 đình viện.
trong phòng tu luyện, Khương Phi Linh thử một cái, vĩnh sinh thế giới kinh tu luyện. Nàng lần thứ nhất làm chuyện loại này, không hiểu ra sao, quệt miệng nói, vẫn là đọc sách nhẹ nhõm, người mỗi ngày từ đâu tới kiên nhẫn a, ta cảm giác tốt không có ý nghĩa. Tiểu quỷ lười, dạng này không được a, người bây giờ thế nhưng là thần thể, không tu hành lãng phí. Lý Thiên Mệnh nói, tốt a, Khương Phi Linh chu chu mỏ. Đúng rồi, ta có cái nghi vấn, người này đôi sinh thần thai tách ra, trong đó tiên thiên thần thai, sẽ không cùng tiểu phong thân thể một dạng, nhịn không được một canh giờ a. Không biết a, cái này thần thể thả 2000 năm không có việc gì, thơm ngào ngạt. Cứ như vậy, nếu là Lý Thiên Mệnh dưới tình thế cấp bách cần phụ linh, đó cũng là có thể. Chỉ là Lý Thiên Mệnh nghĩ, đã Khương Phi Linh đã thay đổi sinh mệnh trạng thái, vẫn là lấy chính nàng làm chủ tương đối tốt. Linh Nhi, ta dạy cho ngươi tu hành, tối thiểu đến tu luyện tới linh nguyên cảnh lại nói. Hắn nghiêm túc nói. Được rồi. Ngươi cứ dựa theo, vĩnh sinh thế giới kinh tới. Ân. Vĩnh sinh thế giới thành, cùng cái này, vĩnh sinh thế giới kinh, nhất định có liên lụy. Cái môn này công pháp, tuyệt đối là thượng thần tu luyện chi pháp. Hẳn là, cũng là quá phức tạp đi, ta mới phát giác được đau đầu. So thiên văn kết giới còn phức tạp. Ngươi đọc ra, ta giúp ngươi trải vuốt một chút. Có Lý Thiên Mệnh giúp đỡ, còn có đầy đủ tư nguyên dưới điều kiện, Khương Phi Linh tiến bộ có thể xưng khủng bố. Thì một ngày thời gian, nàng liền phá 9 tầng thú mạch, đạt tới linh nguyên cảnh đệ nhất trọng. Đương nhiên, thú mạch cảnh xác thực đơn giản, muốn là Lý Thiên Mệnh vừa trọng thu thời điểm, có hiện tại loại điều kiện này, lại thêm thần thể, một ngày xây xong thú mạch cảnh, căn bản không thành vấn đề. Cảm giác như thế nào, bên trên nói sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có chút cảm giác, Khương Phi Linh thư triển hiện tại thần thể, nắm giữ linh nguyên cảnh lực lượng, nàng đã người nhẹ như yến, biến thành người khác giống như. Thật tốt, Lý Thiên Mệnh kỳ thật càng hy vọng, nàng có thể có sức tự vệ. Thế nhưng là ta vẫn là không muốn đánh khung, hoặc là nói, hoàn toàn không biết đánh nhau, không biết nên làm sao làm, như vậy phải không? Khương Phi Linh duỗi ra nắm đấm trắng nhỏ nhắn, phanh 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 nện Lý Thiên Mệnh ở ngực. Đánh cái lông, ngươi không dùng đánh, ngươi tu luyện vì bảo vệ mình liền tốt. Lý Thiên Mệnh đại khí bàng bạc nói. Liền chờ ngươi câu nói này đây, nàng thoải mái duỗi ra lưng mỏi. 10 cái năng lực phong ấn có ảnh hưởng sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có, thậm chí thời gian chàng cùng không gian tường, còn có thiên nhất, cái này ba loại giống như mạnh hơn. Thí dụ như thời gian chàng, ta cảm giác còn có thể có rất nhiều biến hóa, có thể về sau suy nghĩ. Không tệ. Khương Phi Linh có con đường của mình, cùng Lý Thiên Mệnh không giống nhau. Bọn họ nam chủ ngoại, nữ chủ nội, sinh tử chém giết sự tình, có Lý Thiên Mệnh cùng ba đầu cộng sinh thú. Lại thêm tương lai lại xuất sinh 7 con cộng sinh thú, tuyệt đối đủ. Lý Thiên Mệnh tiếp đó, tiếp tục dung hợp bất diệt kiếm khí. Lần này trở về, hắn hàng đầu mục tiêu có 2 cái. Đệ nhất, bắt đầu trùng kích thiên chi thánh cảnh. Trước mắt địa thánh cảnh tầng thứ 8, khoảng cách thiên chi thánh cảnh không xa. Thứ hai, tu thành vạn kiếp kiếm. Đem bất diệt kiếm thể uy lực kinh khủng, hoàn toàn bạo phát. Hai cái mục tiêu muốn là hoàn thành. Hắn không chỉ là thần đô cường giả, càng có thể chi phối thần đô chiến cục. Hắn hiện tại không cần đi đạo pháp tự nhiên điện, mà chính là dùng không minh giới thạch đem bất diệt kiếm khí mang về, hấp thu xong, lại đi bổ sung là có thể. Theo thần táng sau khi trở về ngày thứ hai, đám người bọn họ, đều tại trong đình viện. Trong đó, Huỳnh Hỏa tại trong ao bơi ngửa, Miêu Miêu nằm sấp ngủ ngon, Lam Hoang thì tìm được mới đồng bọn, hồn ma cùng nhau chơi đùa nhược trí trò chơi. Hai cái này đều là quái vật khổng lồ, động tĩnh to lớn, giọng còn lớn hơn, nhao nhao đến không được an bình. Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong, Khương Phi Linh, Lý Khinh Ngữ, bọn họ đều ở nơi này. Khinh Ngữ, thưởng ngươi, Lý Thiên Mệnh xuất ra 50.000 thánh tinh. Cảm ơn ca, Lý Khinh Ngữ vẻ mặt tươi cười. Ta cũng thưởng, Dạ Lăng Phong nói. Cảm ơn Tiểu Phong, Lý Khinh Ngữ có chút ngượng ngùng. Một chút 100.000 thánh tinh tới tay. Trong nháy mắt phát tài. Thêm chút sức, đừng ném chúng ta năm kiếp luân hồi chi thể mặt, tranh thủ thời gian hướng địa thánh cảnh, nếu không ta phải bị người hoài nghi, ta đến cùng phải hay không năm kiếp luân hồi chi thể. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ nói. Chẳng lẽ, ca ngươi là 10 kiếp luân hồi, so cha ta đều lợi hại? Lý Khinh Ngữ hiếu kỳ hỏi. Ngươi cứ nói đi. Thật sự là a, cha nếu như biết rõ, hắn nguyên lai chỉ là Đông Hoàng kiếm đệ nhị thiên tài, hắn sẽ rất sụp đổ.
Lý Khinh Ngữ cười nói. Đậu phộng, người tin. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Người cái quái vật này, nói người 100 kiếp, ta đều tin. Ta cảm giác 5 cái kiếp vòng không đủ dùng, ca, người có thể hay không mượn ta mấy cái. Nghĩ hay lắm. Vừa nói đến đây, bên ngoài Bạch Tử Căng đẩy cửa tiến đến. Bạch tỷ tỷ, mọi người hô. Sau khi trở về đã gặp mặt, cho nên Bạch Tử Căng nói thẳng chính sự, nói, Dục Đế dẫn người ở bên ngoài kêu gào, Thiên Mệnh, người theo ta ra ngoài một chuyến. Được. Những người khác lưu cái này đi. Bạch Tử Căng nói. Ta ca không có sao chứ? Lý Khinh Ngữ lo lắng hỏi. Nghĩ gì thế? Dục Đế lật không nổi sóng gió. Bạch Tử Căng nói. Các nàng lúc này mới yên tâm. Trên đường. Người thật giết Đông Dương Phong Trần. Bạch Tử Căng lặng lẽ hỏi. Đúng vậy, con hàng này quá củi bắp, không phải ta một chiêu chi địch, thấy ta thì quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lý Thiên Mệnh nói. Thiếu khoác lác, một hồi sau khi rời khỏi đây, đối phương chất vấn ngươi, người khác thừa nhận. Bạch Tử Căng nói. Minh Bạch, Lý Thiên Mệnh mỉm cười gật đầu. Bạch Tử Căng mím môi, nhìn hắn nửa ngày, nói, ta làm sao như là đang nằm mơ, vừa gặp ngươi thời điểm, vẫn là cái hấp tấp, đi theo đằng sau ta tiểu quỷ, hiện tại ta không phải đối thủ của ngươi rồi. Ta còn thực sự không tin lắm, hôm nào chúng ta luận bàn một chút. Bạch tỷ tỷ, thua không cho phép khóc nha. Ta mới sẽ không thua ngươi cái này tiểu hài tử. Nếu bị thua đâu, Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Bạch Tử Căng đôi mắt đẹp quét mắt nhìn hắn một cái, cười híp mắt hỏi, ngươi muốn như thế nào? Mèo của ta muốn ngủ, muốn ở trên thân thể ngươi nghỉ ngơi. Cái kia xấu mèo, thắng lại nói. Thập Phương Đạo Cung, ngũ trọng ngoài cửa lớn. Lý Thiên Mệnh vừa mới xuyên qua thập phương trấn ma kết giới, ngẩng đầu nhìn lên, phía trước phế tích bên trong, đứng đấy mấy ngàn người. Cái này mấy ngàn người cơ bản đều là trung niên hình dạng, từng cái đều là thiên chi thánh cảnh. Theo phục sức của bọn họ khải giáp đến xem, bọn họ lệ thuộc về thần Đô Tinh Anh quân đoàn, từ thần Vũ Nguyên soái, Hoàng Sùng Hoán, tự mình thống soái, tên là thần Vũ quân đoàn. Thần Vũ quân đoàn, cũng là Dục Đế lớn nhất đỉnh phong chiến đấu lực. Làm Lý Thiên Mệnh lúc đi ra, thần Vũ quân đoàn cái kia mấy ngàn người bàng bạc áp lực, trấn áp tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Bình thường tiểu bối, lúc này thời điểm đoán chừng cũng phải bị dọa đến lùi về thập phương đạo cung, nhưng là Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu ưỡn ngực, thậm chí còn kéo Bạch Tử Căng một thanh, đi tới Bạch Mặc bên người. Mới thập đại điện vương đều ở nơi này, tăng thêm ám điện điện chủ dạ nhất, hết thảy 11 người. Trong đó, cái kia 6 đại phương điện mới điện vương, đều là ám điện cất nhắc lên. Thực lực tuy nhiên không bằng tứ đại điện vương, nhưng chênh lệch không tính quá lớn. Bạch Mặc con trai trưởng, Bạch Tử Phong, hiện tại thay thế Triệu Thần Hồng, trở thành mới Bắc Phương điện vương. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, thần Vũ quân đoàn ngay phía trước một người, chính là Dục Đế, phân biệt hai bên là thần Vũ Nguyên soái, Hoàng Sùng Hoán cùng Thiên Võ Nguyên soái, Triệu Thần Hồng. Ngoài ra, còn có Đông Dương phần các loại hoàng tử, cùng với các hoàng triều võ tướng, các phương phụ tá. Toàn bộ đều là Dục Đế cánh tay trái bờ vai phải. Mấy tháng không thấy, Dục Đế khí chất hung lệ không ít, ánh mắt hắn bên trong tơ máu trải rộng, lạnh lùng nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Song phương đều có không ít cường giả tại chỗ, thậm chí nơi xa còn có không ít dân chúng vây xem. Lý Thiên Mệnh đã ra tới, đối chất đi, Bạch Mặc thản nhiên nói. Dục Đế hé mắt, nói, Lý Thiên Mệnh, có người nói, người tại thần táng giết chấm thái tử. Hắn tạo nên rất lớn áp lực. Muốn hù sợ Lý Thiên Mệnh. Nhìn ra được, Dục Đế rất táo bạo. Bệ hạ cái này có thể cất nhắc ta, ta liếc một chút liền có thể nhìn ra, chỉ có địa chi thánh cảnh tu vi. Muốn là ta có thể giết thái tử, chỉ có thể nói rõ hắn quá phế vật, thế nhưng là mọi người đều biết, thái tử là phế vật sao? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nói không sai, bệ hạ mời trở về đi. Bạch Mặc nói. Ha ha, Khương Ngạn Võ đã đem thần táng bên trong phát sinh sự tình, đều hướng chấm bẩm báo. Dục Đế nói. Hắn tận mắt thấy rồi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Thiên Mệnh, trong đám người, một người có mái tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt thanh niên đi ra, hắn nói, ta tuy nhiên không có tận mắt nhìn thấy, ta cũng biết, thực lực của ngươi, không đủ giết chết thái tử, nhưng là, ngươi có thể trưởng khống cái kia trong hầm mộ xuất hiện quái vật kia ngay tại các ngươi thập phương đạo cung, ta rời đi tế đàn trước, ngươi thì cùng quái vật kia cùng một chỗ vây công thái tử, là ngươi thao túng quái vật kia, giết thái tử điện hạ. Ngươi mơ tưởng ngụy biện, ngươi đã phạm phải tử tội. Người này chính là Khương Ngạn Võ. Ánh mắt của hắn đẫm máu và nước mắt,
quay đầu lại nhìn Thần Vũ Nguyên Soái Hoàng Sùng Hoán, nói, mặt khác, ta tận mắt nhìn thấy, Lý Thiên Mệnh giết Hoàng Tử Đình. Thỉnh Thần Vũ Nguyên Soái, vì xinh đẹp báo thù. Thật sao, đã ngươi tận mắt nhìn thấy, ngươi ngay tại hiện trường, hắn vì sao chỉ giết Hoàng Tử Đình, không giết ngươi đâu? Lưu ngươi đi ra làm chứng sao? Bạch Tử Căng cười nói. Khương Ngạn Võ á khẩu không trả lời được, hắn cũng không thể đem lúc ấy phát sinh hết thảy, miêu tả ra đi. Bạch Mặc, Dục Đế hừ lạnh một tiếng, thanh âm hắn khàn khàn, nói, chân tướng là cái gì, tất cả mọi người rõ ràng, không dùng càng che càng lộ, đem quái vật kia cùng Lý Thiên Mệnh, cùng một chỗ giao cho trẫm. Bọn họ giết Thần Quốc Thái Tử, phạm phải liên lụy cửu tộc trọng tội. Thập Phương Đạo Cung nếu là chắc chắn hắn, thì cùng trọng phạm cùng tội. Ngươi có thể đừng nói giỡn. Không có bất kỳ chứng cứ nào, liền dựa vào một cái bị điên tiểu bối ở chỗ này chuyện phiếm. Trả lại Thập Phương Đạo Cung định tội, Bạch Mặc suy cười một tiếng. Lớn mật, người Bạch Mặc dám chống lại thánh chỉ, Thần Vũ Nguyên Soái giận quát một tiếng, như bình địa kinh lôi. Thánh chỉ gì thế, cái gì thái tử a? Cửu hoàng tử Đông Dương Lăng còn chưa lên tiếng đâu, thập tam hoàng tử có quyền gì phong thái tử đâu. Dựa vào mưu hại tiên đế, giả truyền thánh chỉ, xoán vị cướp ngôi sao. Ám điện điện chủ Dạ Nhất chợt cười to nói. Làm càn. Thần Vũ quân đoàn mấy ngàn người cùng một chỗ gầm thét. Dục đế sắc mặt đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Dạ Nhất. Thập Phương Đạo Cung, đây là muốn phản quốc. Thanh âm hắn khàn khàn, từng chữ nói ra hỏi. Đó cũng không phải, người suy nghĩ nhiều. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy, ai làm cổ chi đại đế, còn chưa hoàn toàn biết được mà thôi. Chí ít, mưu hại tiên đế người, cần phải đi chết. Dạ Nhất ngoài cười nhưng trong không cười nói. Này lời nói xong, chàng diện một lần lâm vào tĩnh mịch. Hôm nay đạo cung có khách quý, chúng ta không tiện thời gian dài tiếp đãi thập tam hoàng tử. Cung tiễn thập tam hoàng tử, xin thứ cho chúng ta không tiễn. Dạ Nhất nói. Trở về, Bạch Mặc nói một tiếng, thập phương đạo cung một đám người, quay người đi trở về. Rất hiển nhiên, dục đế người lại nhiều, cũng không thể cứ như vậy, xông vào thập phương trấn ma kết giới đi. Khách quý là ai a? Khương Ngạn Võ mờ mịt hỏi. Dục đế thân thủ khẽ hấp, bắt được Khương Ngạn Võ đầu, tan thành phấn vụn. Khương Ngạn Võ thi thể không đầu, ngã trên mặt đất. Không có người trả lời vấn đề của hắn. Nhưng mọi người đều biết, khách quý, là Đông Dương Lăng. Linh Lung Thành, Yêu Nguyệt Lâu. Hôm nay không mưa. Yêu Nguyệt Lâu phía đông có mảng lớn đất đai, nơi đây cỏ mọc én bay, linh khí dồi dào. Rất nhiều thiên tài địa bảo, cúi nhặt đều là. Lấp kín hình vòng tường vây, đem cái này như tiên cảnh địa phương bao vây lại, lại lấy thiên văn kết giới phong bế, kể từ đó, nơi đây giống như phong bế bồng lai tiên cảnh. Ngoại nhân chỉ biết là, đây là Linh Lung các tổng bộ. Không ai sẽ biết, nơi này có mấy trăm ngàn, tu vi chỉ có thú mạch cảnh, linh nguyên cảnh bách tính đều nơi này sinh tồn. Nơi này đối bọn hắn tới nói, tựa như là tiên cảnh một dạng, không hạn lượng linh túy. Bảo Ngọc cung ứng, để bọn hắn chưa từng có cường đại, vui đến quên cả trời đất. Thậm chí, còn có một cái nắm giữ khuynh thành dung nhan nữ tử, thường xuyên đến nhìn bọn họ đem này người coi là thượng thần. Bất quá, thượng thần, bên người tôi tớ, thì xưng là các chủ. Yêu Nguyệt Lâu tầng cao nhất, có thể đem cái này, vây thành, bên trong hết thảy, thấy rất rõ ràng, mơ hồ ở giữa, còn có thể nghe được đám trẻ con tiếng cười cười nói nói. Một cái lão giả, dựa cây cột, cười híp mắt nhìn, vây thành, bên trong, cuộc sống hạnh phúc lấy dân chúng. Chất lượng quả thật không tệ, bọn họ rất vui vẻ, khoái lạc linh hồn, cầm giữ có vô hạn khả năng. Vô hạn nói, lão giả vuốt râu dài nói. Hắn lúc nói chuyện, cái kia bị dân chúng tôn xưng là, thượng thần, nữ tử, sắc mặt trắng nhợt, đi tới lão giả bên người. Bệ hạ theo thần táng trở về rồi. Nhưng có phát hiện cái gì? Kỳ quái. Hư không tiêu thất, không thể tưởng tượng. Lão giả nói, liền bệ hạ đều nhìn không ra manh mối, đoán chừng thế gian, không người có thể giải này bí ẩn. Mộng Thính Vũ cung kính nói, tiểu vũ, ngươi lấy lại tinh thần đều đi, bên kia tình huống như thế nào? Lão giả hỏi, hôm nay phát sinh một kiện chuyện trọng yếu. Nói, Mộng Thính Vũ đem thập phương đạo cung trước phát sinh sự tình, cùng lão giả miêu tả một lần. Nói cách khác, tôn nhi ta phong trần. Thật đã chết rồi. Lão giả cắn răng, trên ánh mắt tơ máu hiện lên đi ra. Bệ hạ nén bi thương. Ai, lại là người đầu bạc tiễn người đầu xanh.
trước tới một cái Lý Mộ Dương, hại chết Tĩnh Nhi, lại tới một cái Lý Thiên Mệnh, hại chết Phong Trần. Ta làm sao như thế số khổ, cái này còn phải kiên trì bao nhiêu năm, mới có thể lại có một cái Phong Trần. Lão giả thương tâm nói. Bệ hạ, hoàng tộc nhân khẩu hưng vượng, thiên tài Trần gia không nghèo, bệ hạ đủ để lại cho hoàng tộc, mang đến mấy trăm năm huy hoàng, chỉ cần hoàng tộc vũ nội vô địch thủ, lo gì người kế nhiệm. Nói như thế, cũng là quá mệt mỏi. Cũng được, lần này đại cá đã mắc câu, liền đem sự tình làm được viên mãn một số, đem trừ tận gốc sạch sẽ, thì lại không người ngăn trở ta con cháu quật khởi. Ta lại đem cái này Lý thị thánh tộc cũng gãy mất, cũng coi là cho Phong Trần báo thù. Cái này hài tử đáng thương a. Lão giả tiếc hận nói. Hắn thở dài, lắc đầu, liền Mộng Thính Vũ đều nghe không hiểu, hắn có phải thật vậy hay không thương tâm? Hắn nói hình như thương tâm, kỳ thật ngoài miệng sơ lược. Tiểu Vũ, nói một chút quái vật kia, lão giả nói. Mộng Thính Vũ thì đem mọi người miêu tả dáng vẻ nói một lần. Bệ hạ, Lý Thiên Mệnh đoán chừng không có thực lực đánh bại Phong Trần, ta đoán chừng là quái vật này làm. Dù sao, nó đến từ thần táng. Mộng Thính Vũ nói ra, hiện tại thần đô nhân dân phổ biến nhất ý nghĩ. Không có khả năng a, thượng thần đều khó có khả năng, sinh tồn 100.000 năm, huống chi là cái này quái vật gì. Lão giả nói. Ta cũng đoán không ra, nói rõ thần táng bên trong, có loại tộc sinh sôi, truyền thừa đến bây giờ. Có nhất định khả năng, bất kể nói thế nào, con quái vật này, người giúp ta chằm chằm tốt, thời cơ đã đến, ta muốn đích thân nghiên cứu. Đúng, cam đoan để nó, trốn không thoát bệ hạ thủ lòng bàn tay. Mộng Thính Vũ nói, còn lại 300.000 con cá nhỏ, cái gì thời điểm đến? Lão giả lại hỏi, Tiểu Vũ chính đem hết toàn lực tại thao tác việc này. Bởi vì vận chuyển cần giữ bí mật, nhất là tại thời điểm then chốt này, không thể dò gì bất luận cái gì tiếng gió. Nói thời gian, lão giả thản nhiên nói. Tranh thủ 2 tháng vào chỗ, Mộng Thính Vũ khẩn trương nói. Nắm chặt thời gian nha, người trẻ tuổi, làm không được, ta sẽ không cao hứng. Lão giả nói. Nhất định. Lão giả lúc này mới gật đầu cười. Hắn ngóng nhìn vây thành trong kia chút khoái hoạt người, lẩm bẩm nói. Hết thảy đều không ngoài sở liệu, bọn họ bắt đầu trợ giúp lão cửu, đối phó 13. Vì không đánh mà thắng, đồ diệt ta nhất tộc, bọn họ nhất định sẽ chuyển biến, vật kia, trạng thái. Một khi chuyển đổi, ha ha, mấy ngàn đời tổ tiên làm không được sự tình, trong tay ta thành công đây. Cao hứng. Lão giả vui sướng nhảy dựng lên, vui vẻ đến giống như là đứa bé, nghiêm chỉnh quên đi Đông Dương Phong Trần cái chết. Đạo Pháp Tự Nhiên Điện. Lý Thiên Mệnh vịn vi sinh vân tịch, tại hành lang ngược lên đi, cước bộ thực sự tại đá cứng bên trên, phát ra cộc cộc thanh âm. Cung chủ, Đông Dương lăng được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạm được, tâm tình ổn định, tao nhã nho nhã, đối xử mọi người rộng lượng, trương thị có độ, cùng Đông Dương dục tính tình hoàn toàn khác biệt. Hắn ôn hòa, có chút không giống như là hoàng tộc. Vi sinh vân tịch nói. Đây cũng là đạo cung, chuẩn bị chống đỡ Đông Dương lăng xưng đế. Đánh tan dục đế lý do sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải. Đó là bởi vì hắn so Đông Dương dục yếu. Cung chủ có ý tứ là, trước đến đỡ người yếu, đánh tan cường giả, lại chu diệt người yếu. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi rất thông minh. Đông Dương lăng cũng sẽ đoán được a. Hắn có thể như thế suy đoán, nhưng hắn nhất định phải đánh bạc, mà lại hắn không có cách, muốn là hắn cự tuyệt, chúng ta thì lựa chọn Đông Dương dục. Hiện tại đạo cung thực lực, so Đông Dương dục vây cánh đều còn mạnh hơn một chút, chúng ta lúc này thời điểm vào cuộc, Đông Dương lăng chỉ có thể hy vọng, chúng ta không có đảm lượng đi một bước cuối cùng. Mà lại, hắn đối mình còn có nhất định lòng tin, dù sao, hắn không biết, chúng ta còn có át chủ bài. Vi sinh vân tịch nói. Bài tẩy gì? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Ngươi đến lúc đó liền biết, vi sinh vân tịch mỉm cười nói. Cung chủ, ta muốn vì đạo cung mà chiến. Lý Thiên Mệnh nói. Nói nhảm, người bây giờ cũng là một phương cường giả, càng là thập phương đạo cung thế hệ tuổi trẻ trụ cột, người tự nhiên muốn xuất chiến. Vi sinh vân tịch cười nói. Sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì hoàng tộc? Đơn giản cũng là ăn tươi nuốt sống cửu minh nhất tộc. Bọn họ thần đô, cũng là một cái hút máu thành trì, thần đô càng ngày càng cường thịnh, toàn bộ cổ chi thần quốc các đại cảnh vực thì tiếp tục suy bại, chính là thần đô chiếm lấy tư nguyên. Toàn bộ cung cấp thượng cổ hoàng tộc tu hành. Đúng vào lúc này, đến, vi sinh vân tịch mang theo hắn,
đẩy ra một đạo màu xanh thẳng cửa lớn, hai người đi vào, cửa lớn lúc này mới đóng lại. Tại đại cửa đóng lại trong nháy mắt, toàn bộ thế giới lâm vào cực đoan trong bóng tối. Đây chính là, đêm tối phòng tạm giam, cái này cũng quá đen tối, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn theo con mắt thứ ba, đều không nhìn thấy mảy may đồ vật, sau khi đi vào, hoàn toàn thành một cái người mù. Tạm được, thế giới của ta, vẫn luôn là hắc. Vi Sinh Vân Tịch nói. Cung chủ, càn đế khi nào hủy con mắt của ngươi? Tại ta thể hiện ra, có thể đột phá tới cổ chi thánh cảnh thiên phú thời điểm. Cái kia tuổi 30 nhiều tuổi, ta phụ mẫu còn tại thế. Đáng tiếc, ta tuổi còn rất trẻ, trúng kế của hắn. Càn đế người này, không cho phép có bất kỳ người, có thể uy hiếp được hoàng tộc thống trị. Thập phương đạo cung người, bị hắn âm quá nhiều người. Nói thí dụ như Dạ Nhất huynh trưởng, cũng là chết ở trong tay hắn. Vi Sinh Vân Tịch nói. Loại này người, chết thật là đáng đời. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng nói hắn. Đã đi vào, hắc ám cấm bế thất, xuất ra ngươi, tam thiên tinh vực, ta dạy cho ngươi, cửu thiên ngân hà quyết. Vi Sinh Vân Tịch nói. Cung chủ, đây chính là đạo cung tối đỉnh cấp ba loại cổ thánh chiến quyết một trong, là vi sinh gia tộc tuyệt học, người truyền thụ cho ta, ta có chút khẩn trương a. Lý Thiên Mệnh nói. Sợ học không được. Đó cũng không phải, chính là sợ học được quá nhanh, đả kích cung chủ lòng tự trọng. Ha ha. Hiếm thấy, nàng ôn nhu như vậy người, vậy mà cũng phá lên cười. Đừng có đùa tiểu thông minh, người có thể tu thành bất diệt kiếm thể thiên kiếp kiếm, là bởi vì ngươi thể chất tốt, có thể chịu được cực khổ. Nhưng muốn lấy địa thánh cảnh tu vi, suy nghĩ chân chính cổ thánh chiến quyết, cần chính là siêu phàm lĩnh ngộ lực. Cái này tuyệt đối hắc ám hoàn cảnh, có thể để ngươi càng thấy rõ ràng binh khí của mình, càng thấy rõ ràng tinh không. Chúng ta vi sinh gia tộc, cửu thiên ngân hà quyết, chính là thần quốc roi pháp chí tôn. Ngươi đã ưa thích cái này cửa binh khí, còn có 99 điều thánh thiên văn thần binh nơi tay, một khi tu thành, uy lực không so thần tiêu kiếm quyết tăng thêm bất diệt kiếm thể kém. Lại thêm, cửu thiên ngân hà quyết, cũng có thể dung hội bất diệt kiếm khí, thi triển ra, chưa hẳn so đông hoàng kiếm kém. Thậm chí, có thể đạt tới đông hoàng kiếm đều không có kỳ hiệu. Dù sao, khác biệt binh khí, sở trường khác biệt. Người cùng khinh ngữ đều hiểu được lựa chọn song binh khí tu hành, là một loại biện pháp tốt. Vi Sinh Vân Tịch tán dương. Nghe cung chủ nói nhiều như vậy, ta đã không kịp chờ đợi, nhao nhao muốn thử. Lý Thiên Mệnh hưng phấn nói. Có khát vọng là chuyện tốt, bất quá, nếu là ở biết được khó khăn về sau, còn có hiện tại loại quyết tâm này, đó mới là ý chí hừng hực người. Vi Sinh Vân Tịch ngữ trọng tâm trường nói. Minh bạch. Tiếp đó, nàng bắt đầu giảng thuật. Thiên Mệnh, cửu thiên ngân hà quyết, hết thảy có ba chiêu, phân biệt là thôi sán xí tinh, tinh hà loạn thế cùng cửu thiên tinh trần, ba cái hàm ý hoàn toàn khác biệt, càng thêm siêu việt, có thể đưa ngươi cái này tam thiên tinh vực, uy lực hoàn toàn phát huy ra. Lại nói, ngay cả ta, Bạch Xí Tinh Liên, đều chỉ có 90 điều thánh thiên văn. Người tiểu hoa nhi này, vận khí cũng quá tốt rồi. Vi Sinh Vân Tịch dở khóc dở cười nói. Nghe nói anh Tuấn người, vận khí bình thường đều sẽ không quá kém, ta đoán chừng là tướng mạo nguyên nhân đi. Lý Thiên Mệnh nói. Khác ra a, tiếp đó, có người chịu khổ. Vi Sinh Vân Tịch nói một tiếng. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đêm tối phòng tạm giam, đột nhiên lâm vào ban ngày bên trong. Đó là bởi vì, Vi Sinh Vân Tịch trong tay, xuất hiện một đầu hóa đơn tạm lập lòe xiềng xích, tựa như là nguyên một đám tinh cầu màu trắng, nối liền cùng nhau. Chung quanh càng là hắc ám, cái này, Bạch Xí Tinh Liên, thì càng lập lòe. Nhìn kỹ, Vi Sinh Vân Tịch đột nhiên hất lên. Cửu thiên ngân hà quyết thôi sán xí tinh. Lý Thiên Mệnh hối hận chính mình có ba con mắt. Bởi vì, cái này một roi tới, hắn cái gì cũng còn không nhìn thấy, người đều sắp bị chọc mù. Bất quá, hắn lại hưng phấn. Rõ ràng, cái này cửu thiên ngân hà quyết, một khi có thể thu thành, tam thiên tinh vực, tuyệt đối mạnh khiến người ta giận sôi a. Hắn duỗi tay run một cái, tam thiên tinh vực, bất ngờ xuất hiện. Cái này màu xanh thẳm thần binh, như là 99 cái tinh vực nối liền cùng nhau, cái kia chói mắt tinh quang, hoàn toàn siêu việt Bạch Xí Tinh Liên. Một ngày này bắt đầu, Lý Thiên Mệnh đem bất diệt kiếm thể cùng cửu thiên ngân hà quyết đồng bộ tu hành. Trong đó, cái sau có cung chủ tự mình chỉ dẫn. Thập phương đạo cung xuất chiến ngày, đã không xa, tam thiên tinh vực có thể ngăn cách 3.000 mét giết người, hắn cảm thấy, trên chiến trường, đủ để phát huy ra kinh thiên tác dụng. Trong vạn quân,
lấy đầu người, dễ như trở bàn tay. Những ngày tiếp theo, bởi vì tu hành nhiệm vụ, tăng thêm, cửu thiên ngân hà quyết, kết quả là, Lý Thiên Mệnh còn phải đợi tại đạo Pháp tự nhiên điện. Bất quá, lấy cơ trí của hắn, lại bởi vậy cùng Khương Phi Linh, vượt qua đất khách yêu sao. Cái kia đương nhiên sẽ không. Hắn dứt khoát đem Khương Phi Linh, đưa đến đạo Pháp tự nhiên điện tới. Lấy tên đẹp giám sát, chỉ dẫn nàng tu hành, kỳ thật còn không phải là vì, dở trò. Đêm tối phòng tạm giam bên trong. Linh Nhi, người dẫn đạo người cái này, vĩnh sinh thế giới kinh, tu luyện mà thành đặc thù lực lượng, vận chuyển tới nơi này, trở lại nơi này, sau cùng hội tụ ở chỗ này. Đúng, ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, bảo trì sung mãn hình dáng. À không, trạng thái. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Ca ca, người đủ chưa? Người còn như vậy, ta muốn tẩu hỏa nhập ma. Khương Phi Linh mặt đỏ tới mang tai nói. Cần phải mỗi nói một vị trí, đều muốn lấy tay mò một lần mà. Khụ khụ, người muốn khắc khổ tu luyện, đừng nghĩ những cái kia loạn thất bát tao, tâm như gương sáng, tạo hóa từ trước đến nay. Hiểu không, Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Hắn nhéo nhéo Khương Phi Linh khuôn mặt, nói, người trẻ tuổi, không muốn lại lười biếng, muốn giống như ta chăm chỉ. Người đi ra, Khương Phi Linh tức giận nói. Gia hỏa này lên trời, luôn trêu đùa chính mình. Nhớ kỹ kiên trì cũng là thắng lợi. Lý Thiên Mệnh mặt dày mày dạn căn dặn vài câu, sau đó tiếp tục suy nghĩ cửu thiên ngân hà quyết. Tại cái này cực hạn hắc ám tĩnh mịch không gian bên trong, tam thiên tinh vực tinh thần quang mang, lộ ra nhất là chói sáng, tựa như là trong đêm tối tinh hà, trong lúc huy động, như tinh thần tại thương thiên cùng múa. Vù vù, Lý Thiên Mệnh lần lượt, đem tam thiên tinh vực cho vãi ra, sau đó lại thu hồi lại tới. Đinh linh đinh linh, tinh thần lam vòng tại va chạm bên trong. Phát ra từng đợt thanh âm thanh thúy. Thôi sán xí tinh. Cái này cửu thiên ngân hà quyết chiêu thứ nhất, ý nghĩa bao hàm ngay tại sáng chói hai chữ. Cái này một roi thi triển đi ra, quang mang kinh thiên động địa, hoa mỹ tinh hà đầy trời bao phủ, kết thành tinh vực chi võng, thậm chí có thể hấp thu tinh thần tinh quang, tăng cường tự thân. Siêu. Một roi giết ra, tinh hà lăn lộn. Quang mang chói mắt gào thét, một đầu tinh thần chi liên đầy trời lăn lộn, lấy tốc độ khủng khiếp. Đã sáng tạo ra vô hạn huyễn ảnh. Xem ra, tựa như là Lý Thiên Mệnh, nắm trong tay nguyên một mảnh tinh không. Rốt cục đã đạt thành cung chủ thiết lập mục tiêu, có chừng 50.000 lần. Lý Thiên Mệnh những ngày gần đây, mỗi ngày đều có 1/3 thời gian đang suy nghĩ cái này một roi, thôi sán xí tinh. Hắn lấy tay trái hắc ám cánh tay lặp lại ma luyện, vừa rồi nhẹ lòng một ít, muốn là tay phải, đoán chừng đều phải gãy mất. Chỉ là trưởng khống tam thiên tinh vực. Bản thân đều muốn hao phí sức mạnh rất lớn, tam thiên tinh vực bên trong, tự mang tinh thần cương khí, uy lực của nó từ thánh linh mỏ cùng thánh linh tai hỗn hợp mà đến, có thể điệp ra tại bất diệt kiếm khí phía trên, là tam thiên tinh vực cường hãn căn bản. 50.000 lần về sau, Lý Thiên Mệnh cửu thiên ngân hà quyết, đã ra dáng. Sau cùng một roi thi triển thời điểm, vi sinh vân tịch vừa tốt đánh mở cửa đi vào, nàng tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng tựa hồ có thể cảm nhận được Lý Thiên Mệnh thành quả. Dù sao, nàng đối cửu thiên ngân hà quyết, vô cùng quen thuộc. Thành công, vi sinh vân tịch đứng tại chỗ, trên mặt nổi lên một chút bất đắc dĩ nụ cười. Đúng vậy, dễ dàng, độ khó khăn trung đẳng, Lý Thiên Mệnh nói. Ta dám khẳng định, người đứa nhỏ này, tuyệt đối so với nghĩa phụ của ngươi cường. Nghĩa phụ của ngươi gần nhất cũng đang suy nghĩ cổ thánh chiến quyết, nhưng là, hắn thu hoạch so ngươi kém xa. Cửu thiên ngân hà quyết không so hắn tu luyện đao pháp kém. Ngươi chỉ là 50.000 lần, liền có thể hơi hơi nhỏ thành. Nếu là ngươi là cổ chi thánh cảnh, vậy còn không đến một ngày học hội. Thiên Mệnh, ngươi nói với ta, ngươi có phải hay không, không chỉ có 5 cái kiếp vòng. Vi sinh vân tịch nói. Cung chủ, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt lấy ngươi. Kỳ thật ta là 10 kiếp luân hồi chi thể. Bất quá, còn mời cung chủ khác cùng những người khác nói. Lý Thiên Mệnh nói. Nói thật, hoài nghi người càng ngày càng nhiều. Cái này hoàn toàn không dối gạt được. Hắn cùng Lý Khinh Ngữ ở giữa khác nhau quá lớn, nhất là vi sinh vân tịch bọn họ những trưởng bối này, đối Lý Thiên Mệnh tiến triển hiểu rất rõ. Không nghi ngờ đều khó có khả năng. Ngươi chắc chắn chứ, vi sinh vân tịch ngây người tại chỗ, coi như sớm có đoán trước, nàng vẫn là khó có thể tin. Cánh tay trái 5 cái kiếp vòng, để hắc ám cánh tay che đậy, thấy không rõ lắm, nhưng là xác thực tồn tại. Lý Thiên Mệnh nói. Bát kiếp luân hồi chi thể, ta cũng không biết là gì các loại khái niệm,
ngươi cho ta đến cái 10. Các ngươi Lý thị thánh tộc kiếp vòng, không đáng giá sao? Làm sao cùng mọc lên như nấm giống như, liên tục không ngừng xuất hiện a? Vi sinh Vân Tịch dở khóc dở cười nói. Cứ như vậy, nàng xem như giải đáp tâm lý một nỗi nghi hoặc. Quả nhiên, Lý Thiên Mệnh ở phương diện này phía trên, so Lý Vô Địch còn mạnh hơn, cứ như vậy, rất nhiều chuyện đều có thể giải thích. Thiên Mệnh, việc này ta biết là có thể. Nghĩa phụ của ngươi bát kiếp luân hồi chi thể, đều có thể tạo thành thần quốc oanh động. Lại càng không cần phải nói 10 kiếp luân hồi chi thể. Thần quốc không phải Viêm Hoàng đại lục toàn bộ, như có thiên tư lại nghịch thiên, truyền đi quá xa, gây nên 9 đại thần vực chú ý, vậy cũng không tốt. Ngươi cùng Lý Vô Địch, đều cần đầy đủ thời gian trưởng thành. Tối thiểu đều phải có cổ chi thánh cảnh thực lực, trưởng khống thần quốc cương vực, mới có tại toàn bộ Viêm Hoàng đại lục quật khởi tư bản. Vi sinh Vân Tịch nghiêm túc dặn dò. Xem ra, nàng cũng định tốt, đem thập phương đạo cung, thậm chí tương lai thần quốc cương vực, đều truyền thừa cho Lý Thiên Mệnh cha con. Cung chủ, ta đã biết. Mặt khác, nghĩa phụ ta bên kia, ta đến lúc đó tự mình cùng hắn thẳng thắn, tránh khỏi hắn cái này đông hoàng cảnh đệ nhị thiên tài, bị đả kích quá nặng nề, không kiên trì nổi, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn cũng không biết đâu. Đúng. Lý Thiên Mệnh nói, thành, chí ít ta sẽ trình độ lớn nhất, trợ giúp ngươi giữ bí mật. Trên người ngươi không thể công khai bí mật quá nhiều, xác thực sợ hấp dẫn Viêm Hoàng đại lục người mạnh hơn chú ý. May mắn, chúng ta cái này rời xa Viêm Hoàng đại lục hạch tâm, cơ hồ cùng bên kia đoạn tuyệt giao lưu. Vi sinh Vân Tịch nói, cảm ơn cung chủ. Kỳ thật mặc kệ là Khương Phi Linh thần thể, vẫn là Lý Thiên Mệnh 10 kiếp luân hồi chi thể, đều rất khó tránh thức giữ vững bí mật. Khương Phi Linh thần thể rất dễ thấy, Vi sinh Vân Tịch đều có thể phát giác ra được, toàn bộ đại lục phía trên, khẳng định có không ít siêu việt Vi sinh Vân Tịch cường giả. Đến mức 10 kiếp luân hồi chi thể, này cũng còn tốt, dù sao đại lục thì một cái Lý thị thánh tộc, liền xem như 9 đại người của thần vực, cũng sẽ không biết 8 cùng, 10, ý vị như thế nào. Cái gọi là bát kiếp luân hồi chi thể, đặt ở thần quốc, bởi vì Lý thần tiêu truyền kỳ, sẽ có vẻ rất nghịch thiên. Nhưng 9 đại người của thần vực, đoán chừng chẳng thèm ngó tới. Hắn chỉ cần, giữ vững thái cổ hỗn độn cự thú, bí mật, là có thể. 9 đại thần vực đều rất xa, bình thường tới nói, cả một đời cũng sẽ không, cùng chúng ta có cái gì gặp nhau. Trừ phi, người cùng Lý Vô Địch bên trong, sẽ có người có thể trở thành thần linh, trở thành Viêm Hoàng đại lục, 11 thượng thần, đem thần quốc Khương Ngọc, phát triển thành thứ 10 thần vực. Vi sinh Vân Tịch tràn ngập mong đợi nói ra. Cái kia quá xa vời, ta vẫn là tranh thủ trước trở thành thiên thánh cảnh đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thành thần. Có lẽ có cái kia hy vọng, nhưng là, hiện tại xa không thể chạm. Người nào có thể biết, trên đường này, còn cần vượt qua cái gì, mới có thể siêu thánh thành thần. Toàn bộ Viêm Hoàng đại lục lịch sử phía trên, tổng cộng từng sinh ra 10 cái thượng thần, trong đó Hiên Viên Si vẫn là dựa vào ma thành thành thần, dạng này hám thế truyền kỳ, sẽ đến phiên chính mình. Đúng rồi, người bất diệt kiếm thể, tu luyện được ra sao? Vi sinh Vân Tịch hỏi. Trước mắt đã dung hội, 2000 nói bất diệt kiếm khí. Lý Thiên Mệnh nói. Đã xưa nay chưa từng có, xem ra ở trên thân thể ngươi, ta có hy vọng nhìn đến, vạn kiếp kiếm, sau khi tu luyện thành rầm rộ. Cung chủ yên tâm, cái này bức, ta đựng định. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi a ngươi, đứa nhỏ này, lại nói ngươi gần nhất dung hợp bất diệt kiếm khí tốc độ, làm sao tăng lên? Khả năng cùng thần táng bên trong ngừng một đoạn thời gian có quan hệ, mà lại, ta hiện tại chịu khổ ăn nhiều, người đều chết lặng, đau đến liền cảm giác đau đều nhanh đã mất đi, ngược lại dễ dàng, ra sức hướng trong thân thể nhét liền thành, thì cùng chúng độc giống như, ta một ngày không dùng bất diệt kiếm khí tra tấn chính mình, ta đều cảm thấy không kích thích. Lý Thiên Mệnh nói, biến thái, Vi sinh Vân Tịch nhịn không được đậu đen rau muống. Kỳ thật nàng biết, thiên kiếp kiếm về sau, là bất diệt kiếm thể khó chịu nhất thời điểm, mà lại càng ngày càng khó. Lý Thiên Mệnh nói thật nhẹ nhàng, kỳ thật, hắn tại kiếm khí chỉ bên trong gào thảm thời điểm, có thể không phải như vậy hời hợt. Chỉ có thể nói, kinh lịch thần táng sinh tử, hắn càng hiểu được chân quý sinh mệnh, thủ hộ thân nhân người yêu. Cái này cần bao trùm tại chúng sinh phía trên thực lực, vậy dĩ nhiên cần, siêu việt chúng sinh ý chí lực. Thiên Mệnh, người bây giờ bản sự, đã coi như không tệ. Đuổi kịp đại đa số trưởng bối. Bất quá, bế quan khổ tu, nhất định phải phối hợp thực chiến diễn luyện, mới có chân chính thuế biến.
đạo cung không sai biệt lắm cùng dục đế khai chiến, trước mắt, chúng ta đã đang bố trí cụ thể chi tiết. Ta muốn cho ngươi sách phong một cái ám điện chức vị, cho ngươi nhất định binh quyền, chuẩn bị xuất chiến đi. Vi Sinh Vân Tịch nói. Ánh mắt của nàng nhìn không thấy, nhưng từ thần sắc nhìn, nàng đối Lý Thiên Mệnh tràn đầy hy vọng. Cung chủ, ta phải đạo cung che chở, thậm chí là ân cứu mạng, cung chủ còn ban cho ta nhiều như vậy tạo hóa, đợi ta như cha mẹ ruột, bây giờ ta học có thành tựu, nhất định dốc hết toàn lực, vì đạo cung cống hiến lực lượng của mình. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Đây đều là tiếp theo, trọng yếu là, người thật tốt sinh trưởng, tương lai thành làm một cái vô địch chi nhân, cùng nghĩa phụ của ngươi cùng một chỗ, để mảnh này cương vực nổi lên vạn dân, càng thêm cường thịnh, an cư lạc nghiệp, cho chúng sinh sáng tạo chân chính thịnh thế, mà không phải chỉ là, chỉ có một cái thần đều hư giả phồn hoa. Ta nha, liền đợi đến có một ngày như vậy, cố hương của chúng ta, cũng có thể trở thành thần vực, trở thành Viêm Hoàng đại lục hạch tâm. Vi Sinh Vân Tịch mỉm cười nói. Nàng đối Lý Thiên Mệnh cha con tốt như vậy, nghe có tư tâm, thế nhưng là cái này tư tâm, lại như thế vĩ đại. Nhất định, Lý Thiên Mệnh vươn tay, cầm bàn tay của nàng. Rất tốt, nam nhi bảy thước, làm đỉnh thiên lập địa, vì nổi lên vạn dân, sáng lập chân chính quân vương đế đạo, phúc phận thiên hạ, chúng sinh mạnh, thì đế cường. Mổ gà lấy trứng sự tình, không thể làm. Nổi lên khó khăn đã có mấy vạn năm, bây giờ, đến chung kết loạn thế thời khắc. Ta một giới bà lão, nguyện vì chúng sinh mở đường, cống hiến ta hết thảy. Đợi đại nghiệp tự nhiên ngày, ta liền sẽ toàn thân trở ra, quy ẩn sơn lâm, hưởng hưởng phúc khí. Như thành lập mới thần quốc, còn phải dựa vào phụ tử các ngươi, chỉ huy đạo cung cùng chung chí hướng con cháu, đi mở sáng tạo thịnh thế. Vi Sinh Vân Tịch cười nói, nụ cười của nàng bên trong, tràn đầy đối cái kia thịnh thế, khát vọng. Nhìn ra được, nàng là một cái trách trời thương dân vĩ đại người. Lý Thiên Mệnh vô cùng tôn trọng nàng. Lý Thiên Mệnh không muốn nói cái gì lời khách sáo, liền mỉm cười nói. Cung chủ, việc này thì giao cho Lý Vô Địch đi, ta là Tiêu Diêu người, vẫn chờ cùng Linh Nhi cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy, sinh nó mười mấy cái hoa hoa đây. Ha ha, lại khi dễ Linh Nhi, người tiểu tử hư này. Vi Sinh Vân Tịch cười khúc khích, được, đều là chuyện sau này, có được hay không, còn chưa nhất định đây. Nếu có thể thành. Ta khẳng định phải đem nghĩa phụ của ngươi trước cho ấn ở chỗ này. Hắn người này đâu, tuy nhiên hung hăng càn quấy một chút, nhưng thủ đoạn cường ngạnh, là cái khai quốc quân chủ. Độ kiếp 14 năm, đủ để miêu tả một cái hoàn mỹ người. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Thiên Mệnh bả vai, nói, đi thôi, đi thập phương thánh điện, chiếu cáo thiên hạ, cho ngươi phong một cái chức vị. Tiếp đó, Vi Sinh Vân Tịch muốn cho mình an bài một đám thủ hạ quân đoàn. Cho tới bây giờ không có mang binh đánh giặc qua Lý Thiên Mệnh, còn có chút hưng phấn. Đông Hoàng cảnh tông môn chi chiến, hắn tuy nhiên ngăn cơn sóng dữ, nhưng cũng không phải là đỉnh phong cường giả. Lần này, hắn có thể dựa vào chiến đấu lực, đi hai bên chiến tranh cục thế. Dục đế, chờ chết đi. Cổ chi thần quốc, thượng cổ hoàng tộc, cái kia diệt vong. Thập phương thánh điện, chính là đạo cung chân chính quyết nghị hạch tâm. Một ngày này. Ám điện cùng thập phương điện đỉnh phong nhân vật, đa số đều hội tụ tại thập phương thánh điện bên trong. Một phương diện, có quyết định trọng đại công bố, mà một mặt khác, là muốn đem Lý Thiên Mệnh an bài tiến ám điện bên trong, để hắn theo học cung nhảy lớp tiến ám điện, trực tiếp phía trên tầng quản lý. Lý Thiên Mệnh đầu tiên là trở về, đem Dạ Lăng Phong cũng kéo đi qua. Dạ Lăng Phong không dám khoảng cách hồn ma quá xa. Hồn ma vẫn là cái không thể khống không xác định nhân tố. Một khi không có trưởng khống tốt, rất có thể khắp nơi giết người, hút hồn ma. Theo thần táng sau khi trở về, Dạ Lăng Phong mặc kệ đi nơi nào, hồn ma đều như hình với bóng, giống như là cái trung thực mà thật thà người hầu. Hồn ma có ba cái đầu, ngoại trừ thời điểm chiến đấu là, giận mặt, bình thường cũng là tại hoan hỉ cùng đau thương ở giữa hoán đổi. Trong khoảng thời gian này, nó cùng Lam Hoang thành hảo huynh đệ, chơi đến quên cả trời đất, đi trên đường, trên cơ bản đem cái kia hoan hỉ đầu đè vào phía trước nhất. Sáu cánh tay đều tại vui sướng lắc lư. Đạo cung đệ tử trẻ tuổi nhóm, vừa nhìn thấy cái này mặt mũi hung dữ quái vật, vội vàng ẩn núp rất xa. Nghe nói đi, Lý Thiên Mệnh giết thái tử Đông Dương Phong Trần. Đây chính là thái tử A, chín đầu thiên phú tuyệt thế thiên tài, thần đô từng để cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Đúng vậy A, thật thời tiết thay đổi, tiên đế băng hà, Đông Dương Lăng cùng dục đế tranh quyền, nội đấu tổn thất to lớn, liền thái tử bị giết.
Thần Vũ quân đoàn tự mình đến Hưng Sư vấn tội, vậy mà cầm Lý Thiên Mệnh không có cách nào. Bên ngoài bây giờ nghe đồn, Đạo Cung muốn trợ giúp Đông Dương Lăng, hướng Dục Đế khai chiến, Dục Đế đã hoàn toàn lui giữ Hoàng Thành. Đoán chừng, hắn phải xong đời. Đúng vậy a, hiện tại so sánh phía dưới, ám điện lực lượng quá mạnh, về sau, ta cũng muốn gia nhập ám điện. Thần quốc đến từ xưa đến nay hỗn loạn nhất thời điểm, thêm vào ám điện, tuyệt đối có thể gối cao không lo. Ta bối cảnh trong sạch, cũng không có vấn đề. Cùng một chỗ nỗ lực a. Bọn họ nhìn lấy Lý Thiên Mệnh đi qua, trong thần sắc, tràn đầy hâm mộ. Cái này Lý Thiên Mệnh, còn tính là đạo cung đệ tử sao? Giống như chúng ta. Nghe nói, hắn đạt được cung chủ coi trọng, rất có thể là lúc sau thập phương cung chủ. Không nghĩ tới, hắn nghịch thiên thành loại trình độ này, vừa tới trận kia, thoạt nhìn vẫn là cái đầu nhà quê. Hoàn toàn nhìn không ra. Về sau có cơ hội, nhiều nịnh bợ đi. Ta nghe nói cái kia vị lai điện Chu Viên Viên, đều bởi vì cùng Lý Thiên Mệnh giao hảo, kết quả, hiện tại giao tốt mấy nữ bằng hữu đều là đại mỹ nhân. Mấy cái, đậu phộng, cái này heo mập còn không phải thận hư. Hâm mộ a. Bọn họ trách trách vù vù nói. Trong đám người, một cái bạch y nam tử, tựa như là một hạt bụi nhỏ, không người chú ý. Ánh mắt hắn đỏ bừng, toàn thân run rẩy. Còn sẽ có cơ hội báo thù sao? Quân Niệm Thương dựa vào ở trên vách tường, có chút đứng không yên. Trong mắt của hắn, cái kia tại cảnh vực chi chiến, bốc lên hắn ngập trời chi nộ thiếu niên, hiện tại, đã cao không thể chạm. Tiểu Phong, ám điện tên đầy đủ, gọi là Thất Tinh ám điện ngự thú sư đại quân, tên là Thất Tinh quân đoàn, tổng cộng chia làm thất chi quân đoàn, lấy Thiên Xu, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Thiên Tuyền, Diêu Quang, Ngọc Hành, Khai Dương mệnh danh. Mỗi một chi quân đoàn, từ một cái tinh vương, thống lĩnh, tinh vương thủ hạ, có chừng mấy trăm ngàn thánh chi cảnh giới cường giả, Thất Tinh quân đoàn cùng nhau có gần 1 triệu người, bọn họ mới là đạo cung hạch tâm lực lượng. Tiến về thập phương thánh điện trên đường, Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong giải thích nói. Cái kia Dạ Nhất tiền bối đâu? Dạ Lăng Phong hỏi. Dạ Nhất gần nhất lúc hướng dẫn hắn một môn siêu phàm thiên thánh chiến quyết, Dạ Lăng Phong học được hết sức chăm chú. Hắn đương nhiên là Thất Tinh quân đoàn tổng chỉ huy a. 7 cái tinh vương, tất cả thuộc về hắn quản, Lý Thiên Mệnh nói. Đã hiểu. Mặt khác, mỗi một cái quân đoàn tinh vương phía dưới, còn thiết lập 10 cái tinh tướng. Mỗi người trưởng khống 10.000 người. Tinh tướng phía dưới, còn có thiên phu trưởng, bách phu trưởng, ngũ trưởng chờ. Lý Thiên Mệnh nói. Nói trắng ra là, Thất Tinh ám điện, cũng là đạo cung quân đội, hắn nội bộ thưởng phạt chế độ cùng kỷ luật. Cùng chân chính hoàng triều đại quân, căn bản không có khác nhau.